Vì Bất Hưu nghĩ thầm rằng, y còn điều tra được chứng cứ bước đầu về việc Bành Vân Phong đưa hối lộ cho Hạ Tưởng, thu hoạch nhiều hơn so với y tưởng tượng, Trần Hải Phong còn muốn làm khó dễ, thật sự là không biết lượng sức, cẩn thận ngã xuống rồi lại đứng lên không được. Vụ án này anh không cần phải xen vào, bởi vì liên quan đến lãnh đạo chủ chốt của Thiên Trạch, anh tốt nhất là né tránh. Chủ nhiệm Bì, tôi, Trần Hải Phong muốn tranh luận, vội đứng dậy. Bì Bất Hưu nổi giận, Trần Hải Phong khiêu chiến quyền uy của y không phải một lần hai lần, trước kia còn chưa thể hiện rõ ràng, từ khi Trần Hải Phong đảm nhiệm phó bí thư thường vụ, y tỏ vẻ ta đây, rõ là tiểu nhân không thể chịu được, y cầm đống tài liệu thẳng tay ném xuống đất. Xem như việc này đã định rồi. Ra dáng uy nghiêm, lập tức khiến Trần Hải Phong không nói nên lời. Sau khi Trần Hải Phong đi, Bì Bất Hưu mới thay đổi vẻ mặt, trong lòng y nghĩ thầm, được lắm Trần Hải Phong, muốn theo ai cũng nên tìm đúng người. Hạ Tưởng không bao lâu nữa sẽ rời khỏi Thiên Trạch, cậu còn muốn bám gót theo Hạ Tưởng, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đợi Hạ Tưởng đi, xem cậu ở thành ủy Thiên Trạch còn có thể sống nổi hay không? Bì Bất Hưu lại không biết rằng, khi Trần Hải Phong quay về văn phòng của y, chế một ly trà, nhấp một ngụm, bỗng nhiên y cười đầy thâm ý. Bành Vân Phong bị thi hành án, tại thành ủy Thiên Trạch không chỉ xảy ra sóng to gió lớn, còn có người thấp thỏm không yên, mọi người bàn tán xôn xao. Thị trưởng Hạ vừa mới thắng một ván nhỏ, Bành Vân Phong đã bị dẫn đi, tuy rằng còn chưa nói rõ là bắt giam, nhưng trên cơ bản cũng gần như là bắt giam, nói không chừng bất cứ lúc nào tuyên bố bắt giam cũng được. Một khi đã bị bắt giam, xem như sinh mệnh chính trị của Bành Vân Phong đã chấm hết. Nhưng trong tình thế này, Bành Vân Phong bị bắt giam chẳng qua không sớm thì muộn, thị trưởng Hạ chưa có cách nào giúp. Khoảng thời gian này, ấy lại không muốn tham một chút lấy một chút, ai dám đứng dưới ánh mặt trời nói mình liêm khiết. Nhiều người như vậy lại không điều tra, cố tình điều tra Bành Vân Phong, thị trưởng Hạ, anh không cảm thấy sốt ruột sao? Đang lúc mỗi người đều đoán bước tiếp theo thị trưởng Hạ sẽ đưa ra thủ đoạn gì, thành phố Lang đột nhiên truyền đến tin tức, phó thị trưởng Thiệu Đinh thành phố Lang bởi vì lý do cá nhân đã từ chức phó thị trưởng. Nếu sự từ chức của Thiệu Đinh không thể thấy rõ sự ảnh hưởng gì đến tình hình của Thiên Trạch, thì sau đó, tỉnh ủy lại xuất hiện một chuyện lớn, đã trực tiếp ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình của Thiên Trạch. Chương 1063, phản kích tuyệt vời. Tin tức Thiệu Đinh bất ngờ từ chức, làm chấn động toàn bộ thành phố Lang. Tuy rằng từ sau khi Cổ Hướng Quốc thất thế, Thiệu Đinh có phần mất thế, nhưng rất tận tụy với công việc, cũng không có sai lầm gì lớn, y hiện tại là phó giám đốc cấp sở, tuổi lại không lớn, thêm vài năm nữa, cũng có ngày ngẩng cao đầu với đời, không phấn đấu lên nổi bí thư thành ủy, thì với kinh nghiệm lý lịch của y, cũng có khả năng lên làm thị trưởng. Lui một bước, cho dù không làm thị trưởng, trước khi về hưu cũng làm giám đốc sở, lại cẩn thận dè dặt một chút, nói không chừng còn có thể đảm nhiệm cục trưởng của tỉnh cục, lên một bước, sau đó an hưởng lúc tuổi già. Nhưng bây giờ đột nhiên từ chức, chẳng khác nào tự hủy hoại tiền đồ, nhiều lắm chỉ nhận được sự đãi ngộ của phó giám đốc sở, từ nay về sau không còn cơ hội bước vào chốn quan trường nữa. Đối với người trong quan trường mà nói, có một số việc, chẳng khác nào như tuyên cáo tử hình trong quan trường. Từ chức là vậy. Người trong quan trường, chưa có mấy người có dũng khí can đảm đoạn tuyệt với giới quan lại, bọn họ đều muốn dấn sâu vào chốn quan trường, cho dù chết đuối, cũng không quay đầu lại. Bởi vậy người người đều biết rõ, cái gọi là bởi vì nguyên nhân cá nhân mà từ chức, chẳng qua chỉ là cái cớ để đánh lừa công chúng, nguyên nhân chính xác, chỉ có đương sự và lãnh đạo chủ chốt mới biết. Thành phố Lang từ trên xuống dưới, đồng loạt xôn xao bởi vì trước đó chưa hề có dấu hiệu nào báo trước, ngoại trừ mấy hạng mục công việc mà Thiệu Đinh phụ trách được chuyển cho Chu Duệ nhà quản lý, cũng không có hiện tượng gì tỏ vẻ cố ý chèn ép hay xa lánh y. Mà công việc tạm thời điều chỉnh như vậy cũng là điều rất bình thường. Nếu bởi vì do điều chỉnh công tác mà từ chức, chứng tỏ y không có tâm lý chịu đựng cao. Hơn nữa cán bộ nào không phải mặt dày tâm đen, lại không qua được ngưỡng cửa nhỏ như vậy. Nhất định có nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân Thiệu Đinh từ chức đích xác chỉ có Ngả Thành Văn và An Hưng Nghĩa biết rõ. Nhưng bọn họ không rõ ai là người đứng sau hậu đài. Nhất định có Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng là người vẽ ra kế hoạch, giữa Hạ Tưởng và Thiệu Đinh hẳn là có một người khác thi hành, chẳng lẽ là Chu Duệ Nhạc. Kỳ thật An Hưng Nghĩa sớm đoán được là Chu Duệ Nhạc, thời điểm Tống Chiêu Độ gặp Chu Duệ Nhạc, y chỉ biết Chu Duệ Nhạc có thể lọt vào mắt của chủ tịch tỉnh Tống, ngoại trừ Hạ Tưởng đề cử, không còn ai khác,
không còn có người thứ hai nào có thể được chủ tịch tỉnh Tống tín nhiệm như thế, chỉ một câu nói có thể thuyết phục chủ tịch tỉnh Tống gặp mặt một phó thị trưởng bình thường. Chủ tịch tỉnh Tống tiếp nhận một người không dễ, sẽ không tùy tiện gặp gỡ người khác, lại càng không chủ động gặp mặt Chu Duệ Nhạc. Công bằng mà nói, An Hưng Nghĩa hơi ghen tị Chu Duệ Nhạc chó ngáp phải ruồi, y cũng cảm thấy nguy cơ, bởi vì nếu y không tự thân giải quyết tốt vấn đề, không giấu sạch phần đuôi của vấn đề, thì có khả năng bị chủ tịch tỉnh Tống cho vào lãnh cung. Chu Duệ Nhạc không ngờ nhận được sự trọng dụng, đây là một tín hiệu chính trị khiến y lo sợ, cũng có nghĩa là, nếu y bị đánh rớt, Chu Duệ Nhạc ở thành phố Lang nhanh chóng vùng lên thay thế y. An Hưng Nghĩa vừa biết ơn vừa hận Hạ Tưởng, y cũng biết tình hình hiện tại, ở tỉnh đang âm thầm thanh lọc một lần, Chu Duệ Nhạc ở thành phố Lang âm thầm triển khai hoạt động cố thoát khỏi rắc rối, đều là mánh khóe của Hạ Tưởng. Đối với việc này, y phải cảm ơn sự ra tay cứu giúp của Hạ Tưởng. Nhưng y lại vì chuyện Hạ Tưởng nâng đỡ Chu Duệ Nhạc mà không vui, Chu Duệ Nhạc được đề bạt tất sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ả y ở thành phố Lang, sẽ ảnh hưởng đến vị trí của y trong lòng chủ tịch tỉnh Tống. Y cũng cho rằng Hạ Tưởng bên ngoài rõ ràng là giúp y, nhưng trên thực tế vẫn là thay chủ tịch tỉnh Tống giải quyết mọi rắc rối bên ngoài, đồng thời cũng là vì bản thân hắn có khả năng bị đuổi ra khỏi Thiên Trạch nên cần phải dùng tất cả mọi thủ đoạn phản kích lại, cho nên An Hưng Nghĩa cũng không nghĩ rằng Hạ Tưởng làm tất cả là vì y, trong lòng y ngoài sự cảm kích ra còn có chút hận. An Hưng Nghĩa biết rõ, Thiệu Ninh từ chức, do áp lực từ mọi mặt, không từ chức không được. Thiệu Ninh ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, dưới sự tấn công của Hoàng Lâm và Lưu Húc, chứng cứ rành rành trước mắt, công nhận sự thật là y xui khiến người khác tố cáo An Hưng Nghĩa, chứng cứ Thiệu Ninh tố cáo An Hưng Nghĩa, là do Chu Duệ Nhạc âm thầm siêu tập tài liệu, ngay cả An Hưng Nghĩa cũng không ngờ Thiệu Ninh tố cáo y, càng không nghĩ tới Chu Duệ Nhạc đã không ra tay thì thôi. Vừa ra tay đã bắt được điểm sơ hở của Thiệu Ninh, Chu Duệ Nhạc làm sao có bản lĩnh lớn như vậy. An Hưng Nghĩa ấm ức cũng đành chịu, cũng bởi vì sự ra tay kịp thời của Chu Duệ Nhạc, mới hóa giải nguy cơ cho y. Bởi vì sau khi Thiệu Ninh thừa nhận sự thật đã tố cáo y, và sau khi cùng trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hải Phong đàm phán, lại lần nữa phản ánh lên Ủy ban Kỷ luật, nói là toàn bộ tài liệu mà y tố cáo đều là bịa đặt, so với sự thật chưa khớp nhau. Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhanh chóng đưa ra phản ứng, hủy bỏ điều tra đối với An Hưng Nghĩa, làm cho An Hưng Nghĩa như chút được gánh nặng. Nhưng một số việc ở trên vẫn chưa đủ để khiến cho Thiệu Ninh đưa ra quyết định từ chức, bởi vì ngay sau khi Thiệu Ninh trở về thành phố Lang, từ tỉnh ủy truyền đến tin tức, nói là Đàm Quốc Thụy giải quyết các vấn đề công nhân viên thất nghiệp ở các xí nghiệp thuộc tỉnh quản lý khiến Bí thư Phạm rất là bất mãn, bị Bí thư Phạm quở mắng. Trong khi đó Đàm Quốc Thụy lại sử dụng cách xử lý vấn đề trên là dựa theo chủ ý của Thiệu Ninh, Thiệu Ninh không từ chức, chỉ có một kết cục, làm người chịu tội thay. Thiệu Ninh trước khi đi tỉnh ủy, đã bị người khác làm bia ngắm, lợi dụng y để hóa giải mọi khủng hoảng ở thành phố Lang, hiện tại lại bị người gây họa, hắn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chịu đựng toàn bộ sự tức giận của Đàm Quốc Thụy, gánh vác toàn bộ trách nhiệm khi mọi thứ chưa được xử lý. Hoặc là hiện tại thoái lui, có tráng sĩ nào đủ dũng khí tự chặt tay mình, đoạn tuyệt với trốn quan trường. Thiệu Ninh chọn vế sau. An Hưng Nghĩa một mình ở văn phòng đem sự tình trước sau ra phân tích, cho ra hai kết luận, một là Hạ Tưởng tính toán không chút sơ hở, ánh mắt tinh tường, mánh khóe cực độc, vừa ra tay đã hóa giải mối nguy cho y, còn gián tiếp giúp chủ tịch tỉnh Tống, từ khía cạnh này đối với tình hình của tỉnh ủy tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Hai là sự phối hợp giữa chủ tịch tỉnh Tống và Hạ Tưởng, áo tiên không thấy vết chỉ khâu, kín mít không chút kẽ hở, một người ra tay, người còn lại ngay lập tức hiểu ý, làm cho người ta không thán phục không được. Chu Duệ Nhạc âm thầm đẩy Thiệu Ninh ra, chủ tịch tỉnh Tống khéo léo khơi gợi tình hình của tỉnh ủy, đem Đàm Quốc Thụy đẩy ra trước mặt Phạm Duệ Hằng, sự tình còn tiếp tục xoay chuyển nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kế sách là kế sách, chủ tịch tỉnh Tống trấn thủ tỉnh ủy, án binh bất động. Hạ Tưởng trấn thủ Thiên Trạch, trong vai trò điều khiển chỉ huy, bao vây giải vây cho đối thủ, trong giải vây còn có sự phản công, quả thật là làm cho người ta không phục không được. Chủ tịch tỉnh Tống vững như núi Thái Sơn, trong lòng có tính toán. Hạ Tưởng án binh bất động, trong lòng đã tính trước mọi việc, âm thầm đưa ra kế phản công hoàn hảo. An Hưng Nghĩa cảm thán, lại vừa có chút ghen tị, tuy nhiên y cũng biết, hiện tại y không bằng Hạ Tưởng, đành phải đè nén sự không vui trong lòng. Còn chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, tỏ vẻ cảm ơn. Hạ Tưởng ngược lại không có kể công, mà là thản nhiên chuyển đề tài,
trọng tâm cuộc nói chuyện xoay quanh đề tài giải quyết việc của Thiên Trạch và thành phố Lang, triển khai hoạt động giao lưu kinh tế. An Hưng Nghĩa cũng thuận theo lời nói của Hạ Tưởng, nhưng việc trao đổi kinh tế với thành phố Thiên Trạch, vấn đề này quả thực không đem lại sự hứng thú. Sau khi bản báo cáo Thiệu Đinh từ chức trình đến tỉnh ủy, mọi người còn cho rằng tỉnh ủy nhất định sẽ đồng ý, nhưng ngược lại, tỉnh ủy không có thư trả lời. Trong lòng Thiệu Đinh rất buồn, không có ý kiến trả lời cũng đồng nghĩa không thống nhất, chẳng lẽ nói, muốn đem y đưa vào chỗ chết. Muốn để y làm người chịu tội thay, chịu tiếng xấu thay cho người khác mới hả dạ. Người không đồng ý Thiệu Đinh từ chức không ai khác chính là bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng. Lần trước Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ đã có một cuộc đàm phán thẳng thắn, nói là thẳng thắn, kỳ thật vẫn còn một số vấn đề nói rõ ràng, nhưng tin chắc hai bên đều đã hiểu được ý đồ của đối phương, nhưng Phạm Duệ Hằng cho rằng, cuộc nói chuyện đã đạt được kết quả mong muốn. Phạm Duệ Hằng biết Tống Chiêu Độ muốn cái gì, chẳng qua chỉ là muốn bảo vệ Hạ Tưởng. Y cũng tin tưởng Tống Chiêu Độ không đến mức bởi vì công ty Á Lâm mà làm cho sự việc thêm rối bời. Với cấp bậc của bọn họ hiện tại, rất ít giao chiến trực diện, cho dù âm thầm đánh nhau, cũng chỉ là châm biếm mỉa mai lẫn nhau mà thôi, không có đụng chạm đến quyền lợi của đối phương. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh ở trong cơ chế chính trị trong nước, đã là nhân vật lớn, hai nhân vật lớn sẽ không đánh nhau, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường không thể nào cứu vãn được. Khi có mâu thuẫn, đều có thuộc hạ dưới tay đấu với nhau. Chiêu Độ, tôi cho rằng Thiệu Đinh tuy rằng tố cáo An Hưng Nghĩa, nhưng y cũng xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng, cho dù tố cáo không thật, bởi vì lý do này mà từ chức, cũng không thể nào chấp nhận được. Ý của tôi là, để Thành Văn đi làm công tác tư tưởng với Thiệu Đinh, để y viết kiểm điểm cho tỉnh ủy, nhận ra sai lầm, tỉnh ủy dựa trên nguyên tắc bảo vệ cán bộ, mà cho y thêm một cơ hội. Phạm Duệ Hằng mời Tống Chiêu Độ đến văn phòng của y, chủ yếu nói về vấn đề Thiệu Đinh từ chức. Tống Chiêu Độ hiểu rõ dụng ý của Phạm Duệ Hằng muốn giữ Thiệu Đinh lại, cũng là xuất phát từ nhu cầu muốn bảo vệ cho Đàm Quốc Thụy, nếu nói trắng ra cũng là vì lợi ích cho y, phòng ngừa sự tình có điều bất chắc, có thể vào thời khắc mấu chốt sẽ lấy Đàm Quốc Thụy ra làm lá chắn, lấy Thiệu Đinh làm người chịu tội thay. Tiếng xấu của công ty Á Lâm, nếu chẳng may được vạch trần, nói không chừng có người đứng đằng sau. Tống Chiêu Độ đối với cuộc nói chuyện lần trước với Phạm Duệ Hằng, kỳ thật cũng không cho rằng đó là một buổi nói chuyện thành công, bởi vì Phạm Duệ Hằng cũng không tỏ vẻ nhượng bộ, tuy rằng thái độ không tồi, nói là ban tổ chức trung ương chỉ đích danh Hạ Tưởng, y cũng không thể không giữ thể diện cho ban tổ chức trung ương, lời nói tuy khéo léo, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng trong việc Hạ Tưởng đi tham gia lớp trung thanh. Thiếu sự chân thành, Tống Chiêu Độ không hài lòng, miệng thì không nói ra, nhưng trong lòng lại có chút phẫn nộ. Bởi vì y biết rõ, ban tổ chức trung ương chỉ đích danh Hạ Tưởng tuy nhiên chỉ xếp hạng như một phó trưởng ban đứng sau cùng, trong một lần họp ngẫu nhiên nói một câu, tỉnh Yên có một thị trưởng trẻ tuổi, nếu hắn có thể tham gia lớp trung thanh, sẽ là thị trưởng trẻ tuổi nhất của lớp trung thanh. Có lẽ chỉ vô tình nói một câu, cũng có khi là thay người khác truyền lời, mặc kệ là kế sách gì, cũng không ảnh hưởng đến quyết định mà tỉnh Yên đưa ra. Sự tình của tỉnh Yên, còn do tỉnh ủy tỉnh Yên sắp xếp. Đồng thời, Tống Chiêu Độ cũng nghĩ, hàng loạt thủ đoạn của Đàm Quốc Thụy đều nhằm vào y sao có thể dễ dàng buông tha Đàm Quốc Thụy. Mà ý tứ của bí thư Phạm hiển nhiên là muốn công khai khen ngợi Đàm Quốc Thụy đã có thành tích trong việc giải quyết việc của công ty Á Lâm, để che đậy tất cả các vấn đề. Thiệu Đinh rất thông minh khi lựa chọn từ chức, là thức thời. Phạm Duệ Hằng không tha, muốn giữ lại y để làm hậu duệ. Nhưng Tống Chiêu Độ nhất định lựa chọn người phù hợp với lợi ích cá nhân của y. Bởi vì trong lúc hội nghị họp bàn công việc bí thư để bàn về vấn đề chọn người tham gia lớp trung thanh lần hai, nghe nói, dưới sự ám chỉ của Phạm Duệ Hằng, Vương Bằng Phi đứng ra thay Mã Tiêu. Chương 1064, sự việc, đối mặt với những chuyển biến lớn. Bí thư Phạm nói đúng, thái độ từ chức của đồng chí Thiệu Đinh quá kích động, tôi cũng cho rằng tỉnh ủy không nên phê duyệt cho đồng chí Thiệu Đinh từ chức. Tống Chiêu Độ thuận nước đẩy thuyền. Y đối với con người Thiệu Đinh không tỏ ra thái độ gì, Thiệu Đinh có đương chức hay không, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến toàn cục. Phạm Duệ Hằng gật đầu. Vậy để Mã Tiêu đến chào hỏi với thành ủy thành phố Lang trước. Tống Chiêu Độ không có ý kiến gì khác. Theo tinh thần chỉ đạo của bí thư Phạm xử lý. Cuộc nói chuyện rất thuận lợi, Phạm Duệ Hằng trong lòng rất thoải mái.
mai mốt dành thời gian nghiên cứu một chút về vấn đề chọn người tham dự lớp trung thanh, ban tổ chức trung ương đang thúc giục. Tống Chiêu Độ cũng không có ý kiến khác, có mâu thuẫn gì cũng không đem ra trước hậu đài bàn bạc, rất nhiều vấn đề cần phải để sau hậu đài giải quyết. Tôi cũng có một ý tưởng mới, khi nào gặp sẽ trao đổi. Tống Chiêu Độ đi rồi, Phạm Duệ Hằng cân nhắc câu nói vừa nãy của Tống Chiêu Độ, trong lòng hơi phập phồng. Cuộc nói chuyện hôm nay dường như rất thuận lợi, Tống Chiêu Độ đang có kế hoạch gì? Nếu nói Tống Chiêu Độ lúc này vứt bỏ Hạ Tưởng, Phạm Duệ Hằng đương nhiên sẽ không tin, y hiểu rõ Tống Chiêu Độ, Tống Chiêu Độ làm việc chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng, hơn nữa Hạ Tưởng ở Thiên Trạch còn đang cố gắng thúc đẩy kinh tế phát triển, không hề có suy nghĩ muốn thoái lui. Kỳ thật Phạm Duệ Hằng cũng có chút khâm phục Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng chẳng những rất bình tĩnh, vẫn như thường lệ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, chưa bao giờ coi mình là con át chủ bài để đưa ra điều kiện với tỉnh ủy. Với lợi thế trong tay của Hạ Tưởng, nếu muốn uy hiếp tỉnh ủy, ngay cả y cũng phải nhíu mày. Nhưng điều chuyển Hạ Tưởng là tình thế bắt buộc, sự việc chính trị, không phải muốn thế nào thì có thế ấy, có khi mệnh lệnh của cấp trên mình cho rằng không hợp tình hợp lý, cho dù không hợp nhân tình, cũng phải chấp hành, trừ phi người đó có sức mạnh hay hậu đài vững chắc mới dám chống đối. Đáng tiếc Phạm Duệ Hằng không có cả hai thứ đó, hơn nữa, quan hệ giữa Hạ Tưởng và y có chừng mực, y không cần phải vì Hạ Tưởng mà đắc tội cấp trên. Có hy sinh Hạ Tưởng cũng phù hợp với lợi ích của y, bởi vì người tiên phong dẫn đầu Hạ Tưởng là Tống Chiêu Độ có lực lượng mạnh mẽ, hắn và Tống Chiêu Độ phối hợp ra tay, khiến người ta khó lòng phòng bị. Theo tin tức đáng tin, thành công trong việc hóa giải mối nguy cho An Hưng Nghĩa và bức bách Thiệu Đinh phải từ chức ắt hẳn là có nhân vật đứng phía sau hỗ trợ, chính là Hạ Tưởng. Tống Chiêu Độ có Hạ Tưởng, như hổ thêm cánh, để Hạ Tưởng an ổn một năm, rời xa trung tâm quyền lực, ít nhất trong một năm, Tống Chiêu Độ không có cách gì uy hiếp tinh thần đối với y. Tuy nhiên, Phạm Duệ Hằng trong lòng vẫn là mơ hồ lo lắng, tình hình của Thiên Trạch có thể khống chế được nguy hiểm hay không, bị bất hưu điều tra Bành Vân Phong, Hạ Tưởng đến bây giờ còn chưa tỏ ra thái độ gì, thái độ này không phù hợp với tính cách của Hạ Tưởng, chẳng lẽ nói, lại là một cái bẫy? Mặc kệ tình hình Thiên Trạch như thế nào, để cho mấy người ở Thiên Trạch ứng phó là được rồi, hắn lúc này quan tâm lớn nhất chính là làm sao có thể che giấu vấn đề của công ty Á Lâm. Y cũng tin tưởng rằng, Tống Chiêu Độ vốn có trí tuệ chính trị, sẽ không tự đi châm lửa trong vụ việc công ty Á Lâm, rất dễ gây ra một ngọn lửa lớn, cũng dễ dàng gây ra thủ án với một số ủy viên thường vụ mò vớt thịt trong nồi của công ty Á Lâm. Việc mà Tống Chiêu Độ cần làm bây giờ là phải đoàn kết, chứ không phải đối nghịch. Phạm Duệ Hằng đã nghĩ, sự tình hiện tại nằm trong phạm vi khống chế, để Thiệu Đinh ở lại, dựa theo manh mối của công ty Á Lâm, y sẽ thong dong bình tĩnh nắm tình hình của một số nhân vật đứng đầu của tỉnh ủy. Chỉ có điều Phạm Duệ Hằng chưa ngờ tới chính là, manh mối của công ty Á Lâm, lại không được che giấu, thiếu chút nữa tạo ra sự kiện tập thể quy mô lớn. Sự tình, vẫn là do Đàm Quốc Thụy trong việc xử lý vấn đề tiền trấn an công nhân viên thất nghiệp không thỏa đáng mà dẫn tới. Đàm Quốc Thụy cuối cùng cũng đoán được nguyên nhân khiến cho sắc mặt của bí thư Phạm đột nhiên biến sắc tức giận, là bởi vì y trong lúc kích động đã vô ý đụng vào điểm yếu của bí thư Phạm. Y hoảng sợ, vội vàng âm thầm thăm dò, mới biết được rốt cuộc tài khoản của công ty Á Lâm đã xảy ra chuyện gì, y căng thẳng đến nỗi toàn thân vã mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa chửi rủa Thiệu Đinh. Suy cho cùng cũng không thể trách Thiệu Đinh, với cấp bậc của Thiệu Đinh, làm sao biết được nội tình bên trong của công ty Á Lâm. Nhưng Tống Chiêu Độ chắc chắn biết, chẳng những biết, y khẳng định cũng giống như y, Thiệu Đinh không hề có một chút dính líu đến công ty Á Lâm, cũng chính lý do này, Tống Chiêu Độ mới dám lấy đề tài của công ty Á Lâm ra viết, y vô tình rơi vào cạm bẫy bí thư Phạm cũng rơi vào đó, vẫn là bị y làm cho liên lụy. Đàm Quốc Thụy lúc này mới cảm thấy lạnh cả người, Tống Chiêu Độ quá lợi hại, quá nham hiểm, lặng lẽ tính kế xử lý y và Phạm Duệ Hằng, còn thiếu chút nữa hại y kéo bí thư Phạm xuống nước. Nếu không phải y kịp thời phát hiện vấn đề và kịp thời thắng lại, sự tình của công ty Á Lâm sẽ bùng nổ, dưới sự tức giận của bí thư Phạm, y cho dù không đến mức bị đuổi ra khỏi tỉnh Yến, cũng đừng nên nghĩ đến việc triển khai công tác gì ở tỉnh Yến nữa. Chủ tịch tỉnh không thích, bí thư thì không muốn gặp, y chỉ còn cách là tự động xin đi khỏi tỉnh Yến, không còn con đường thứ hai cho y lựa chọn. Đàm Quốc Thụy biết rõ, Tống Chiêu Độ ý nghĩ thâm sâu không lường được. Tuy nhiên tính tình của y lại thấy mạnh dùng thì mạnh để ứng phó, thủ đoạn của Tống Chiêu Độ bí hiểm ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của y ngoan cố cho rằng,
chỉ cần tại Tỉnh Yến chiến thắng Tống Chiêu Độ, con đường làm quan về sau của y sẽ bách chiến bách thắng. Tống Chiêu Độ là ngọn núi Thái Sơn cao không thể với tới, nhưng một khi vượt qua, sẽ dẫm nát Tống Chiêu Độ, không bị ngăn trở bởi ngọn núi cao hiểm trở thật là vui sướng, y mong mỏi một đại sự đến trong cuộc đời. Đàm Quốc Thụy nhanh chóng giải quyết các mối nguy hiểm tiềm ẩn của công ty dược phẩm, y sẽ bịt miệng kế toán anh Na và đại biểu công nhân Lưu Kiến, đồng thời y sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, món tiền tiếp theo sẽ không lấy của công ty dược phẩm để tuyên truyền nữa, lấy một khoản tiền từ nhà máy thuốc lá. Nhà máy thuốc không có ý kiến gì, liền gửi tới 50 triệu, trên cơ bản tiền trấn an công nhân thất nghiệp xem như giải quyết ổn thỏa. Đàm Quốc Thụy tin tưởng nếu không có người gây rối, y xem như lập công lớn nhất, làm cho ý đồ của Tống Chiêu Độ thất bại, xem như y đã thắng lợi bước đầu. Cũng bởi vì xử lý vấn đề của công ty Á Lâm có hiệu quả, y xem như đứng cùng phía với bí thư Phạm. Coi như gặt hái được nhiều kết quả. Đàm Quốc Thụy ngồi trong phòng làm việc, vừa tưới hoa vừa nhớ lại một cách tỉ mỉ toàn bộ sự việc, tin tưởng mọi thứ tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, y hài lòng mỉm cười. Thành công gạt bỏ được thủ đoạn của Tống Chiêu Độ, y thậm chí có thể tưởng tượng Tống Chiêu Độ tức giận đến biến đổi sắc mặt, dày công vẽ ra kế hoạch nhưng kế hoạch lại thất bại, đường đường là chủ tịch tỉnh Tống nhất định sẽ hụt hẫng. Kế hoạch thất bại, bảo vệ không được Hạ Tưởng, tuy rằng An Hưng Nghĩa xem như vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng Hạ Tưởng bị điều chuyển khỏi Thiên Trạch, chính là thất bại lớn nhất của Tống Chiêu Độ, ông sẽ mất thể diện ở tỉnh ủy. Đang suy nghĩ, thư ký bỗng nhiên gõ cửa đi vào báo cáo. Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, vừa mới nhận được điện thoại, đại biểu công nhân viên chức Lưu Kiến dẫn hơn 1.000 công nhân viên chức, bao vây cửa công ty Á Lâm yêu cầu cấp tiền thất nghiệp. Cái gì? Đàm Quốc Thụy tức giận, ném chai nước, là to. Khốn khiếp, rõ ràng tiền đều phát cho bọn họ rồi, còn muốn gì nữa, đúng là một đám sói mắt trắng đói rách. Vừa mới mắng xong, Phạm Duệ Hằng lại gọi điện thoại đến. Phạm Duệ Hằng không kìm chế được sự phẫn nộ. Quốc Thụy, anh làm tốt lắm. Một câu nói đã khiến Đàm Quốc Thụy lạnh ngắt, rốt cuộc y phạm phải sai lầm gì, trời đất chứng giám, y chưa từng bày ra mưu tính gì trong đó, cũng chưa có lấy qua một xu tiền, làm sao kết quả thê thảm lại đổ vào đầu y. Lời nói của bí thư Phạm lúc nãy, chứng tỏ bí thư đang rất giận y. Đàm Quốc Thụy không giải thích gì thêm cho bí thư Phạm, vội vàng đi đến hiện trường. Tới hiện trường gặp Lưu Kiến, y dường như không kìm nổi cảm xúc muốn xông lên đá Lưu Kiến mấy đá, bởi vì Lưu Kiến rõ ràng đồng ý mọi việc cả rồi, nói là ra mặt trấn an công nhân viên chức, đảm bảo bọn họ sẽ không gây rối, nhưng lại lật lọng, vận động công nhân gây rối, quả thực là tên bại hoại. Hiện tại vấn đề công ty Á Lâm đã thành nỗi lo của bí thư Phạm, không muốn đụng vào, vừa đụng đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Đàm Quốc Thụy kiềm nén sự tức tối. Lại lần nữa nói chuyện với Lưu Kiến. Khi nói chuyện mới biết được, số tiền từ nhà máy thuốc lá chuyển đến tài khoản của công ty Á Lâm là, công ty Á Lâm phát không thiếu một cắt cho Nguyên là tổng giám đốc của công ty do tỉnh quản lý. Ai ngờ Nguyên tổng giám đốc muốn lấy bớt một ít tiền, đã lấy đi 50 triệu không phát ra, đầu cơ vào chứng khoán. Không ngờ tiền đem đi đầu cơ chưa kiếm được lãi đã bị mất trắng. Nguyên tổng giám đốc biết tội nặng, đã bỏ trốn. Đàm Quốc Thụy nghe xong thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì tức giận, nhưng lại không thể nhảy, y là phó chủ tịch tỉnh, phải giữ tác phong. Khuyên can mãi cuối cùng cũng khuyên được Lưu Phong và đám công nhân gây rối, Đàm Quốc Thụy đích thực gặp rắc rối. Hủy tường đông lại bị tường tây, không ngờ đắp tới đắp lui, góc tường tây bị người khác đào, giống như ra đòn cảnh cáo, gần như khiến cho đầu óc y rối mù. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại đi hủy tường đông? Mấu chốt vấn đề là ở chỗ, cho dù y là phó chủ tịch tỉnh, cũng không thể hết lần này đến lần khác đưa tay ra đòi tiền, hai khoản tiền trước đó còn dễ nói, có thể che giấu đi, nhưng bị trống 50 triệu, cuối cùng làm như thế nào để khỏa lấp tài khoản? 50 triệu nhân dân tệ, chứ không phải là 500 ngàn, cũng không phải là 5 triệu, y không thể gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Đến khi sự việc vỡ lỡ, y là người duy nhất đứng mũi chịu sào, bí thư Phạm nhất định sẽ qua cầu rút ván. Sẽ đem y ra làm tấm chắn. Y cho dù biết bí thư Phạm có mưu tính ở công ty Á Lâm, nhưng làm sao dám nói ra. Trừ phi muốn chết. Làm lá chắn đã định rồi, rõ ràng hơn, mục đích bí thư Phạm giữ Thiệu Đinh lại, là muốn để Thiệu Đinh làm kẻ chết thay. Thiệu Đinh cũng xui xẻo, cho dù miễn cưỡng ở lại thành phố Lang, cũng không có tiền đồ gì, chỉ là một tấm bia cho người ta ngắm, chịu đựng cho người khác tùy tiện đấu súng.
Cũng đừng trách ai, có trách thì trách mình làm việc không thấu đáo, để cho người khác nắm được điểm sơ hở. Hiện tại Đàm Quốc Thụy không còn tinh thần để ý tới sự sống chết của Thiệu Đinh, y ưu sầu chính là, làm thế nào giải quyết vấn đề tiền trấn an cho công nhân thất nghiệp. Đàm Quốc Thụy hết đường xoay sở, một người chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị địa phương như y, lúc này y quả thật lung túng. Vốn tưởng rằng đã thoát ra khỏi sự việc, không ngờ lại phải chui vào. Lại vay tiền, sau khi sự việc xảy ra y không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Không vay tiền, hiện tại sẽ không có cách nào giải thích cho bí thư Phạm. Sau khi sự việc ở công ty Á Lâm bùng nổ, Phạm Duệ Hằng không có tâm tư tổ chức hội nghị công việc bí thư để thảo luận việc chọn người tham gia lớp trung thanh. Sự tình của công ty Á Lâm nếu chưa được giải quyết, y làm sao mà an tâm được. Tình thế đến nước này, cơ hồ có dấu hiệu không khống chế được, Phạm Duệ Hằng nói không lo lắng chính là giả vờ, cho dù y quý bí thư tỉnh ủy, cũng không dám lấy sinh mạng của y ra đùa giỡn. Huống chi còn có Tống Chiêu Độ một con hổ đang rình mồi. Khiến y vạn lần không thể ngờ, Tống Chiêu Độ lúc này cũng không có khoanh tay đứng nhìn, càng không có ném đá xuống giếng, ngược lại chủ động đưa ra ý kiến giải quyết. Sự việc, đang đối diện với một sự chuyển biến lớn. Chương 1065, ván thứ ba quanh co uốn lượn. Phạm Duệ Hằng tất nhiên hiểu rõ Tống Chiêu Độ lúc này chủ động chia sẻ với ông ta, không phải thể hiện thiện ý, mà là vừa đến mức mà đưa ra điều kiện trao đổi. Bắt chẹt thời cơ chuẩn xác, vận dụng thủ đoạn tinh xảo, khiến ông ta không thể không âm thầm thán phục. Phạm Duệ Hằng nhìn vẻ trầm ổn có mức độ của Tống Chiêu Độ, không biết vì sao trong lòng bỗng hiện lên một chút sự nghĩ lại mà sợ. Nếu chẳng may Tống Chiêu Độ tức giận, thực sự lấy công ty Á Lâm ra nói chuyện, ông ta ứng phó như thế nào? Bí thư Phạm, vấn đề công ty Á Lâm không thể tiếp tục kéo dài nữa, thời gian càng lâu, càng bất lợi đối với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện tại lời đồn đại bên ngoài đối với hình ảnh của tỉnh ủy rất tiêu cực, phải ổn định sự tức giận của các công nhân đúng lúc. Sự việc khẩn cấp, Tống Chiêu Độ cũng không chú ý việc chuyển thừa khởi hiệp chuyển sang ý khác, thừa, tiếp nối với phần trên, khởi, mở đầu, hợp, kết thúc toàn văn. Trình tự cách viết văn ngày xưa, còn là phép ẩn dụ về quá trình chuyển đổi khi nói chuyện trực tiếp chỉ ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thời gian cho tới bây giờ, còn có gần 3.000 công nhân viên chức chưa nhận được một xu tiền trấn an. Phạm Duệ Hằng trong lòng căng thẳng, 3.000 người, nếu cùng nhau gây rối, chính là một sự kiện tập thể với quy mô lớn, tỉnh Yến còn chưa từng có một sự kiện tập thể nào có hơn 1.000 người tụ tập. Nếu xuất hiện khi ông ta đảm nhiệm chức vụ, thì trong phút chốc ông ta đã nổi tiếng. Phạm Duệ Hằng tinh tường nhớ lại một vụ án gái mại dâm vị thành niên xuất hiện ở một thành phố cấp 3, thuộc một tỉnh nào đó ở phía Nam làm chấn động cả nước. Khi mở hội nghị bí thư tỉnh ủy ở Bắc Kinh, nghị luận của các tỉnh khác khiến bí thư tỉnh ủy của tỉnh đó không dám ngẩng mặt lên, mất thể diện, càng không phải nhắc đến việc bị lãnh đạo trung ương nêu tên phê bình trong hội nghị. Trong suốt thời gian hội nghị, y chỉ dám cúi đầu, muốn có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu. Hiện tại bàn cờ trên cả nước, giữa các tỉnh cạnh tranh kịch liệt, đều tranh giành hướng về phía trung ương muốn chính sách muốn tiền vốn muốn sự ưu tiên. Không ai muốn gặp chuyện không may, cũng không thể có chuyện không may được. Huống chi tỉnh Yến lại đang ở trong tầm mắt của Trung ương, nếu tỉnh xảy ra sự kiện tập thể với hơn ngàn người dân, lại là vì hậu quả do việc cải cách chế độ của các xí nghiệp thuộc tỉnh dẫn phát, ông không cần chờ Trung ương phát biểu, chủ động thừa nhận sai lầm, chủ động tự làm phê bình cũng chưa chắc đã có thể qua ải. Yêu cầu hàng đầu của Trung ương đối với thành phố Yến từ trước đến nay là ổn định, là cửa ngõ phía Nam quan trọng nhất của thủ đô. Thành phố Yến không thể xảy ra bất kỳ tình trạng hỗn loạn nào. Một chút gió thổi cỏ lay, ông ta là bí thư tỉnh ủy đều khó chối được sai lầm này. Hiện tại sự việc gần như đã lật ngửa lên bàn, ngay ngày hôm qua, sức lực tràn trề, các đồng chí lão thành hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc quan tâm quá nhiều lại hỏi về vấn đề công nhân thất nghiệp gây rối, còn nói một thời gian nữa sẽ đi khảo sát, thực sự là nhàn rỗi nhưng Phạm Duệ Hằng ngoài mặt vẫn muốn cảm ơn các đồng chí lão thành đã trân trọng và quan tâm đến tỉnh Yến. Còn tỏ thái độ hoan nghênh các đồng chí lão thành đến thăm tỉnh Yến. Thật ra ông ta hận không thể chửi chó má, thăm cái rắm, đơn thuần là ăn uống cộng thêm mang phiền đến đây, không giải quyết được vấn đề gì, chỉ biết xen vào việc của người khác. Tống Chiêu Độ hiện tại thì ngược lại, mang bộ dạng lão vọng buông cần, Phạm Duệ Hằng tức giận thì tức giận. Nhưng tức giận không giải quyết được vấn đề, ông ta liền tỏ thái độ hòa nhã. Nói rất đúng, Chiêu Độ có đề nghị gì tốt, nói ra nghe một chút đi.
Đến hiện tại rồi, Phạm Duệ Hằng vẫn không có ý chủ động nhượng bộ, Tống Chiêu Độ không khỏi có chút thất vọng với Phạm Duệ Hằng, thoáng qua một chút nói. Bí thư Phạm, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, lại cảm thấy ý nghĩ của mình còn chưa chín chắn, nên tạm thời không báo cáo. Phạm Duệ Hằng biến sắc, Tống Chiêu Độ là người mà suy nghĩ chưa chín chắn sao? Ông ta lâm trận thay đổi hay là uy hiếp mình phải nhượng bộ vấn đề của Hạ Tường? Trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, cố nhẫn nhịn và kìm nén. Đều có lập trường của chính mình, đứng ở lập trường của mình làm xuất phát điểm, và suy nghĩ cẩn thận, ban đầu sự việc là do ông ta gây ra, là từ Đàm Quốc Thụy dẫn phát. Tống Chiêu Độ hoàn toàn không có liên quan để sự việc này, không đếm xỉa đến là lựa chọn tốt nhất, ông ta chủ động chia sẻ với mình chắc chắn có điều kiện tiên quyết. Tống Chiêu Độ là chủ tịch tỉnh, không phải phó chủ tịch tỉnh, cũng không phải ủy y viên thường vụ khác, ông ta không cần nịnh bợ bí thư tỉnh ủy. Không sao, chỗ chưa thành thục, chúng ta có thể cùng nhau hoàn thiện. Phạm Duệ Hằng không thể không tỏ thái độ đúng lúc, cũng đúng, Tống Chiêu Độ chủ động đến chia sẻ, ông ta vẫn không có một chút tỏ vẻ và nhượng bộ, cũng không thể nào được. Chiêu Độ, tôi vừa mang đến một chút trà mới, nếm thử một chút nhé. Khi nói chuyện, Phạm Duệ Hằng tự mình chủ động pha trà. Tống Chiêu Độ cũng không dám để nhân vật số một đích thân pha trà cho mình, liền vội bước đến giúp đỡ, vì thế một cảnh hiếm thấy diễn ra trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy lấy trà, chủ tịch tỉnh lấy chén trà, hai nhân vật số một số hai đồng tâm hiệp lực pha một ấm trà ngon. Cuối cùng vẫn là Phạm Duệ Hằng rót nước vào ấm trà, khẽ mỉm cười. Đậy kín nắp thì trà mới thơm, độ nóng tốt. Thời gian phải chuẩn nếu không trà sẽ mất vị. Phạm Duệ Hằng tất nhiên lời nói thâm ý sâu sắc, Tống Chiêu Độ sao có thể không biết. Ông ta cũng khẽ mỉm cười. Pha trà là một việc rườm rà, phải có sự kiên nhẫn, nếu không làm đúng quy trình, nếu không cũng cùng loại trà và cùng loại nước, nước trà sau khi pha lại có mùi vị khác nhau, có thể thấy sự quan trọng của quy củ. Công phu, ở bên ngoài của trà. Phạm Duệ Hằng sau khi pha trà xong, tự mình rót hai chén và còn tự tay đưa cho Tống Chiêu Độ một chén. Mời, Chiêu Độ, thử một chút tay nghề của tôi. Ngồi uống trà nói chuyện là việc vui nhất cuộc đời. Trà ngon, phải cùng bạn bè chia sẻ mới có thể thưởng thức, lưu giữ được hết hương thơm. Còn trà có ngon hơn nữa, nhưng một người uống cũng không có vị gì. Tống Chiêu Độ nhấp một ngụm nhỏ, liên tục gật đầu. Quả nhiên là trà ngon lại do tay bí thư Phạm pha cũng càng ngon hơn. Ha ha. Ha ha. Phạm Duệ Hằng cũng cười, sau đó không nói gì, nhìn Tống Chiêu Độ đầy thâm ý. Tống Chiêu Độ buông chén trà. Công nhân viên chức thất nghiệp không lấy được tiền trấn an, nếu có thể có chính sách ưu đãi, bọn họ cũng sẽ an tâm. Thứ nhất, trong phạm vi toàn thành phố thanh lý 1.000 sạp báo, miễn thu tiền thuê, đồng thời cung cấp tín dụng vi mô vô tích, cho cán bộ công nhân viên chức thất nghiệp vay. Thứ hai, tổ chức đào tạo lại nghề, miễn thua phí đào tạo và tiếp đó có trách nhiệm bố trí công việc, cung cấp cho 1.000 công việc. Ba là, chợ rau nhị thập lý phố cung cấp miễn phí quầy hàng cho công nhân viên chức thất nghiệp, bên chính quyền còn miễn thu thuế và phí quản lý sử dụng. Hành động ở ba phương diện này, sẽ giải quyết vấn đề kế sinh nhai cho 3.000 công nhân viên chức, tuy không phải trợ cấp tiền mặt, nhưng về lâu dài, hiển nhiên điều kiện càng hậu đãi hơn so với tiền mặt. Công nhân viên chức thất nghiệp cũng sẽ không chỉ ôm lấy mấy đồng tiền trấn an đáng thương mà sống qua ngày, còn phải nghĩ đến kế sinh nhai sau này. Ba việc trên, hoàn toàn có thể không tiêu tiền mà giải quyết vấn đề còn lại của 3.000 công nhân viên chức. Phạm Duệ Hằng cố gắng không thể hiện sự vui sướng trong lòng ra ngoài mặt, nhưng ánh mắt vui vẻ không che giấu được, ông ta không thể không thừa hận Tống Chiêu Độ thủ đoạn thật sự tuyệt vời, vấn đề làm Đàm Quốc Thụy bó tay không có cách nào giải quyết. Làm ông ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn cấp bách, thì phương pháp của Tống Chiêu Độ lại khéo léo giải quyết rõ ràng. Ông ta rất khâm phục, trong lòng lại có hơn một chút lo lắng. Cán bộ cấp cao có thủ đoạn chính trị quả thật không ít, nhưng bệnh chứng chung của đại bộ phận cán bộ cấp cao là hướng lên không hướng xuống, chính là ứng phó cấp trên có một bộ, ứng phó với chuyện đột phát bên dưới, thường thường không có cái đạo giải quyết tốt nhất. Hơn nữa những năm gần đây phát triển, đem các sự kiện lớn ở khắp nơi nhanh chóng truyền bá và hơn nữa còn phóng đại lên, đây cũng là một nguyên nhân khiến số lượng quan chức cấp bộ và cấp tỉnh ngã ngựa trong những năm gần đây tăng cao. Tống Chiêu Độ không hổ là cây cổ thụ trên quan trường, ở trên, nền móng vững chắc, đối với bên dưới, có lý có căn cứ. Phạm Duệ Hằng trong lòng bỗng nhiên có một ý niệm chưa bao giờ có trong đầu,
cứ thế này, Tống Chiêu Độ nói không chừng sẽ có một ngày bước vào khối trung ương. Ba phương diện trên, đã chứng thực hai, còn có một điểm hơi khó khăn. Đang lúc Phạm Duệ Hằng suy nghĩ mông lung, Tống Chiêu Độ lại đưa ra vấn đề khó. Vấn đề quầy hàng ở chợ Nhị Thập Lý Phố, việc phối hợp không được tốt lắm. Chợ Nhị Thập Lý Phố, Phạm Duệ Hằng dường như có chút ấn tượng, nghĩ lại, đột nhiên hiện lên một cái tên Tôn Hiện Vĩ. Tôn Hiện Vĩ là chủ tịch của công ty bất động sản Thiên An, anh ta là một trong những nhân vật trong tổ chức kinh tế của Hạ Tường. Chương 1066, ván cuối cùng chuyển biến đột ngột. Thì ra là thế, hóa ra vấn đề cuối cùng còn nằm ở chỗ Hạ Tường, rất giỏi, thực rất giỏi, đi một vòng lớn, cuối cùng lại về chỗ Hạ Tường. Phạm Duệ Hằng âm thầm cười lạnh, rốt cuộc là Tống Chiêu Độ giỏi, hay là Hạ Tường bố cục lâu dài. Nhị Thập Lý Phố thuộc thành phố quản lý, để thành phố ra mặt làm việc. Phạm Duệ Hằng chưa đến cuối cùng thì vẫn không chịu đưa ra một bước quan trọng. Ai đi thì thích hợp đây? Tống Chiêu Độ đáp một câu, giống như thắc mắc, lại giống như độc thoại. Đúng, ai đi thì thích hợp, Phạm Duệ Hằng trong đầu nghĩ nhanh, Hồ Tăng Chu. Không thích hợp, Phù Phồn Nhiên, cũng không thích hợp, Khâu Tự Phong, chỉ sợ cũng không được. Không nghĩ thì không sao, một khi suy nghĩ lại khiến cho Phạm Duệ Hằng đau đầu, còn thấy giật mình, các lãnh đạo đảng và chính quyền quan trọng của thành phố Yến, đều có quan hệ hoặc xa hoặc gần với Hạ Tường. Nói cách khác, Hạ Tường đều có thể nói được. Tại thành phố Yến, thể diện của Hạ Tường thậm chí không nhỏ hơn ông ta. Đừng nghĩ ông ta là bí thư tỉnh ủy, đối với nhân vật số 1 số 2 của thành phố Yến không có quyền bổ nhiệm trực tiếp, thì không có sức ảnh hưởng quá trực tiếp đối với thành phố Yến. Phạm Duệ Hằng không thể không cân nhắc lợi hại một lần nữa, ông ta biết là lúc nên ra quyết đoán cuối cùng, nếu chần chừ, ai cũng sẽ không chắc sẽ có cục diện không thể cứu vãn nào xuất hiện. Mặc dù có lúc quyết định rất khó, nhưng tất cả quyết định đều là trong tình cảnh có hai khó khăn phải chọn một, thì chọn khó khăn nào ít tổn hại hơn. Phạm Duệ Hằng lại cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nhị Thập Lý Phố là sản nghiệp của Tôn Hiện Vĩ của bất động sản Thiên An, Hạ Tường và Tôn Hiện Vĩ quan hệ không tồi, để cho Hạ Tường ra mặt nói chuyện với Tôn Hiện Vĩ. Tôn Hiện Vĩ hiện tại hình như đang ở Thiên Trạch. Tống Chiêu Độ tiếp một câu, sau đó lại chần chừ nói. Hạ Tường luôn luôn kính trọng bí thư Phạm, tôi nghĩ bí thư tự mình ra mặt, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Phạm Duệ Hằng nếu đã quyết định rồi, cũng biết là một lần nữa phải phục hồi lại một chút quan hệ với Hạ Tường, liền đồng ý luôn. Hạ Tường cũng thật là, gần đây không chủ động báo cáo công tác với tôi, còn phải để tôi gọi điện thoại mời cậu ta báo cáo công tác, ha ha. Nhân vật chính trị vẫn là nhân vật chính trị, chỉ cần quan hệ lợi hại một khi được gạt bỏ. Quay người đã cảm giác quan hệ vẫn gần như trước. Tống Chiêu Độ thầm nghĩ rằng, đây mới là trở mặt không nhận người nhưng cũng là sự trở mặt nhưng chỗ cao minh của bí thư Phạm là nhận người. Cũng là một bài học bắt buộc đối với mỗi nhân vật chính trị, chỉ cần không phải quan hệ đối địch anh chết tôi sống, chân trước trở mặt, chân sau lại bắt tay. Tuy nhiên, khiến Tống Chiêu Độ và Phạm Duệ Hằng không ngờ chính là Phạm Duệ Hằng đã hạ giọng gọi điện thoại cho Hạ Tường, nhưng nhận được lại là một cơn tức giận. Thế cục trong tỉnh, đã có xu thế rõ ràng. Tình hình thành phố Lang, trên cơ bản được xác định, không giống như dự kiến là, An Hưng Nghĩa khôi phục thanh danh, Thiệu Đinh bị xử phạt cảnh cáo nội bộ đảng, đơn từ chức của ông ta tạm thời chưa bị phê chuẩn. Nhưng thành phố Thiên Trạch, vẫn đang tiến hành sự đọ sức cuối cùng, dường như vẫn đang giằng co, không phân được cao thấp, không, rõ ràng Hạ Tường đang chiếm thế thượng phong. Nhưng cũng vào lúc này, một cuộc điện thoại bất ngờ của bí thư tỉnh ủy gọi đến phòng làm việc của Hạ Tường. Từ khi nhận được điện thoại của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tường hiểu rõ, tình hình đã chuyển biến đột ngột và thuận theo đà phát triển nhanh, phải đi vào ván cuối cùng. Bí thư Phạm, chào ngài. Bí thư tỉnh ủy tự mình gọi điện tới, đối với một thị trưởng mà nói thì đều là một vinh dự. Hạ Tường giọng vô cùng cung kính, hơn nữa còn tỏ vẻ rất thân thiết. Phạm Duệ Hằng hơi xúc động mà than thở. Người trong quan trường, ai ai cũng đều phải biết diễn kịch. Cổ nhân diễn như thế nào, cán bộ hiện tại không biết, nhưng hiện nay TV, từ bí thư huyện ủy đến bí thư tỉnh ủy, toàn bộ đều là diễn viên chuyên nghiệp. Mặc kệ là nói bằng miệng hay là ngôn ngữ tay chân, đều phải chú ý kỹ xảo cao siêu. Phải nói, tài diễn của Hạ Tường, hiện tại đã tới bước không có dấu vết gì. Gần đây ông ta bỗng chốc chèn ép Hạ Tường, giọng Hạ Tường lúc này vẫn thân thiết như trước.
Phạm Duệ Hằng chợt nhớ đến thời gian thân thiết với Hạ Tưởng trước đây, không biết tại sao lại hơi chạm đến chỗ mềm mại trong lòng. Hạ Tưởng, công việc ở Thiên Trạch triển khai không tồi, phải tiếp tục duy trì và phát triển đi lên, không được tự cao tự đại. Phạm Duệ Hằng nói tiếng nói cuối cùng, tương đương với việc đưa ra định luận cho vấn đề ứng cử viên lớp huấn luyện cán bộ chung và thanh niên vẫn đang tranh chấp nhau. Tôi vừa mới nói chuyện với Chiêu Độ, có nói đến cậu, nhớ đến khi mới quen cậu, cậu vẫn là trẻ con, chớp mắt hiện tại cũng đã thành thị trưởng, thời gian qua thật nhanh. Tâm trạng Hạ Tưởng thoáng chốc rơi xuống nơi có tác dụng thực tế, Phạm Duệ Hằng nói lời này có hai ý, một là ứng cử viên lớp huấn luyện cán bộ chung và thanh niên đã được xác định, hắn bị loại ra ngoài rồi. Hai là Phạm Duệ Hằng có việc nhờ hắn, lại đề cập đến quan hệ trước kia. Hắn liền thuận nước đẩy thuyền, vừa khách khí tỏ vẻ cảm ơn với sự cổ vũ của bí thư Phạm, nói. Phạm Tranh đến lễ quốc khánh sẽ kết hôn, mấy hôm trước gọi điện thoại còn nói, nếu kết hôn nếu tôi đến tặng quà, cậu ta sẽ coi tôi như người ngoài. Suy nghĩ một chút, quen biết với Phạm Tranh đã 5-6 năm rồi, 5-6 năm bạn bè thật sự xem nhau là bạn bè cũ. Phạm Duệ Hằng cười ha hả. Tiểu Hạ, cậu cũng đừng cho nó cơ hội phạm sai lầm, cứ thật lòng đến là được. Hạ Tưởng lập tức như nhảy vọt mà chuyển đề tài sang Nghiêm Tiểu Thì. Đến lúc đó quà cưới tặng Phạm Tranh tôi và Tiểu Thì sẽ bàn bạc. Nói đến Tiểu Thì, khu du lịch văn hóa thành của cô có được thành công, hiệu quả và lợi ích khá tốt, vượt xa so với dự kiến ban đầu, tuy nhiên giờ đến Thiên Trạch có chuyện cũng không nói với tôi, có chút xem như người ngoài. Phạm Duệ Hằng lập tức thân thiết hỏi. Tiểu Thì gặp chuyện gì vậy? Khu văn hóa thành vừa mới khởi công, trương ban thư ký ủy ban nhân dân Bành Vân Phong chạy tới chạy lui, vì văn hóa thành bắc cầu giật dây, làm rất nhiều việc. Tiểu Thì xuất phát từ lễ phép, tặng Vân Phong một bộ tranh chữ, hiện tại Vân Phong bị ủy ban kỷ luật xử lý nói là tham ô nhận hối lộ. Tôi cũng vừa mới biết sự tình còn liên lụy đến Tiểu Thì, hỏi cô còn không nói, nếu không có bí thư Phạm gọi điện đến. Tôi đang muốn đến khu văn hóa thành gặp Tiểu Thì để hỏi rõ ràng. Tôi đã biết rồi. Phạm Duệ Hằng chỉ nặng nề nói một câu, liền cúp điện thoại, trong lòng bốc lên lửa giận. Khu du lịch văn hóa thành của Nghiêm Tiểu Thì có cổ phần của Phạm Tranh, Phạm Duệ Hằng trong lòng đều biết, ông ta ủng hộ Nghiêm Tiểu Thì chỉ có hạn, là vì duy trì hình tượng công chính liêm minh của mình, nhưng không có nghĩa là người khác có thể tùy ý ức hiếp Nghiêm Tiểu Thì. Vấn đề của Bành Vân Phong ông ta cũng biết một chút. Vốn không để ý, hiện tại buồn cười, không ngờ liên lụy tới Nghiêm Tiểu Thì. Dầm, Phạm Duệ Hằng đập bàn một cái, lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Đỗ Minh, đến văn phòng tôi một chút. Đỗ Minh là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Bình thường không phải phục vụ Phạm Duệ Hằng nhưng Đỗ Minh là người đối nhân xử thế thông minh. Với suy nghĩ của Phạm Duệ Hằng nghiền ngẫm vô cùng đúng chỗ, Phạm Duệ Hằng có chuyện to chuyện nhỏ gì đều sắp xếp để anh ta phụ trách. Bắc Kinh. Văn phòng ủy ban kế hoạch và phát triển, Phó Tiên Phong đang vùi đầu phê duyệt văn kiện, điện thoại vang lên. Y đang xem rất nhập tâm, lười đi nhận, chỉ cần vang lên năm hồi chuông, y không nhận thư ký sẽ nhận thay. Năm hồi chuông đã qua, thư ký nhận điện thoại, sau một lát gõ cửa bước vào. Chủ nhiệm phó, có điện thoại. Phó Tiên Phong vừa thấy vẻ mặt của thư ký liền biết là điện thoại quan trọng, giơ tay cầm điện thoại, vừa alo, một tiếng. Trong điện thoại vang lên giọng tức giận của Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Phong, anh dám không nhận điện thoại của em hận anh. Thư ký làm bộ không nghe, vội vàng đóng cửa chạy lấy người. Phó Tiên Phong không có cách nào, buông văn kiện xuống. Lại làm sao vậy, Tiên Tiên, em có cái gì mà tức giận? Em không tức giận, em sắp bị người ta cưỡi lên đầu rồi, anh nói em sao có thể không tức giận? Phó Tiên Tiên lời nói mập mờ. Mang đến cho Phó Tiên Phong sự cưỡng ép áp bức khó hiểu. Cũng là lạ, Phó Tiên Phong thậm chí không sợ ông cụ nhà họ Phó nhưng không làm gì được đối Phó Tiên Tiên luôn mang bộ mặt không hòa nhã với y. Rốt cuộc là làm sao vậy? Nói rõ ràng một chút. Tôi tặng một nghiên mực cho trưởng ban thư ký Bành, kết quả bị người ta tố cáo nói đông y Phó Thị đút lót, còn nói là nghiên mực cổ, vô giá. Hừ, một nghiên mực bình dị em mua với giá 10 triệu tệ, được coi là vô giá. Phó Tiên Phong, nói không chừng lúc nào đó em bị ủy ban kỷ luật thành phố Thiên Trạch gọi đi phối hợp điều tra, em sẽ là kẻ tình nghi phạm tội, em gái của anh sẽ bị bắt đi đấy. Phó Tiên Tiên nói liền một mạch, cũng không để ý đến cách nói chuyện, dù sao nghĩ gì nói đấy, có thể làm Phó Tiên Phong hiểu được là được. Phó
Phó Tiên Phong nghe rất rõ ràng, rành mạch, mặt y đổi từ xanh sang xám, trong lòng lửa giận ngút trời, một ủy ban kỷ luật nho nhỏ của thành phố Thiên Trạch cũng dám vu oan hãm hại Đông y Phó thị, y mặc kệ Phó Tiên Tiên có biếu quà cho Bành Vân Phong hay không, cũng không quan tâm rốt cuộc tặng món quà bao nhiêu tiền, cái y muốn chính là thanh danh nhà họ Phó, Đông y Phó thị ở Thiên Trạch, ngoại trừ Hạ Tưởng ra, người khác không có thể đụng tới một ngón tay. Anh biết rồi. Phó Tiên Phong nổi giận đùng đùng nói một tiếng, cũng không đợi Phó Tiên Tiên nói thêm gì, ném điện thoại. Y trầm tư một lát, trong lòng mặc dù cũng biết rõ hẳn là một màn của Hạ Tưởng, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gần đây của Hạ Tưởng, y chỉ biết là Hạ Tưởng phản kích lại. Phó Tiên Phong không trách Hạ Tưởng, có trách chỉ trách bị bất hiu xuẩn ngốc. Y trái lo phải nghĩ một phen, cầm lấy điện thoại. Buổi chiều ngày hôm sau, hội nghị công việc bí thư tỉnh ủy lại được tổ chức, thảo luận vấn đề ứng cử viên cho lớp huấn luyện cán bộ chung và thanh niên. Vừa bắt đầu, Phạm Duệ Hằng trước tiên nói vài câu ngoài lề, chỉ ra dưới tình hình kinh tế trước mắt, có một số thành phố cấp 3 lạc hậu mà bảo thủ, có thành kiến đối với các nhà đầu tư bên ngoài vào, làm như không nhìn thấy với tình thế ác liệt của sự phát triển kinh tế hiện nay, mặt khác nhìn chăm chăm những việc nhỏ nhặt bình thường rồi phóng đại lên, để thỏa mãn ham muốn quyền lực cá nhân, làn gió bất chính này nhất định phải ngăn chặn, nếu không những khu vực lạc hậu, mãi mãi không bỏ được chữ nghèo. Mai Thái Bình và Vương Bằng Phi ngơ ngác nhìn nhau, không rõ bí thư Phạm sao vừa bắt đầu đã tức giận ngút trời, nghe ý trong lời ông ta thì thành phố cấp 3 lạc hậu nghèo đói ngoài thành phố Thiên Trạch và chương trình ra, còn có thể có nơi nào khác. Phạm Duệ Hằng cũng không giải thích, lập tức chuyển vào chủ đề chính, cũng không để ý đến chuyển thừa khởi hợp, vừa vào đề đã nói. Đồng chí tuổi trẻ cần phải phát huy tác phong, bởi vì tuổi trẻ, họ về sau có rất nhiều cơ hội, cho nên không vội cho vào lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên kỳ này. Đồng chí Mã Tiêu, hãy nói ý kiến của ban tổ chức cán bộ đi. Mã Tiêu không hiểu ra sao, bí thư Phạm đột nhiên liền chuyển chủ ý, rõ ràng là muốn loại Hạ Tưởng ra ngoài, chẳng lẽ ám chỉ lúc trước đã không còn giá trị rồi thật sự làm cho người ta hao tâm tổn trí. Không lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo không được, nhưng ý đồ lãnh đạo thay đổi quá nhanh, lĩnh hội như thế nào? Điều Mã Tiêu không ngờ đến chính là Tống Chiêu Độ đúng lúc này giải vây thay y, Tống Chiêu Độ chen vào nói. Tôi đề xuất hai người, các đồng chí tham khảo, một là Phó Thị trưởng thành phố Lang, Chu Duệ Nhạc năm nay 39 tuổi, là độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, lời truyền tụng ở thành phố Lang khá tốt, người kia là Bí thư Thành ủy Thiên Trạch Trần Khiết Văn. Vương Bằng Phi ngây người sửng sốt, một đòn phản kích nơi hiểm yếu rất hay, trực tiếp bỏ qua Hạ Tưởng, lại đẩy Trần Khiết Văn vào, bước nhảy quá nhanh. Bình tĩnh xem xét, điều kiện về các mặt của Trần Khiết Văn đều thích hợp. Nhưng vấn đề là Trần Khiết Văn tuổi khá lớn, bà giữ lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên, sau khi tốt nghiệp xong chẳng lẽ đề bạt lên phó chủ tịch tỉnh. Kinh nghiệm chưa đủ, nhưng không đề bạt lên phó chủ tịch tỉnh, nếu để bà đến Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc, còn phải giữ lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên sao? Chủ tịch tỉnh Tống là châm chọc hay là cố ý dùng thủ đoạn mê hoặc người khác, Trần Khiết Văn cũng không thể coi còn là thanh niên được. Đồng chí Khiết Văn tuổi khá lớn, không phù hợp với yêu cầu của lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên. Phạm Duệ Hằng thản nhiên mà khoát tay. Một vài người ở đây liền hiểu rõ, chủ tịch tỉnh Tống đâu phải đề xuất Trần Khiết Văn, rõ ràng là ám chỉ ban tổ chức cán bộ không cần cân nhắc lại Hạ Tưởng. Mà sự tích cực hưởng ứng của bí thư Phạm cũng đã lộ ra một tin tức mấu chốt, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đã bí mật đạt được thỏa thuận. Mai Thái Bình ở tỉnh Yến nhiều năm, luôn cho rằng mọi việc của tỉnh Yến đều không thể qua mắt y, nhưng lúc này y xem như cũng đã giật mình thực sự rồi. Y cũng đoán được Hạ Tưởng đang âm thầm tác động gì đó, nhưng thật không ngờ sự việc phát triển khá nhanh, chẳng những vượt xa mong đợi của y, còn có sự kiện biến thành sự việc chính trị kinh người. Thật đúng là gió mưa thay đổi, không đến phút cuối cùng, không ai dám kết luận. Mã Tiêu lúc này nếu tiếp tục không thể lĩnh hội ý đồ của lãnh đạo, thì có thể từ chức về nhà được rồi. Y liền lập tức báo lên danh sách của ban tổ chức cán bộ. Bí thư Thành ủy thành phố Thủy Hằng Lý Đinh Sơn, bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành Vương Tiến Mẫn, bí thư Quận ủy Quận Hạ Mã Giang Thiên, thị trưởng thành phố Ngưu Thành Cao Hải, phó thị trưởng thành phố Lang Chu Duệ Nhạc, năm đồng chí trên đã kiểm tra phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức trung ương. Vốn trong danh sách của Mã Tiêu, Hạ Tưởng xếp vị trí thứ nhất, y lâm thời bỏ tên Hạ Tưởng, bổ sung Chu Duệ Nhạc vào, năm người trên, ba giám đốc sở, hai phó giám đốc sở, mà Chu Duệ Nhạc là phó giám đốc sở cấp phó duy nhất trong 5 người.
Qua một hồi thảo luận sôi nổi, cuối cùng hội nghị công việc bí thư nhất trí thông qua quyết nghị, Lý Ninh Sơn, Vương Tiến Mẫn và Chu Duệ Nhạc báo cáo lên ban tổ chức trung ương, trở thành học viên lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên của khóa mới. Đến lúc này, xung quanh vấn đề danh sách ứng cử viên lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên của Hạ Tưởng là đi hay ở, đã được xác định, Hạ Tưởng đã giành được thắng lợi mang tính quyết định. Mai Thái Bình và Vương Bằng Phi cho rằng hội nghị đã kết thúc rồi, đang muốn nghe phát biểu mang tính tổng kết của Bí Thư Phạm, không ngờ Mã Tiêu đột nhiên đưa ra đề tài thảo luận, Kiếm Phong trực tiếp chỉ ra chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Thiên Trạch bị bất hưu. Tình thế, chuyển biến đột ngột và thuận theo đà phát triển nhanh. Mai Thái Bình cũng không ngăn cản sự đề danh của ba người Lý Ninh Sơn, Vương Tiến Mẫn và Chu Duệ Nhạc, cũng là căn cứ vào cân nhắc tổng hợp lợi ích các phương diện. Y không thiên hướng trong việc ứng cử viên lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên, cũng biết rõ Lý Ninh Sơn và Chu Duệ Nhạc đều là người của Tống Chiêu Độ. Bí thư Phạm nâng tay bỏ qua Hạ Tưởng, trong phút chốc lại thông qua hai người của Tống Chiêu Độ, đằng sau chắc chắn có giao dịch quan trọng. Còn về giao dịch gì, y không quan tâm cũng sẽ không hỏi đến. Vấn đề không nên hỏi tuyệt đối không nên hỏi, vấn đề không nên biết ngàn vạn lần không cần tìm cách biết, là quy tắc đầu tiên của quan trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Ninh Sơn và Vương Tiến Mẫn lý lịch kinh nghiệm đã đủ, ở lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên hiển nhiên là tập dượt cho bước đề bạt tiếp theo. Chu Duệ Nhạc xem như bắt kịp chuyến xe cuối cùng, bởi vì nói thật tuy Hạ Tưởng không được ham muốn lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên, nhưng muốn vào lớp này có khối người, Chu Duệ Nhạc tiến vào, thật sự là trên mặt mạ vàng rồi. Không thể không nói nếu người đã vào đúng hàng ngũ rồi, vận may không ngăn được, một tuần trước, ai biết Chu Duệ Nhạc là ai? Hiện tại chẳng những đã ghi tên trước mặt lãnh đạo tỉnh, còn trở thành ứng cử viên mà Chủ tịch tỉnh Tống hết sức bảo vệ, lại tham gia lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên về sau nếu không muốn lên chức cũng khó. Ứng cử viên lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên vừa được xác định, thì lại có một vấn đề lớn bày ra trước mặt, Bí thư Thành ủy thành phố Thủy Hằng và Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành ghế trống. Tham gia lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên không phải rời cương vị công tác, là tại chức, nhưng dù sao thời gian cũng dài đến một năm, bộ máy tất nhiên phải có điều chỉnh nhỏ, tuy nhiên chuyện này đã là đề tài thảo luận cho lần tiếp theo. Trong lòng Mai Thái Bình hiểu rõ chính là, nếu không ngoài dự kiến, Bí thư Thành ủy Thủy Hằng và Đan Thành đều đã thay đổi người, Lý Ninh Sơn và Vương Tiến Mẫn đều sẽ tạm rời cương vị công tác, một năm sau lúc bọn họ tốt nghiệp, sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp lên chức phó tỉnh. Chu Duệ Nhạc xem ra sẽ không tạm rời cương vị công tác, công việc của một phó thị trưởng sẽ dễ gánh vác. Nhưng có thể đoán được chính là, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ có vị trí tốt hơn so với hiện tại chờ y. Chủ tịch tỉnh Tống gần như giành được toàn thắng. Nếu ở việc bổ nhiệm bí thư thành phố Thủy Hằng và Đan Thành, lại giành được một ván nữa. Tuy nhiên, tất cả mọi người không có tâm trạng quan tâm đến vấn đề ứng cử viên bí thư thành ủy cho hai nơi Thủy Hằng và Đan Thành. Bởi vì lời Mã Tiêu vừa nói, vô cùng bất ngờ, lại làm người ta khiếp sợ. Lần khảo hạch giữa năm của ban tổ chức cán bộ, nhận được ý kiến của nhiều quần chúng cán bộ, vô cùng không hài lòng với cách làm việc của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Thiên Trạch bị bất hưu. Đặc biệt là một số đồng chí của Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị, còn bao gồm cả một bộ phận các đồng chí lão thành nghỉ hưu, đều đề nghị ban tổ chức cán bộ điều chỉnh một chút công tác của đồng chí bị bất hưu. Bởi vì đồng chí bị bất hưu chẳng những tác phong không tốt, còn không quan tâm đến cách làm việc, thô bạo, lạm dụng chức quyền, vì lần khảo hạch giữa năm của ban tổ chức cán bộ, đồng chí bị bất hưu cũng là người có điểm thấp nhất trong tất cả các chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố cấp 3 của toàn tỉnh. Chương 1067, bị bất hưu có thể nghỉ rồi. Vương Bằng Phi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mai Thái Bình một cái, thấy trong mắt Mai Thái Bình cũng toát lên sự nghi hoặc, liền biết sự việc có mưu kế, chẳng lẽ nói, lại là ám thị của Bí thư Phạm. Mai Thái Bình cũng đang nghĩ, Mã Tiêu và Phạm Duệ Hằng cũng không thân cận lắm, làm sao mà gần đây Mã Tiêu lại trở thành quân tiên phong của Phạm Duệ Hằng. Thật ra Vương Bằng Phi và Mai Thái Bình đều trách lầm Mã Tiêu. Mã Tiêu trước đó cũng không có thông báo cho Phạm Duệ Hằng, sở dĩ hôm nay mượn hội nghị công việc bí thư đề xuất vấn đề của bí bất hưu, là bởi vì lợi ích nhà họ Phó đã bị tổn hại, những gì bí bất hưu làm đã đi quá giới hạn. Chẳng qua dưới sự chi phối của đôi bàn tay khéo léo ở sau lưng, đề nghị của Mã Tiêu, vừa hợp với tâm ý của Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng lập tức mừng rỡ, y còn chưa nghĩ ra làm sao để xử lý vấn đề bí bất hưu, sự đề nghị bất ngờ của Mã Tiêu.
giống như đang khát có một người mang đến cho một cốc nước mát, y hiển nhiên vui vẻ tiếp nhận. Phạm Duệ Hằng liền không chút hoang mang, gật đầu nói. Vấn đề đồng chí bị bất hưu tôi cũng nghe không ít đồng chí nói qua. Câu nói đầu tiên đã định ra đoạn nhạc dạo, chẳng khác nào thừa nhận kết luận của ban tổ chức cán bộ. Ban tổ chức cán bộ và bí thư tỉnh ủy cùng ý kiến, còn ai có thể đề ra ý kiến khác? Mai Thái Bình nhìn Vương Bằng Phi một cái, Vương Bằng Phi vẻ mặt hờ hững, lại nhìn sang Tống Chiêu Độ vẻ mặt thản nhiên. Mai Thái Bình xem như rõ ràng, hội nghị công việc bí thư hôm nay, y và Vương Bằng Phi là người ngoài cuộc, bí thư Phạm và chủ tịch Tống đã trao đổi với nhau, Mã Tiêu là quân tiên phong, vở diễn hôm nay đã có kết quả trước, y và Vương Bằng Phi chỉ có thân phận là xem diễn. Nghĩ lại, khỏi cần nói, là Hạ Tưởng đã nảy lên lợi ích khắp nơi. Càng nghĩ cẩn thận hơn, bị bất hưu vội vàng không chịu nổi muốn đẩy ngã Bành Vân Phong dòng chính của Hạ Tưởng, không trách trước đây Hạ Tưởng vẫn án binh bất động, hóa ra Hạ Tưởng đã đào một hố to cho bị bất hưu, thật sự là một cái hố lớn. Mã Tiêu ra mặt bày ra cho bị bất hưu một đòn, không phải sự bày mưu tính kế của Phó Tiên Phong thì có thể là ai? Mai Thái Bình trong lòng không khỏi cười lạnh một trận, Phó Tiên Phong tự cho là thông minh, trên thực tế mặc kệ là cùng Hạ Tưởng hợp tác hay là so chiêu, lần nào cũng bị Hạ Tưởng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng thái độ của Bí Thư Phạm cũng làm nhiều người suy nghĩ, từ trước đến nay Bí Thư Phạm đối với Hạ Tưởng cơ bản đều là chèn ép nhiều hơn giúp đỡ, sao đột nhiên lập trường lại thay đổi, thái độ quay 180 độ. Mai Thái Bình rốt cuộc cũng là người khôn khéo hơn người, rất nhanh liền nghĩ tới việc Nghiêm Tiểu thì đầu tư ở Thiên Trạch, lập tức bừng tỉnh nhận ra. Nếu không phải đang ở trong hội trường, y không kìm nổi phải vỗ đùi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hạ Tưởng quả nhiên có con mắt tinh tường lại có thủ đoạn, tìm được một kế tuyệt vời, thành công với chiêu tứ lưỡng bát thiên kim, không cần tự mình ra mặt, đã có thể triệt để hóa giải hoàn toàn thế công của bị bất hưu. Đâu chỉ là hóa giải, bị bất hưu có thể nghỉ rồi. Sự kiện lần trước, sự ảnh hưởng mà đồng chí bị bất hưu tạo thành vô cùng ác liệt, nhưng lúc ấy là suy nghĩ cho tình hình chung của Thiên Trạch. Còn để đồng chí bị bất hưu tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, hiện tại xem ra, đồng chí bị bất hưu quả thật không hề thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố nữa rồi. Quả không ngoài dự đoán của Mai Thái Bình, Tống Chiêu Độ lên tiếng, trực tiếp một gậy độc đánh chết bị bất hưu. Tôi nhất trí với suy nghĩ của Chủ tịch Tống. Mã Tiêu tỏ thái độ đúng lúc, hơn nữa còn là thái độ kiên quyết. Phạm Duệ Hằng cũng tỏ vẻ đau lòng. Đồng chí bị bất hưu là cán bộ kỳ cựu của ủy ban kỷ luật. Vấn đề của anh ta làm tôi rất đau lòng, thành phố Thiên Trạch hiện tại cần một cục diện chính trị ổn định đoàn kết. Mai Thái Bình vừa nghe Phạm Duệ Hằng nói liền biết rằng, sinh mạng chính trị của bị bất hưu đã dừng lại rồi. Cho dù bị bất hưu không có một chút vấn đề, nhân vật số 1, số 2 đều đã gật đầu, y cũng chỉ có thể mỉm cười mà nghỉ thôi. Nếu như sự việc đã thành kết cục đã định, Mai Thái Bình liền suy nghĩ một chút tâm lý của Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ. Cũng là phải lấy lòng Hạ Tưởng, đúng lúc liền lên tiếng. Ủy ban kỷ luật tỉnh đang thiếu một nhân viên kiểm tra kỷ luật cấp phó giám đốc sở. Kiểm tra kỷ luật viên phân làm cấp giám đốc sở và phó giám đốc sở, không khác điều tra nghiên cứu viên lắm, đều là chức vụ nhàn tản. Nếu bị bất hưu được điều đến Ủy ban kỷ luật tỉnh đảm nhiệm kiểm tra kỷ luật viên cấp giám đốc sở coi như còn giữ cho một chút thể diện. Dù sao cũng là cũng tiến lên một bước nhỏ, chức vụ nhàn, cấp bậc tăng lên. Nhưng đề nghị của Mai Thái Bình lại là kiểm tra kỷ luật viên cấp phó giám đốc sở, cũng là đá một cước độc lên lưng bị bất hưu. Xem ra, bị bất hưu cũng phải nghỉ rồi. Vương Bằng Phi thấy thế, y biết nếu thay bị bất hưu nói chuyện là không thức thời, rất rõ ràng, mặc kệ Mã Tiêu trước đó có trao đổi với Bí Thư Phạm và Chủ tịch Tống hay không, đề nghị của y hiển nhiên chiếm được sự đồng tình của nhân vật số 1 số 2. Đừng nói y và bị bất hưu không có giao tình, dù là có, cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhân vật số 1 số 2 đã ăn ý, những người khác thức thời một chút vẫn là tốt. Đề nghị của Bí Thư Mai không tồi, tôi đồng ý. Vương Bằng Phi liền biểu lộ thái độ. Nếu các đồng chí cùng nhất trí, thì quyết định như vậy. Đây rõ ràng là ý của Phạm Duệ Hằng, y còn muốn thành nhận thức chung của hội nghị công việc Bí Thư. Đây cũng là ưu thế của nhân vật số 1. Sau đó, y hỏi Mã Tiêu. Đồng chí Mã Tiêu, sửa lại ý kiến trong hội nghị một chút, gặp Ngôn Hoàng, nếu Ngôn Hoàng không có ý kiến gì, ban tổ chức cán bộ sẽ gửi công văn đi. Mặt khác trưng cầu ý kiến của Ngôn Hoàng,
để ban tổ chức cán bộ đề danh một chút ứng cử viên cho chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tân nhiệm thành phố Thiên Trạch. Bì Bất Hưu tuy là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Thiên Trạch, nhưng y chỉ là cấp phó giám đốc sở, điều đến nhận chức kiểm tra kỷ luật viên cấp phó giám đốc sở của ủy ban kỷ luật tỉnh, thuộc điều động cùng cấp. Hơn nữa, trong cùng hệ thống ủy ban kỷ luật, chỉ cần Lý Ngôn Hoàng không có ý kiến phản đối, không cần thảo luận trên hội nghị thường vụ. Lý Ngôn Hoàng không có ý kiến là kết quả có thể đoán trước, vẫn là câu nói đó, không ai phản đối một việc khi nhân vật số 1 số 1 đã gật đầu. Một hội nghị công việc bí thư có ảnh hưởng sâu xa hạ màn, vận mệnh của rất nhiều người, từ trên sự thảo luận của mấy người, bởi thế đã xảy ra thay đổi lớn. Trên thực tế, mặc kệ là tỉnh ủy hay là thành ủy, chỉ cần là nhân vật số 1 số 2 có cái nhìn giống nhau, trên cơ bản là kết cục đã định. Nhưng thường thường là giữa nhân vật số 1 và số 2 có nhiều mâu thuẫn, cũng là trò chơi vui thú đẩy biến số trên quan trường. Trong vòng quy tắc của trò chơi, ai đoàn kết đại đa số, ai có trí tuệ chính trị tuyệt vời, ai có thể là người cười tới cuối cùng. Đầu tiên là ở Thiên Trạch dẫn phát ra một tiếng dội lớn là, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính thức công bố danh sách ứng cử viên tham gia lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên, Hạ Tưởng thị trưởng Hạ không có trong danh sách. Thị trưởng Hạ còn có thể tiếp tục ở Thiên Trạch đảm nhiệm chức thị trưởng, còn tiếp tục lãnh đạo Thiên Trạch phát triển đi lên, đưa kinh tế Thiên Trạch phát triển lên tầm cao mới. Tin tức truyền đến thành ủy Thiên Trạch, Bì Bất Hưu đang thêu dệt tội danh của Bành Vân Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người, cây bút trong tay rơi xuống đất, ngòi bút chấm đất, một cây bút bay bị báo hỏng như vậy. Hạ Tưởng, không đi nữa, trong đầu y bỗng nhiên có dự cảm xấu, Hạ Tưởng không đi vậy ai đi? Trần Khiết Văn đang nghe đến tin tức Hạ Tưởng thành công ở lại Thiên Trạch, buồn bã không nói gì, một mình đứng trước cửa sổ một lúc lâu, không nói một lời. Kết cục vừa ở trong tình lý, lại nằm ngoài dự đoán. Bất kể bà cũng không hoàn toàn rõ ràng Hạ Tưởng có làm gì sau lưng, đối với tình hình kinh tế của tỉnh và một loạt thay đổi, bà biết thì biết, nhưng nhìn không có vẻ thật, bà chỉ biết một điểm là Hạ Tưởng lại thắng một ván. Nếu đem vấn đề lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên thành ván thứ nhất, thì vấn đề của Từ Tử Kỳ là ván thứ hai, như vậy thì sự việc của Bành Vân Phong là ván thứ ba, hiện giờ Hạ Tưởng đã 3 ván thắng 2, ván của Bành Vân Phong, sẽ có kết cục như thế nào? Trần Khiết Văn suy nghĩ cẩn thận lại mọi việc một lần nữa, trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc, không xong, Bì Bất Hưu bị lừa rồi. Trần Khiết Văn rốt cuộc so với Bì Bất Hưu lớn tuổi hơn. Đang lúc bà muốn khuyên Bì Bất Hưu thu tay, Bì Bất Hưu lại cắn răng, đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, phải đè chết cái án của Bành Vân Phong, sắp chết cũng phải giơ đầu chịu báng lại không ngờ rằng, tình thế đã không khống chế được, Bành Vân Phong phản cung. Bành Vân Phong phản cung, hoặc là Trần Hải Phong phối hợp xuống, chẳng những đánh Bì Bất Hưu trở tay không kịp, còn khiến y phải nổi trận lôi đình. Chương 1068, Trần Khiết Văn đi về đâu? Nói ra thì Bì Bất Hưu coi như là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật. Hơn nữa trong quan trường chìm nổi đã mấy chục năm nay, sẽ không phạm phải những sai lầm hạ cấp. Ví dụ như sự thật không rõ ràng, chứng cứ không đủ v.v. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỗi mà ông ta mắc phải thực ra không phải là lỗi cấp thấp mà là lỗi cấp cao. Bởi vì đối thủ ông ta đối diện là Hạ Tưởng. Là một Hạ Tưởng mà khiến vô số người phải khiếp sợ. Hạ Tưởng là ai? Là tâm phúc của Chủ tịch Tỉnh Tống, là người khiến cho Phạm Duệ Hằng vừa yêu lại vừa hận. Một Hạ Tưởng vào những lúc châm biếm đả kích lại kịp thời côi kéo, là một Hạ Tưởng khiến cho thế lực bình dân tán dương lại khiến cho thế lực gia tộc phải khóc lóc khốn đốn. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn ta trước đây khi ở tỉnh Yến đã giúp hóa giải được vô số nguy cơ. Một Hạ Tưởng bây giờ lại xoay vòng giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc, để hai thế lực cạnh tranh lôi kéo, lại khiến cho Tổng Bí Thư để mắt tới, lẽ nào một Bì Bất Hưu thì có thể hiểu được rõ ràng. Cũng là Hạ Tưởng vì muốn sửa đổi hình tượng của thành phố Lang. Thân là kẻ bề trên, phải có đức hạnh và sự điềm đạm thì mới có thể vượt qua chiêu của Bì Bất Hưu. Nếu mà là trước đây thì Bì Bất Hưu đã sớm thất bại thảm hại rồi. Chẳng qua Hạ Tưởng dù sao vẫn là Hạ Tưởng, vẻ bề ngoài nhẹ nhàng không che giấu được bản chất thâm trầm của hắn. Chủ yếu cũng là Bì Bất Hưu như một con chó điên, trưng ra cái thế không chết không thôi. Hạ Tưởng vì thế mới nhọc tâm tỉ mỉ bày ra một đại cục. Được thôi, không chết không thôi phải không? Thế thì chết đi rồi nghỉ. Bì Bất Hưu không tự biết đã lạc lối thì quay trở lại. Sau khi thông tin Hạ Tưởng ngồi vững ở Thiên Trạch được truyền ra, thế
thế mà ông ta vẫn muốn đẩy Bành Vân Phong vào chỗ chết. Ông ta không biết rằng mình đang tự tìm đường chết. Bành Vân Phong vừa phản cung, Trần Hải Phong sẽ cùng với mấy vị phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, bỏ qua Bì Bất Hưu trực tiếp xin chỉ thị của Trần Khiết Văn, và còn cung cấp chứng cứ xác thực tỉ mỉ. Sau khi mời chuyên gia giám định thì phát hiện, quà tặng Bành Vân Phong của Nghiêm Tiểu thì bên du lịch văn hóa thành phố và bên Đông Y Phó thì có tính chất là quà tặng cá nhân, giá trị không quá 1.000 nhân dân tệ. Đặc biệt là bức tranh chữ cổ mà du lịch văn hóa thành phố tặng cho Bành Vân Phong đến từ nhà họ Phan ở Bắc Kinh, là đồ dỏm. Khi văn hóa thành phố tặng quà Bành Vân Phong cũng đã nói rõ không phải là hàng thật. Cũng không thể trách Bì Bất Hưu hồ đồ được, bây giờ tặng quà trong chốn quan trường. Trong đại đa số trường hợp chính là đem hàng thật coi như đồ dởm mà tặng. Bì Bất Hưu lúc ấy xuất phát từ sự cẩn thận còn mời chuyên gia giám định. Chuyên gia luôn miệng nói là đồ thật, vô giá, nhưng chuyên gia là thật hay giả thì Bì Bất Hưu cũng không rõ. Bởi vì chuyên gia là thân tín của ông ta mời đến. Về phương diện này thì hiểu biết của ông ta có hạn. Một cạm bẫy được sắp đặt tỉ mỉ kỹ lưỡng. Bì Bất Hưu bị lửa giận đốt cháy hỏng cả đầu óc. Không chùn mà bước nhảy vào, thân tín của ông ta đã sớm bị Trần Hải Phong xúi dục, chuyên gia mời đến thực ra là chuyên gia giả. Bì Bất Hưu dễ tin lời của chuyên gia, nghĩ rằng có thể lợi dụng chứng cứ trong tay để đè chết vụ án của Bành Vân Phong. Trần Khiết Văn trong lòng thê lương u ám, Bì Bất Hưu còn làm ầm ĩ lên chứ không biết mình đã bị chúng bạn xa lánh. Mấy ông phó bí thư muôn miệng một lời, đều đã đoàn kết ở cạnh Trần Hải Phong. Ông ta vẫn một mình đơn độc bị mọi người lãng quên. Hoàn toàn bị người ta đùa giỡn như đùa với khỉ vậy. Hơn nữa Trần Khiết Văn cũng nghe được tin đồn, tỉnh ủy có khả năng phải điều động Bì Bất Hưu. Bà chỉ biết rằng Bì Bất Hưu không bảo vệ được rồi. Đã đến lúc phân rõ giới hạn với Bì Bất Hưu rồi. Bà ta liền ra sức tán dương mấy người Trần Hải Phong có gan đứng vững đè nén áp lực, yêu cầu điều tra rõ sự thật chân tướng, trả lại sự trong sạch cho Bành Vân Phong. Sau đó, thị trưởng Hạ cũng đưa ra chỉ thị quan trọng. Một ngày sau, một bản tài liệu nói về việc chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Bì Bất Hưu lợi dụng việc công để trả thù riêng, cố ý vu oan hãm hại cán bộ của đảng được gửi đến cho ủy ban kỷ luật tỉnh. Lúc Lý Ngôn Hoàng nhận được tài liệu tố cáo, Mã Tiêu vừa lúc trưng cầu ý kiến của Lý Ngôn Hoàng về Bì Bất Hưu. Lý Ngôn Hoàng tiện tay đem tài liệu tố cáo đưa cho Mã Tiêu, chào phúng nói. Nếu tài liệu tố cáo là thật, anh xem. Ủy ban kỷ luật tỉnh mà phải vu oan cho một cán bộ kiểm tra kỷ luật của đảng chẳng phải là đáng chê cười sao? Chuyện trọng đại, Mã Tiêu liền lập tức cùng với Lý Ngôn Hoàng báo cáo lên Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng nghe xong liền giận dữ, lập tức ra chỉ thị, để nghiêm túc thực hiện quốc pháp kỷ luật của đảng, thì tuyệt đối không cho phép con sâu làm dầu nồi canh ở bên trong đội ngũ ủy ban kỷ luật, lập tức cử tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu chuyện là thật thì phải nghiêm túc xử lý. Buổi chiều cùng ngày, tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh liền đến thành phố Thiên Trạch, và thông qua sự phê chuẩn của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tạm dừng công tác của Bì Bất Hưu. Hành động này như một hòn đá lớn rơi xuống nước, khơi dậy cơn sóng động trời ở Thiên Trạch. Kỳ thật từ lúc thông tin thị trưởng Hạ tiếp tục ở lại Thiên Trạch truyền ra, rất nhiều người đều ngầm đoán rằng làn sóng phản kích tiếp theo của thị trưởng Hạ sẽ rất nhanh đến. Cuối cùng phải đối phó Bì Bất Hưu như thế nào, rốt cục Bì Bất Hưu sẽ có kết cục thế nào, thì cũng đã nằm trong suy đoán, đều hy vọng có kịch hay để xem. Còn có người suy nghĩ, thị trưởng Hạ có tự mình ra tay hay không? Có ở trên đài đánh tay đôi với Bì Bất Hưu hay không? Nhưng lại không ngờ rằng, thị trưởng Hạ vẫn là lã vọng buông cần, không cần xuất đầu lộ diện vẫn có thể đánh cho Bì Bất Hưu tan tác tả tơi. Đâu chỉ tan tác tả tơi, cơ bản có thể nói là Bì Bất Hưu sắp nghỉ rồi. Với Bì Bất Hưu, người của tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh như thần binh trời giáng, ông ta lúc đầu chưa từng nghe đến một chút tin tức nào về chuyện bị tước mất quyền lực chính trị. Ông ta biết rằng trong quá trình ông ta biểu diễn nhảy lên nhảy xuống đó, những người xung quanh đều không nói gì. Trên thực tế thì chính là mọi người nhìn ông ta như nhìn khỉ vậy. Hạ tưởng là lã vọng buông cần, Trần Khiết Văn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn có khả năng có động tác nhỏ ném đá xuống giếng. Bì Bất Hưu nghĩ một cách bi thương, thời điểm mấu chốt, Trần Khiết Văn một cước đá văng ông ta ra. Ông ta coi như lĩnh hội đầy đủ sự trở mặt vô tình, thủ đoạn chính trị của Trần Khiết Văn. Bì Bất Hưu cũng rất lưu manh, biết nếu đã nhảy vào cạm bẫy, cũng hiểu rõ ở tỉnh đã hạ quyết tâm phải trị ông ta, quyết tâm chết không mở miệng. Dù nói thế nào thì ông ta cũng không thừa nhận, không phủ nhận, không phản bác. Ngoan cố đến cùng,
nhiều nhất thì là miễn chức của ông ta. Tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh ở thành ủy Thiên Trạch chỉ 2 ngày liền đưa ra kết luận chính thức. Vụ án đồng chí Bành Vân Phong tham ô nhận hối lộ chỉ là do bịa đặt, là có cá nhân cá biệt cố ý vụ oan hãm hại. Đồng chí Bành Vân Phong là trong sạch, phục hồi danh dự ngay ngày hôm đó. Phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật thành phố Thiên Trạch Trần Hải Phong đại diện cho ủy ban kỷ luật Thiên Trạch trịnh trọng xin lỗi đồng chí Bành Vân Phong. Bởi vì công tác sai lầm nên khiến đồng chí Bành Vân Phong chịu sự đối xử không công bằng, xin kiểm điểm trước thành ủy. Người sáng suốt đều hiểu ra, Trần Hải Phong ra mặt đại diện cho ủy ban kỷ luật thành phố, dường như có nghĩa là bộ máy ủy ban kỷ luật sẽ có sự điều chỉnh quan trọng. Ngày hôm sau, Bì Bất Hưu bị tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh đưa đi. Về vấn đề Bì Bất Hưu sẽ tiếp tục đi sâu tìm hiểu. Ủy ban kỷ luật thành phố Thiên Trạch tạm thời do Trần Hải Phong chủ trì công tác hàng ngày. Bởi vậy, thế cục thành phố Thiên Trạch xác định lại, sau khi một lần nữa được xáo trộn, vị trí của thị trưởng Hạ từ từ củng cố, đã hoàn toàn bao trùm lên cả Trần Khiết Văn. Ngày đầu tiên Bành Vân Phong khôi phục công tác, khi anh ta đến văn phòng, đẩy cửa ra thì ngây người ra vì các thành viên trong toàn thể bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố do thị trưởng Hạ dẫn đầu. Không thiếu một ai đều đứng trong phòng làm việc của anh ta chờ anh ta về. Anh ta vừa bước vào, thị trưởng Hạ dẫn đầu, trong văn phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thị trưởng Hạ chủ động bước về phía trước một bước, giơ tay ra cầm lấy tay Bành Vân Phong. Đồng chí Vân Phong, anh đã chịu uất ức rồi. Bành Vân Phong chưa từng có được đãi ngộ thế này bao giờ. Anh ta chỉ làm việc nên làm mà thôi, là vì chia sẻ lo toan với thị trưởng Hạ, cũng là để thoát tội danh cho mình. Không ngờ thị trưởng Hạ coi trọng anh ta, vì để chứng thực danh dự anh ta, tự hạ thấp địa vị, dẫn đầu đội ngũ nhân viên bộ máy chính phủ hoan nghênh anh ta trở về. Anh ta có tài đức gì mà lại được coi trọng như thế chứ? Bành Vân Phong rốt cuộc không kìm nổi nước mắt tràn ra. Trong chốn quan trường anh ta coi như là nhân vật khôn khéo, sớm không biết cảm động là gì nữa rồi nhưng hôm nay thực sự bị thị trưởng Hạ làm cho cảm động rồi. Anh ta biết rằng, từ nay về sau... Anh ta coi thị trưởng Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì thị trưởng Hạ không chỉ có nhân phẩm đáng tin cậy, còn đối nhân xử thế rất thật lòng. Là lãnh đạo rất đáng để vĩnh viễn đi theo. Cũng là ánh ngọn đuốc sáng chỉ đường trong cuộc sống của người khác. Ở trong mấy vị phó thị trưởng cũng có không ít người rất cảm động. Thị trưởng Hạ xem như chân chính hết lòng quan tâm giúp đỡ. So với Trần Khiết Văn, đúng lúc phân rõ giới hạn với Bì Bất Hưu thì lại qua cầu rút ván. Thị trưởng Hạ chẳng những cứu lại sinh mạng chính trị của Bành Vân Phong, trả lại danh dự cho anh ta. Coi như là nhọc lòng, theo một vị lãnh đạo như thị trưởng Hạ mới là đi theo đúng người. Bành Vân Phong cao ngạo trở về, chẳng những danh dự không bị hao tổn mà ngược lại vì nguyên nhân của anh ta mà Bì Bất Hưu xuống ngựa. Trưởng ban tuyên giáo Thường Hào xem xét thời thế liền lập tức chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, thông báo khen ngợi và tuyên dương Bành Vân Phong trong phạm vi toàn thành phố. Sau khi đệ trình đến hội nghị công việc bí thư đã được nhất trí thông qua. Tất cả mọi người phát hiện, bí thư Trần dường như già đi rất nhiều. Tại hội nghị công việc bí thư cũng không quyền uy và uy nghiêm như xưa nữa mà uể oải gật đầu đáp ứng đề nghị của ban tuyên giáo. Ngay cả phát ngôn chỉ điểm tổng kết 1-2-3 như bình thường cũng không có. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ bí thư Trần sợ là không có lòng dạ nào nữa rồi. Bà ta ở Thiên Trạch đã hoàn toàn bị uy danh của thị trưởng Hạ đè bẹp rồi. Người ở thành ủy Thiên Trạch ai cũng biết rõ bí thư Trần ở Thiên Trạch không còn tác dụng lớn lắm. Bà ta đã không còn có đồng minh nữa, chủ yếu là uy danh hạ tới mức thấp nhất có thể, là một vị bí thư bị thị trưởng đè nén. Một vị bí thư bị hội nghị thường vụ khống chế. Một vị bí thư đề xuất bộ máy phối hợp không tốt nhưng tỉnh ủy cũng không điều chỉnh công tác của thị trưởng, bí thư Trần sẽ đi về đâu. 3 ngày sau theo thông tin ở tỉnh truyền ra, đồng chí Bì Bất Hưu không làm tròn trách nhiệm và vì thế bị miễn chức phó bí thư thành ủy Thiên Trạch, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ủy viên thường vụ, bổ nhiệm đồng chí Trần Hải Phong làm ủy viên thành ủy Thiên Trạch ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Trần Hải Phong xem như một bước lên mây, thoát cái được lên chức. Chẳng cần phải nói, anh ta chắc chắn sẽ coi thị trưởng Hạ là người dẫn đường cho mình. Địa vị của thị trưởng Hạ ở Thiên Trạch như mặt trời ban trưa. Một tuần sau, người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến, chính thức bổ nhiệm Trần Hải Phong. Trần Hải Phong chính thức trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiên Trạch. Thế cục của Thiên Trạch vì thế hoàn toàn đi vào một thời kỳ mới.
Lại một tuần sau, Thiên Trạch bước vào mùa du lịch vàng tháng 8. Các dự án công tác được triển khai vô cùng thuận lợi. Vừa mới truyền ra tin đồn rằng tập đoàn Đạt Tài chuẩn bị tiếp xúc với Ủy ban Nhân dân thành phố, muốn đầu tư với Kinh Bắc Tân Thành của Thiên Trạch, Thành ủy Thiên Trạch có một tin tức chưa được chứng thực truyền ra, Bí thư Trần đã đệ trình lên tỉnh ủy rằng sẽ rời khỏi thành phố Thiên Trạch. Chương 1069, bụi bẩn đã được dẹp sạch. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Khiết Văn lựa chọn rời Thiên Trạch là chuyện đã lường trước được. Thế cục Thiên Trạch đã được xác định, giai đoạn hiện tại, chính trị yên ổn đoàn kết, kinh tế phát triển thần tốc, đúng ra thì là thời kỳ tốt nhất trong lịch sử Thiên Trạch. Chỉ tiếc, nói về cá nhân cụ thể thì là thời kỳ tốt nhất của Hạ Tưởng, không phải thời kỳ tốt nhất của Trần Khiết Văn. Trên cơ bản cô ta ở thành phố Thiên Trạch đã trở thành vật bài trí, thành kẻ ngốc, trên thực tế vừa không có ý nghĩa, lại không có triển vọng. Cô ta đã không có đường để đi, làm nhân vật số 1 mà hoàn toàn bị hào quang của nhân vật số 2 che lấp, cô ta có thể chịu được sao? Cho dù cô ta có thể chịu đựng lừa mình dối người, nhưng làm thế nào bỏ qua ánh mắt khác thường của những người khác? Hơn nữa lại là cô ta chủ động đề xuất bộ máy phối hợp không tốt, nếu tỉnh không điều chỉnh công tác của Hạ Tưởng, ở mặt ngoài không nói, trong lòng cô ta cũng hiểu, khẳng định là tỉnh có ý kiến đối với cô. Là lúc nên rời khỏi. Cứ ngây ngốc ở đây ngoại trừ tự làm mất mặt, thì không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa để đến khi tỉnh chủ động đề xuất khai trừ cô, liền càng chán nản, không bằng chủ động đề xuất ra đi còn tốt hơn. Thậm chí có lần Trần Khiết Văn tâm ý nguội lạnh, thấy thật sự không được, thì rời khỏi quan trường, đến một doanh nghiệp lớn của nhà nước làm người phụ trách một bộ phận quan trọng, quyền lực không nhỏ, ưu đãi không ít, cần gì phải dựa vào Thiên Trạch, tội gì chịu khổ. Nhưng khiến người ngoài khó hiểu chính là, Trần Khiết Văn kỳ thật không hành động theo cảm tính, cô ta hoàn toàn có thể mặt dày mày dạn ở lại Thiên Trạch, không làm gì, không phản đối, hoàn toàn ủng hộ những gì Hạ Tưởng làm, chiến tích cuối cùng không thể thiếu nửa phần cô. Bí thư chính là bí thư, đến khi có vấn đề, tiếng xấu do thị trưởng gánh. Khi có chiến tích, cô lên đầu, cớ sao mà không làm. Về phần nào là thể diện nào là hào quang, người trong quan trường, ngồi không ăn bám người. Không chỉ có mình cô. Nhưng Trần Khiết Văn cố tình lại lựa chọn lúc kinh tế Thiên Trạch sắp nghênh đón biến đổi lớn trước nay chưa có để đệ trình báo cáo lên tỉnh ủy, là có dụng ý gì? Không ai có thể đoán được tâm tư Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng cũng không buồn đoán, hắn chỉ cần ở lại Thiên Trạch tiếp tục hoàn thành sự nghiệp chưa xong, như vậy là đủ rồi. Trần Khiết Văn đi hay là ở, với hắn mà nói không có ý nghĩa lớn. Trải qua nhiều sự việc và biến cố như vậy, hắn cũng coi như nhìn thấu cách đối nhân xử thế của Trần Khiết Văn, đó là khéo đưa đẩy có thừa, nhưng chín chắn không đủ, thành sự thì không bại sự thì nhiều. Chỉ cần cô ta không sinh sự từ việc không đâu, không ngăn trở hắn phát triển kế hoạch kinh tế lớn, coi nâng cao chiến tích kinh tế Thiên Trạch là việc chính, thì hắn cũng sẽ không nói gì. Chỉ có điều cho tới nay, Trần Khiết Văn chẳng những bảo thủ hơn nữa còn cố chấp, cứ luôn xem hắn như kẻ thù giả tưởng. Bởi vì chính sách cải cách kinh tế của hắn động chạm đến lợi ích của cô ta. Chỉ cần có thể thuận theo thủy triều, chẳng sợ trên người có chỗ bẩn, Hạ Tưởng cũng đồng ý hợp tác với một số người, thí dụ như Bùi Nhất Phong, như Từ Hâm. Nhưng Trần Khiết Văn nhất mực muốn đấu tranh chính trị, lợi ích cá nhân lớn hơn ích lợi của người dân Thiên Trạch, cứ ngồi im ở sau lưng, hoặc tự mình ra mặt, hoặc ngầm đồng ý, tỉ mỉ sắp đặt kế hoạch lại vừa gây nhiều mâu thuẫn, không phải muốn hắn bại trận. Thì là muốn bước hắn ra khỏi Thiên Trạch, Hạ Tưởng còn có thể làm như thế nào? Sau nhượng bộ lúc ban đầu, khi mắt thấy mục tiêu chính trị của hắn gần như khó có thể tiếp tục, đó là lúc không thể không hăm hở đối đầu. Cũng là bất đắc dĩ thôi, hắn cũng không phải là không muốn phân thắng bại cao thấp với Trần Khiết Văn, hắn là mong muốn cùng Trần Khiết Văn liên kết cai quản Thiên Trạch thêm tốt đẹp nhiều hơn, mong muốn sửa đổi hình tượng cực đoan của thành phố Lang, mong muốn ẩn giật ở Thiên Trạch, thậm chí thông đồng làm bậy. Chỉ vì làm một chút chuyện nghiêm chỉnh, nhưng đổi lại được cái gì? Vẫn là xa lánh và xung đột, hay là sỉ nhục hết làn sóng này đến làn sóng khác, thậm chí bị bất hưu lấy hội đồng nhân dân bên người hắn làm văn, bởi vì tỉnh ủy truyền ra tin tức, hắn có khả năng phải rời khỏi Thiên Trạch. Quả thực đúng là khinh người quá đáng. Trần Khiết Văn làm bộ không tham dự vào trong đó, bày ra thái độ không đếm xỉa đến, nhưng ai chẳng biết quan hệ chặt chẽ giữa cô ta và Bì Bất Hưu. Ai không rõ mọi chuyện Bì Bất Hưu đều báo cáo xin chỉ thị từ cô ta. Hạ Tưởng quả thật rất thất vọng đau khổ, hắn lo lắng mất công mất sức đầu tư, một lòng lao vào kiến thiết kinh tế Thiên Trạch,
mặt khác còn phải thường xuyên đề phòng tiểu nhân bắn lén sau lưng, càng phải cẩn thận ứng đối với xung đột đến từ nhân vật số 1. Trong chốn quan trường, từng bước phải thận trọng, từng bước sợ sệt, nếu không phải hắn có tầm nhìn siêu việt, có khả năng quan sát vượt trội, có mạng lưới quan hệ đã dày công đan dệt, thì hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi Thiên Trạch, thậm chí có thể ngay cả tiền đồ cũng đánh mất luôn. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nổi giận, không khí quan trường trong nước từ xưa đến giờ đều như vậy, người nổi bật thì dễ bị ghen ghét, chỉ vì hắn có năng lực, rất chói mắt, che lấp hào quang của nhân vật số 1 là không đúng rồi. Cho dù hắn có năng lực, có vì nước vì dân, hắn khiến nhân vật số 1 không còn mặt mũi, thì nhân vật số 1 sẽ không thể dung tha cho hắn. Vì để giữ danh tiếng, vì để tỉnh ủy lưu lại ấn tượng tốt, chuyện đối phó với Bỉ Bất Hưu cứ rằng co mãi không dứt. Hạ Tưởng lại nhẫn nhịn thêm, nhịn đi nhịn lại, cuối cùng không ngờ khiến Bỉ Bất Hưu nghĩ hắn dễ bắt nạt, chỉ còn kém việc cưỡi lên đầu hắn tác oai tác quái nữa mà thôi. Việc gì có thể nhẫn nhịn được chứ, việc này thì không thể, nhưng ngay cả như vậy, Hạ Tưởng cũng chỉ là áp dụng kế vòng vo, cuối cùng thành công mượn đao giết người, mới khiến Bỉ Bất Hưu rớt đài. Nếu là trước kia, hắn đã trực tiếp một cước đá bay lão già Bỉ Bất Hưu kia rồi. Nhưng hiện tại không thể so với trước kia, dù sao hắn cũng là thị trưởng, sau một lần làm thị trưởng, theo thể chế chính trị trong nước sẽ chân chính tiến đến một cương vị công tác then chốt nhất bí thư thành ủy. Nếu nói bí thư huyện ủy là giai đoạn để một cán bộ trưởng thành, như vậy bí thư thành ủy chính là giai đoạn một cán bộ đã thành thục. Một vị cán bộ đã đủ tư cách, phẩm hạnh có đáng tin cậy, năng lực có vượt qua thử thách trong chính trị hay không, toàn bộ thể nghiệm ở chức vụ bí thư thành ủy này. Bí thư huyện ủy dù sao cũng là ở cơ sở, việc cần làm đều là những sự vụ cụ thể, rèn luyện khả năng quen thuộc dân sinh và tìm hiểu hệ thống và kết cấu nền móng chính trị. Còn bí thư tỉnh ủy là quan to nhất tỉnh, thống lĩnh toàn bộ tỉnh, phải xem toàn cục và nâng lên đến hệ thống lý luận. Ở giữa bí thư huyện ủy và bí thư tỉnh ủy là bí thư thành ủy, vừa phải tiếp tục tăng cường khả năng quen thuộc dân sinh và phát triển kinh tế, vừa phải bồi dưỡng cái nhìn đại cục, ý thức toàn cục và bước đầu gây dựng hệ thống lý luận tư tưởng của chính mình. Đó là một sân khấu chính trị vô cùng rộng lớn, là một giai đoạn mà một người tài hoa có thể thi triển quyền lực tốt nhất. Hạ Tưởng hiểu rõ, cho dù là thủ tướng cũng được, hay là ông cụ Ngô cũng hay, cuối cùng hắn cũng rút ra được kết luận, chính là muốn xem hắn làm bí thư thành ủy. Vị trí thị trưởng chính là vai diễn thử cho vị trí bí thư thành ủy, hắn đã tận khả năng phát triển, không suy nghĩ đến mấy chuyện thị phi, nhưng vẫn không được, còn có người muốn hắn thất bại. Thật hay, cuối cùng Bỉ Bất Hưu rớt đài, ít nhất ở mặt ngoài xem ra thì không có quan hệ với hắn, là Bỉ Bất Hưu tự mình gây sức ép khiến khói bụi nổi lên bốn phía, cuối cùng ngược lại chính mình chết đuối. Đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng đánh giá chính mình không cao, tuy nhiên miễn cưỡng có thể cho 60 điểm. Nếu cuối cùng có thể hoàn toàn quán triệt đầy đủ ý đồ chấp chính của hắn, thì kinh tế thành phố Thiên Trạch từ nay về sau có thể đi trên xe tốc hành, hơn nữa cũng có thể cộng thêm 10 điểm. Về phần Trần Khiết Văn lựa chọn vào lúc này xin rời Thiên Trạch, không phải muốn tranh thủ sự đồng cảm từ tỉnh ủy, chính là bởi vì vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi ở lại Thiên Trạch nữa. Tùy cô ta đi, Hạ Tưởng không đánh giá cũng không để ý tới những gì cô ta đã làm, hắn thầm nghĩ một lòng đẩy mạnh phát triển kinh tế Thiên Trạch, bởi vì kế tiếp, còn có rất nhiều việc phải làm, còn có rất nhiều tiền vốn cần đưa vào. Đã bước vào tháng 8. Trên cơ bản dự án đưa vào giai đoạn đầu cho tới bây giờ đã thấy được hiệu quả. Trước mắt xảy ra hai vấn đề khó khăn không nhỏ, thứ nhất là dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch tuy rằng đã được thông qua, nhưng cũng chưa được xếp vào hạng mục ưu tiên của bộ đường sắt, có khả năng 2-3 năm sau mới có thể có tiền vốn thích hợp, lúc đó mới có thể chân chính lên chương trình. Thứ hai là Kinh Bắc Tân Thành. Cùng với việc toàn bộ đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch thông xe, nhiệt độ của Kinh Bắc Tân Thành so với trước kia tăng không ít, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với những gì Hạ Tưởng mong muốn. Chủ yếu vẫn là sau khi thủ đô thông qua dự án đường sắt cao tốc, khiến cho nhà đầu tư khai thác phát triển vô cùng tin tưởng, nhưng theo sau chỉ thấy lập dự án không thấy thực thi, thế là nhiệt tình của nhà đầu tư khai thác phát triển lại nhanh chóng giảm bớt. Đã sớm định ra nên đến đàm phán với tập đoàn Đạt Tài, mà phải gác lại bởi vì thành Đạt Tài tạm thời xuất ngoại. Một trận mưa qua đi, rất nhiều đất ở Kinh Bắc Tân Thành đều mọc thành cỏ hoang, mà bắt đầu có người nói lời ong tiếng ve, nói là dùng để đua ngựa, nói theo triều đình Mãn Thanh năm đó, phải xây dựng lên bốn phía một trang trại ngựa ở Thiên Trạch. Hạ Tưởng cũng không vội,
năm đó hắn và Nguyên Minh Lượng đã đánh giá, ước chừng mất thời gian một năm. Hiện tại hắn tới Thiên Trạch mới được một năm, trên cơ bản mới coi như vừa mới đứng vững chân để mở ra cục diện, muốn mở ra quầy hàng một cách toàn diện, còn cần phải đi một đoạn đường nữa. Miếng ăn này chẳng béo bở gì. Nhưng một kế hoạch khác lại khá béo bở, tiến triển cũng thuận lợi, chính là tham gia kế hoạch kiếm tiền trong nguy cơ tín dụng thứ cấp ở nước Mỹ mà lần trước đã cùng thảo luận với Lý Thấm và Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm gọi nó là kế hoạch món lãi cách xù, Lý Thấm vạch kế hoạch với những Mỹ từ cao vút, hạ tưởng không có ý tưởng đặt tên gì, chỉ có điều nghe nói giai đoạn đầu tiến triển vô cùng thuận lợi, hắn rất vui mừng. Đương nhiên, càng vui mừng hơn chính là Lý Thấm, về sau cũng không còn đề cập tới Tiếu Giai nữa, cũng đã biết khôn, biết cô không thể vượt qua giới hạn, nếu không thì sẽ không có sân khấu cho cô thi triển tài hoa. Nhưng điều khiến Lý Thấm cảm thấy hưng phấn chính là, qua sự chỉ bảo của hạ tưởng, Tiếu Giai cũng cầm trong tay rất nhiều cổ phiếu đòn bẩy, còn có một ít bất động sản, tổng cộng hơn 50 triệu đô la Mỹ, toàn bộ giao cho Lý Thấm một tay xử lý, để cho Lý Thấm đầu tư toàn bộ vào thị trường tài chính nước Mỹ, có thể kiếm bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Lý Thấm vui vẻ không thôi, không chỉ bởi vì cô kiếm được một khoản hoa hồng lớn, còn bởi vì Tiếu Giai hoàn toàn tín nhiệm cô ấy, cũng khiến cô tràn đầy tự hào, cũng có cảm giác như một loại sứ mệnh. Ngẫm lại cũng phải. Ở trong tay cô hiện có thể điều động hơn 10 tỷ đô la Mỹ, giống như một vị tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, có thể hô mưa gọi gió tại thị trường tài chính nước Mỹ, uy phong đến cỡ nào. So sánh với mấy trăm triệu nhân dân tệ tài sản của tập đoàn Tề Thị, thật đúng là không đáng nhắc tới ở trong mắt cô. Hôm nay trời có mưa nhỏ, mưa vượt ra ngoài trường thành, vô cùng mát mẻ, thấm vào tận ruột gan. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đã hẹn nhau, chuẩn bị gặp mặt. Cụ thể thảo luận về hành động tiếp theo. Tào Thù Lê cũng nghe nói kế hoạch kiếm tiền khổng lồ của Hạ Tưởng, cũng nóng lòng muốn thử, tính toán cầm toàn bộ tiền trong tay để thực hiện, cũng đầu tư vào, cho dù chỉ kiếm được 10 lần lợi nhuận, cũng đáng. Hạ Tưởng cũng không ngăn cản, mà để Tào Thù Lê tham dự vào cũng tốt, ba người phụ nữ trên cùng một sân khấu, để xem ba cô họp lại cùng một chỗ, có thể quấy đảo thị trường tài chính nước Mỹ một trận long trời lở đất hay không. Được nửa đường đi tới Hoa Hải Nguyên thì nhận được điện thoại từ tỉnh ủy, đơn xin của Trần Khiết Văn, tỉnh ủy đã có câu trả lời rõ ràng. Chương 1070, điểm yếu của Hạ Tưởng. Điện thoại là do Tống Chiêu Độ đích thân gọi tới. Hạ Tưởng, tổng hợp suy xét các phương diện, ý kiến tỉnh ủy là, bước đầu đồng ý xin phép của đồng chí Trần Khiết Văn. Sao lại, đồng ý rồi? Hạ Tưởng ngây ngần một chút, bởi vì theo hắn, Trần Khiết Văn hiện tại rời khỏi Thiên Trạch, danh bất chính ngôn bất thuật, nếu không có vị trí tốt hơn, cô có thể đi đâu? Mấu chốt còn nữa, nếu cô điều khỏi Thiên Trạch, chẳng lẽ nói hắn sẽ thuận thế tiếp nhậm chức bí thư thành ủy? Hắn mới đảm nhiệm thị trưởng một năm, hiện tại liền gánh làm bí thư thành ủy, có phải bước chân bước quá lớn một chút hay không? Tống Chiêu Độ lại không có nhắc lại thế cục Thiên Trạch sau khi Trần Khiết Văn đi khỏi, trực tiếp chuyển đề tài. Tiểu Phàm nghỉ rồi. La Hét phải đi nghỉ ở Thiên Trạch, phỏng chừng hai ngày này phải đến làm phiền cậu rồi. Buông điện thoại, tâm tư của Hạ Tưởng lập tức bay xa, Trần Khiết Văn rời khỏi Thiên Trạch sớm hơn một bước so với dự đoán của hắn, nếu suy xét từ thế cục của Thiên Trạch lúc này, tỉnh ủy điều đi Trần Khiết Văn cũng có thể thông cảm. Nhưng vấn đề không phải do Trần Khiết Văn đi hay ở, mà là Trần Khiết Văn vừa đi, do ai đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy. Tống Chiêu Độ cũng không có đề cập đến vấn đề này. Hẳn là ở tỉnh còn chưa thỏa thuận, Hạ Tưởng tạm thời dập tắt tâm tư. Nói thật, có thể lập tức tiếp nhận chức bí thư thành ủy, quả thật là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới, cũng khiến hắn dường như châm ngọn lửa trong nháy mắt. Nếu hắn đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch, ở Thiên Trạch khổ luyện thêm 3 năm, Thiên Trạch tuyệt đối có thể thay đổi sang diện mạo mới. Đã đến Hoa Hải Nguyên, Hạ Tưởng dừng xe lại, cùng Tào Thù Lê cầm một cây dù tiến vào Tây Cung. Ý của Liên Nhược Hạm nói là Đông Cung để lại cho Tào Thù Lê, thật đúng là vẫn để đó không cho người ta ở, nhưng Tào Thù Lê hiện tại thân phận dù sao cũng khác, sẽ không chạy tới Hoa Hải Nguyên để ở. Cô đường đường là phu nhân thị trường, vẫn thành thật mà ở lại tòa nhà người thân thành ủy thì tốt hơn, sẽ không để người ta nói xấu. Mưa nhỏ không lớn, Thiên Trạch mưa nhỏ rất dai. Hiếm có là thành phố ngoại thành phương Bắc, mưa cũng có thể triền miên giống như mưa ở Giang Nam. Cô bé Lê xúc cảnh sinh tình, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, liền khoác chặt tay của Hạ Tưởng, tựa đầu lên vai hắn. Chỉ chớp mắt đã quen biết anh 10 năm rồi,
thời gian trôi qua quá nhanh. Không ngờ, 10 năm rồi. Sao em cũng không chán ghét anh? Cô bé Lê Thanh Âm như mộng như ảo, cũng trong nháy mắt đem Hạ Tưởng mang về quá khứ. Đồng cỏ của Thiên Trạch và đồng cỏ của Chương Trình, quả thật có điểm giống nhau, cùng loại cỏ xanh, cùng một khí hậu, cùng một biển hoa, thậm chí cùng một mùa, trong mưa phùn mờ ảo, Hạ Tưởng và cô bé Lê sóng vai mà đi, suy nghĩ cũng bay tán loạn như mưa phùn. Lý tưởng lúc trước, cùng với Bàng Hoàng từng có trong một thời gian, ở huyện Bá là ngây ngô, ở thôn nội đô thành phố Yến là rèn luyện, tại huyện An là kích tình, ở quận Hạ Mã là nhiệt huyết, ở thành phố Lang lại là cấp tiến, ở Thiên Trạch vừa là ẩn giật bên trong, vừa là gian nan duy trì bản tính, con đường sau này sẽ như thế nào? Hạ Tưởng cũng không dễ trả lời bản thân, giống như mưa phùn mờ mịt trước mắt. Tuy rằng mưa phùn không tiếng động, nhưng cũng có thể làm ướt mọi thứ, làm cho giữa trời đất mờ mịt một mảnh, nhìn không rõ phương hướng. Hạ Tưởng ôm cô bé Lê vào lòng, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tình yêu và tình thân đã lâu, liền cúi xuống bên tai cô nói một câu. Có người vợ như em, chồng không còn yêu cầu gì nữa. Một lời ngon tiếng ngọt tình ý thân thiết, khiến cho cô bé Lê ngọt đến tận tim gan, vô cùng thẹn thùng mà nhìn Hạ Tưởng một cái, không ngờ đỏ mặt. Tới phòng rồi, tình cảm ngọt ngào giữa hai người lập tức nhanh chóng biến mất, bởi vì Liên Nhược Hạm và Lý Thấm mỗi người một chiếc máy vi tính, đang vẻ mặt nghiêm túc và khẩn trương, nhìn chằm chằm vào màn hình. Bộ dáng của hai người giống như gặp phải kẻ địch lớn làm cho Hạ Tưởng giật mình. Chuyện gì vậy? Hạ Tưởng vội hỏi một câu. Lý Thấm còn tốt, thấy là Hạ Tưởng, vội vàng đứng dậy chào một tiếng, rồi lập tức trở về màn hình máy vi tính, Liên Nhược Hạm lại là phất phất tay, vẻ mặt ưu sầu. Có thể làm sao, còn không phải nghe chủ ý xấu của anh bán tháo cổ phiếu, kết quả giá cổ phiếu hạ xuống không ít, em đã bay mất 100 triệu đô la. 100 triệu đó, có thể mua bao nhiêu mặt nạ? Hạ Tưởng buồn cười. Có thể nghĩ chuyện vĩ đại mà vinh quang một chút hay không? Sao cứ nghĩ đến một cái mặt nạ nhỏ xíu thế? Em đã tổn thất tài sản 1% thì không đành lòng sao? Sau này kiếm được lợi nhuận trên 3% của nhân dân Mỹ, sao em một chút cũng không chê nhiều? Thôi, đừng quấy rối. Liên Nhược Hạm quay đầu nhìn lại, mới chú ý tới Tào Thù Lê cũng đến đây, vội vàng kéo Tào Thù Lê lại. Nào, cô bé Lê, giúp chị chú ý cổ phiếu, chị có vài câu muốn nói với Hạ Tưởng. Tào Thù Lê mỉm cười. Em cũng không quá hiểu về thao tác của phương diện tài chính, quá phức tạp. Không phức tạp, so với thiết kế bản vẽ đơn giản hơn. Vừa học thì biết, em nhất định phải dụng tâm học. Liên Nhược Hạm đặt Tào Thù Lê lên ghế, liền kéo Hạ Tưởng sang một bên nói chuyện. Lý Thấm nhìn không chớp mắt, nhưng đã nhìn rõ ràng tình hình vừa rồi, trong lòng càng khâm phục thủ đoạn của Hạ Tưởng. Một người đàn ông ở bên ngoài có oai phong hơn nữa, trở về nhà. Hậu phương lớn vững như bàn thạch mới là bản lĩnh thật. Thị trưởng Hạ, người đàn ông đích thật, không chỉ ở trong quan trường mọi việc đều thuận lợi, mà trên tình trường cũng là như cá gặp nước, thực là cực phẩm đàn ông. Nhưng cô cũng là tùy ý suy nghĩ, sau đó suy nghĩ lại trở về đến phương diện giá cổ phiếu. Giai đoạn hiện nay chính là cẩn thận bán ra cổ phiếu trong tay của Liên Nhược Hạp, mặc dù đã áp dụng biện pháp tương ứng, nhưng phản ứng thị trường đủ nhanh, vẫn là bị một số cơ cấu thương nghiệp phát hiện. Phóng ra tin tức bất lợi, dẫn đến giá cổ phiếu hạ xuống một chút. Nhưng cũng tốt, sau khi áp dụng biện pháp bù đắp tương ứng, giá cổ phiếu lại đi lên. Thương trường như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, rất khảo nghiệm tính nhẫn nại và năng lực chịu đựng của một người. Lý Thấm tuy rằng đọc qua rất nhiều sách về phương diện cơn bão tài chính, cũng rèn luyện qua thao tác tương quan, nhưng dù sao là lý luận suông, bây giờ khi thật sự thao túng khoản tiền lớn hàng trăm triệu đô la, cũng là khó tránh khỏi tâm trạng cực kỳ khẩn trương, cho dù thời tiết vô cùng mát mẻ, nhưng lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Liên Nhược Hạm cũng là lòng bàn tay toát mồ hôi, Hạ Tưởng nghĩ rằng cô có chuyện lớn gì muốn nói, đang muốn an ủi cô vài câu, khiến cô yên tâm, bởi vì cơn bão tài chính ở Mỹ sẽ xảy ra, là kết cục không thể tránh khỏi, lời còn chưa nói ra, Liên Nhược Hạm đã nói ra lo lắng của cô. Này, anh nói thật cho em biết. Nếu thật sự có thể kiếm được lợi nhuận hơn mấy chục lần, đến lúc đó chúng ta sẽ có hàng trăm tỷ đô la Mỹ, có phải anh muốn coi như công trình chiến tích của anh hay không? Sau này anh đi đến đâu, thì đầu tư đến đó. Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ chỉ là một con số, lại không phải tiền mặt. Là cổ phiếu và bất động sản,
tài chính thật sự có thể điều động cũng không có bao nhiêu. Điều này em biết, không cần anh dạy, em muốn hỏi anh, trước kia anh đối với tiền không có hứng thú, bây giờ đột nhiên cảm thấy hứng thú, lòng tham phút chốc làm cho người ta giật mình, vừa nghĩ là hơn 100 tỷ, hơn 1000 tỷ đô la Mỹ, cuối cùng anh có dự tính gì, phải cho em biết. Liên Nhược Hàm nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, cô hiểu rõ Hạ Tưởng muốn tiêu tiền, có cách kiếm tiền. Nhưng cho dù hắn có yêu tiền hơn nữa, cũng không cần giống như phát điên mà đoạt lấy tài sản hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Khẳng định là có mưu tính sâu xa gì đó. Hạ Tưởng cười ha hả. Tiền nhiều hơn không cắn tay, nếu chẳng may có một ngày không làm quan, anh sẽ mua một chiếc máy bay, dẫn theo mọi người, muốn bay đi đâu thì bay đến đó. Muốn ở khách sạn 7 sao thì ở 7 sao. Nếu tiền nhiều quá, thì mua 2 chiếc máy bay, 1 chiếc bay, 1 chiếc dùng để nuôi heo. Liên Nhược Hàm cười, khúc khích, một tiếng vui vẻ. Được rồi, đừng dọa em nữa. Anh dọa em sắp được 10 năm rồi, em còn không biết tâm địa gian xảo của anh. Em biết anh là muốn ngồi cầm giữ 100 tỷ của cải, sau đó không quản là thế lực bình dân hay thế lực gia tộc, ai cũng không thể làm gì anh, có phải không? Liên Nhược Hàm là cô gái thông minh, cô bình thường không nói, kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ, bây giờ nói ra, cũng là muốn nghe chính miệng hắn nói ra chân tướng mà thôi. Hạ Tưởng cũng là nhất thời cảm thán, quen biết Tào Thù Lê sắp 10 năm rồi, quen biết Liên Nhược Hàm không phải vậy hay sao? Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời người, đều ở cùng hắn gần 10 năm rồi. Người biết anh, chỉ có Nhược Hàm. Hạ Tưởng tương đối ngầm thừa nhận. Thừa nhận là tốt rồi, em chỉ có một điều kiện, anh phải đồng ý với em. Ánh mắt của Liên Nhược Hàm bỗng nhiên ảm đạm xuống. Ông nội tuổi đã cao, sau này anh nhường ông chút. Ông còn có thể sống bao lâu nữa? Anh cần gì mọi chuyện cũng phải so đo nhiều với ông. Gần đây ông nội bị cảm rồi, sức khỏe không tốt lắm, anh có rảnh thì đi thăm ông, ông không nói, kỳ thật trong lòng cũng muốn khiến anh chủ động đi thăm ông một lần. Liên Nhược Hàm lại trở về trước máy tính, Tào Thù Lê cũng bị hấp dẫn rồi, ba người phụ nữ châu đầu ghé tai, chỉ trỏ trỏ trên màn hình máy tính, quả nhiên trình diễn một tuồng hát lớn tuồng hát tài chính. Hạ Tưởng một mình đứng trước cửa sổ, tâm trạng khó mà bình tĩnh. Lời nói của Liên Nhược Hàm, coi như thật sự là chạm đến điểm yếu của hắn. Đối với ông cụ nhà họ Ngô, hắn luôn kính trọng và kính nể. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng có tình cảm thân tình. Thật sự có một ngày bởi vì lập trường bất đồng mà tạo thành xung đột lợi ích trọng đại, ông cụ nhà họ Ngô không lấy thủ đoạn cứng rắn đối phó hắn, chỉ lấy thân tình mà nói chuyện, hắn làm thế nào đối mặt. Đến lúc đó, tuyệt đối là một lần khảo nghiệm trọng đại nhất trong cuộc đời của hắn. Con người có thể vì lợi ích mà trở mặt, mà mặc kệ sống chết, nhưng trước tình thân và tình bạn, nhất là hắn vừa chịu mềm không chịu cứng, luôn sẽ có lúc mềm lòng. Sẽ có một ngày phải qua ải khó của ông cụ, Hạ Tưởng không khỏi âm thầm lắc đầu. Khi đang suy nghĩ tới mức xuất thần, Liên Nhược Hàm lại chạy tới, cười ngượng ngùng. Vừa rồi đã quên, ba truyền lời nói, ba muốn gặp anh. Có chuyện muốn thương lượng với anh, bảo anh nhanh chóng đến Bắc Kinh một chuyến. Vừa nói xong, liền chạy đi nhanh như chớp, ánh mắt cuối cùng không rời khỏi màn hình máy tính. Lại nhìn Tào Thù Lê cũng đã bị mê muội, đã bỏ hắn lên 9 tầng mây rồi. Được, sức hấp dẫn của đô la Mỹ thật là lớn, Hạ Tưởng lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Ngô Tài Dương lúc này đề xuất gặp mặt hắn, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì? Khi đang suy nghĩ khó hiểu. Điện thoại vang lên, vừa nhìn là Lý Đinh Sơn gọi đến, Hạ Tưởng liền vội tiếp nghe điện thoại. Lý Đinh Sơn cũng không khách sáo, câu đầu tiên liền nói. Hạ Tưởng, tôi rời cương vị công tác tham gia lớp huấn luyện trung thanh niên. Ứng viên bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng đã định rồi, cậu có biết là ai không? Hạ Tưởng bất chợt không kịp phản ứng. Không biết. Vừa nói xong, liền đột nhiên ý thức được một vấn đề trọng đại. Chương 1071, khó khăn chồng chất khó khăn. Ha ha, Lý Đinh Sơn cười, cố ý làm Hạ Tưởng hứng thú. Vương Tiếu Mẫn và tôi đều giống nhau, tạm thời nghỉ công việc để hoàn thành việc học tập, ứng cử viên sáng giá cho vị trí bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, nếu không nằm ngoài dự kiến thì chính là Trần Khiết Văn. Trần Khiết Văn đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch đã hơn 2 năm, điều chuyển đến Đan Thành thật bình thường. Kinh tế Đan Thành tốt hơn nhiều so với Thiên Trạch, với kinh nghiệm của Trần Khiết Văn hoàn toàn có thể thăng tiến dễ dàng.
Trước đây việc điều chuyển ngang của Trần Khiết Văn bị tỉnh ủy từ chối, nhưng thực ra không phải vậy, với những gì bà đã làm cho thành phố Thiên Trạch, hơn nữa bà lại chủ động đề xuất điều chuyển, thông thường, bà sẽ được trực tiếp bố trí lên tỉnh làm việc. Nhưng ở tỉnh vẫn cố ý sắp xếp bà đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, điều đó chứng tỏ rằng Trần Khiết Văn quả thật có người đứng sau rất mạnh mẽ và cứng rắn. Trần Khiết Văn điều đến đâu, Hạ Tưởng cũng không muốn quan tâm, chỉ cần bà rời khỏi Thiên Trạch đã là phúc của Thiên Trạch rồi. Dù sao thành phố Đan Thành có kinh tế vững, bà tiếp nhận vị trí bí thư thành ủy ở đó sẽ đi theo đường cũ để giữ gìn chứ sẽ không có thay đổi gì mới. Lý Đình Sơn gợi mở, chủ yếu nói đến ứng cử viên cho vị trí bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng, sẽ là ai, trong đầu Hạ Tưởng lóe lên một ý tưởng, thốt ra. Trần Hải Phong, quả nhiên bị anh đoán được. Lý Đình Sơn cười ha hả. Trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng, cũng không hẳn là một lựa chọn tốt, nhưng chủ tịch Tống sắp xếp như vậy, chắc chắn là có dụng ý. Lý Đình Sơn nói đến cái tên Tống Chiêu Đô càng ngày càng ít đi, có thể thấy được cùng với việc địa vị chính trị được nâng cao, tình bạn học cũng được, tình đồng đội cũng tốt, tình bạn có tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, cũng bị những quy củ trốn quan trường thay đổi. Hiếm khi Lý Đình Sơn kiểm tra hắn, Hạ Tưởng suy nghĩ, bỗng nhiên như nhận thức ra điều gì. Chủ tịch tỉnh Tống có khả năng sẽ rời tỉnh Yến. Khả năng rất lớn. Lý Đình Sơn nói một câu đầy thâm ý. Chiêu Đô giấu chuyện này thật khéo, hôm qua trong lúc ăn cơm, anh ta dường như chỉ vô tình để lộ ra một câu như vậy, cũng không nói gì nhiều. Trung ương dường như không hài lòng lắm về bộ máy tỉnh Yến, phải điều chỉnh cho thích hợp một chút. Bộ máy tỉnh Yến đối với Trung ương đã từng có khi nào vừa lòng đâu. Bộ máy tỉnh Yến quá đoàn kết, Trung ương không yên tâm. Hơi chút không đoàn kết cũng lo lắng, chẳng phải làm khó bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh Yến sao. Cho dù là thế hệ sau, Hạ Tưởng cũng nắm rất rõ, sau Cao Thành Tùng, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh cũng điều động thường xuyên, không còn có một ai giống Cao Thành Tùng, làm quan ở tỉnh Yến đến hơn 10 năm. Lịch sử vẫn luôn có một quán tính rất lớn, thời điểm này ở thế hệ sau, là Trịnh Thịnh đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Yến, cũng chống lại tất cả các thế lực, cuối cùng thực hiện chỉnh hợp tài nguyên sắt thép, sau đó tự nhiên phóng khoáng quay người rời khỏi tỉnh Yến, đến đảm nhiệm nhân vật số 1 tại khu tự trị nội nguyên. Hiện tại những công việc Tống Chiêu Đô hoàn thành chính là sự nghiệp của Trịnh Thịnh ở đời sau, nhưng y chưa chắc có thể giống Trịnh Thịnh, xoay người có thể đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Người đứng sau lưng Trịnh Thịnh là Tổng Bí Thư, mà đứng sau Tống Chiêu Đô lại là Thủ tướng, theo Hạ Tưởng suy đoán, Thủ tướng ra tay, nhiều lúc quá nhẹ nhàng, không bằng sự mạnh mẽ mà trực diện của thế lực gia tộc, cũng không như Tổng Bí Thư, trong nhu có cương. Bởi vậy theo Hạ Tưởng phân tích, Tống Chiêu Đô rời khỏi tỉnh Yến, không phải điều chuyển ngang chức chủ tịch tỉnh, mà có khả năng về bộ đảm nhiệm chức bộ trưởng, quá độ một chút. Thực ra nếu nghĩ cẩn thận cũng có thể lý giải nguyên nhân vì sao Tống Chiêu Đô phải rời tỉnh Yến, chỉnh hợp tài nguyên sắt thép đã đắc tội không ít người, chỉ riêng tỉnh Yên đã có không ít thành phố tỏ thái độ bất mãn, sự ra đi của Tống Chiêu Đô, có thể hiểu được đó là cách trung ương hóa giải sự tức giận của các thành phố phía dưới, cũng khiến cho công việc Phạm Duệ Hằng triển khai thuận lợi. Tống Chiêu Đô có nhiều công lao, quầng sáng rất thịnh, có dấu hiệu che đi ánh hào quang của bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng. Là một việc tuyệt đối không được cho phép xuất hiện trong chính trị. Còn nữa, càng có thể hiểu là một đòn phản công của thế lực gia tộc đối với Tống Chiêu Đô. Hạ Tưởng có ấn tượng khá tốt với Trần Hải Phong, phải nói đúng hơn là có ấn tượng không tồi với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Hải Phong và trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hải Phong, hơn nữa cảm thấy với lý lịch hiện tại của Trần Hải Phong, lại đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng, hơi vòng vo một chút. Nhưng hắn cũng biết rõ. Một khi chủ tịch tỉnh Tống đã sắp xếp như vậy, chắc chắn có thâm ý sâu sắc, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Suy nghĩ sâu xa một chút, Hạ Tưởng liền cảm nhận được dụng ý của Trung ương, so với Tống Chiêu Đô, Phạm Duệ Hằng cũng bảo thủ hơn, nhưng cũng nghe lời hơn, dĩ nhiên hy vọng sẽ khiến Phạm Duệ Hằng tiếp tục triển khai cục diện tại tỉnh Yến. Phạm Duệ Hằng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đã hơn một năm, đó là nền tảng để ổn định, thời điểm bắt đầu bắt tay vào bồi dưỡng lực lượng đã đến. Tống Chiêu Đô rời tỉnh Yến có lợi cho Phạm Duệ Hằng điều chỉnh bộ máy lãnh đạo trên diện rộng. Bởi vậy lần này mượn vấn đề ứng cử viên tham gia lớp huấn luyện thanh niên trung ương, Phạm Duệ Hằng gióng trống khua chiêng làm ầm ĩ một hồi, bề ngoài coi như thua một ván, Tống Chiêu Đô vừa bảo vệ được y, lại khiến Lý Đình Sơn và Chu Duệ Nhạc tham gia lớp tập huấn thanh niên trung ương, nhưng thực ra không hẳn vậy,
Phạm Duệ Hằng cũng đạt được nhiều thứ, vừa nhân cơ hội hai bí thư thành ủy Lý Đinh Sơn và Vương Tiếu Mẫn tham dự lớp huấn luyện thanh niên trung ương, liền tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của 12 thành phố ở tỉnh Yên. Phạm Duệ Hằng cũng không đơn giản, trôi nổi nhiều ở chốn quan trường nên rất tinh anh, không ai so bì hơn kém với ai được, đều có tính toán của riêng mình, nhưng cuối cùng kết quả thế nào chỉ thời gian mới nói lên tất cả. Xem ra, không bao lâu sau, khi Tống Chiêu Độ rời đi, tỉnh Yên sẽ nghênh đón một cuộc cải tổ nhân sự lớn. Phạm Duệ Hằng không có quyền hạn điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt thành phố Yên nhưng có quyền điều chỉnh nhân vật số 1, số 2 ở 12 thành phố phía dưới. Tôi nghĩ chủ tịch tỉnh Tống trước khi đi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu, Tiểu Hạ, làm tốt nhé, đừng làm cho tôi và chủ tịch tỉnh Tống thất vọng. Xét theo cấp bậc, Lý Đinh Sơn cùng cấp bậc với Hạ Tưởng, những lời này, Lý Đinh Sơn nói với thân phận là tiền bối. Cú điện thoại của Lý Đinh Sơn khiến trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy như mất mát gì đó, thế cục của Thiên Trạch sau khi Trần Khiết Văn đi, Tống Chiêu Độ rời tỉnh Yên sẽ để lại một loạt di chứng về sau, điều này ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của hắn. Nếu nói không lo lắng thì là giả, người lớn nhất tại tỉnh Yên mà hắn dựa vào là Tống Chiêu Độ, dù sao cũng khiến hắn cảm thấy không hốt hoảng, trong lòng kiên định. Một khi Tống Chiêu Độ rời khỏi tỉnh Yên, mất đi sự che chở của chủ tịch tỉnh, con đường hắn đi sẽ thế nào đây? Bỗng nhiên lại nghĩ tới Tống Nhất Phàm sắp đến Thiên Trạch, còn có Ngô Tài Dương có chuyện muốn tìm hắn, Thiên Trạch sau thời kỳ Trần Khiết Văn và tỉnh Yên sau thời kỳ Tống Chiêu Độ. Đoán chừng sẽ còn có một làn sóng gây bất ổn không lớn không nhỏ sẽ đến. Vấn đề còn ở chỗ, nếu hắn không thể tiếp nhận chức phụ bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch, tỉnh ủy sẽ phái ai tới thay cho Trần Khiết Văn? Sau khi tình hình ở Thiên Trạch vừa ổn định, nếu lại có một bí thư thành ủy dũng mãnh hiếu chiến đến, so với Trần Khiết Văn còn lợi hại hơn nhiều, thì việc thi hành biện pháp chính trị liệu có lại bị đi xuống? Khó khăn, thật là khó khăn chồng chất khó khăn. Những chuyện nên đến cũng sẽ phải đến, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ ngập, Hạ Tưởng quyết định không suy nghĩ nữa, hắn cũng không phải là hạng người chuyên đi sâu xé, lại càng không phải loại cỏ không có bất cứ nền tảng nào, tuy rằng hắn từng là gốc cỏ, nhưng nay đã khác, gốc cỏ đó nay đã trưởng thành, đã thành một gốc cây nhỏ rồi. Nhưng, cây đại thụ cao lớn trong tâm trí của hắn, còn một khoảng cách rất dài. Ánh mắt lại nhìn đến mấy cô gái đẹp bên mình, hắn lại mỉm cười an ủi. Chỉ sợ trong nước không có ai có được một những đội ngũ kinh tế lớp dưới toàn những người đẹp như hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng thực lực Liên Nhược Hạm, càng tin tưởng vào con mắt của Lý Thấm, hơn hết là tin tưởng sự phán đoán của bản thân. Sau khi hoàn thành kế hoạch kinh tế lớn này, không cần 100 lần lợi nhuận, chỉ cần 10 lần, đến lúc đó mấy chục tỷ đô la Mỹ đủ để hắn dựng một tòa núi cao hùng vĩ sau lưng mình. Cho dù đến lúc đó hắn không thành công ở lĩnh vực chính trị, nhưng có kinh tế vững vàng hắn cũng sẽ không bại. Trung quy mới là cấp sở, muốn tự chủ nắm giữ vận mệnh của mình ít nhất phải là phó tỉnh trở lên mới có quyền lên tiếng. Hiện tại tiền đồ hắn vẫn đang trong tay tỉnh ủy, chính xác mà nói là trong tay Phạm Duệ Hằng, cũng may mối quan hệ giữa hắn và Phạm Duệ Hằng cũng không có gì bất ổn. Chương 1072, Thu Quyền. Hơn nữa với bối cảnh phức tạp của hắn, trước đây Phạm Duệ Hằng và hắn nếu không có mâu thuẫn gì lớn, y cũng không dễ dàng động đến hắn. Nhưng lúc này thế cục hỗn loạn khiến Hạ Tưởng cũng phải lo xa, khiến lần đầu tiên hắn phải có sự chuẩn bị để tự bảo vệ mình, không phải tự bảo vệ bình thường, mà tin tưởng có thể đứng ở thế bất bại tự bảo vệ mình. Nói đi phải nói lại, khủng hoảng tài chính Mỹ kéo dài hơn một năm, cho dù Liên Nhược Hạm làm được việc, cũng phải hơn một năm sau, thậm chí để xây dựng một đế chế kinh doanh thật sự, cũng cần 2-3 năm mới có thể. Trong vòng 2-3 năm, hắn vẫn phải cố gắng tìm kiếm con đường cân bằng và sinh tồn, phải tự bảo vệ mình và từng bước thăng tiến trong chốn quan trường đầy hiểm ác và nguy hiểm này. Trong chốc lát, Hạ Tưởng hạ quyết tâm, trước khi thế cục tại tỉnh Yên đại biến, phải gặp mặt Ngô Tài Dương càng sớm càng tốt. Lúc này Ngô Tài Dương đề nghị gặp hắn, chắc hẳn có nội tình. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng buồn bực, chính là Tào Thù Lê cũng bị Liên Nhược Hạm lôi kéo đến mê muội, cứ muốn vào ở trong Hoa Hải Nguyên, khiến Hạ Tưởng phải tự về. Bất đắc dĩ Hạ Tưởng trở về một mình, may mắn Hạ Đông được gửi trong nhà trẻ toàn thời gian, buổi tối không cần đón về, nhà đầu Lê mới có thời gian cân nhắc đến hắn. Hiện tại tốt lắm, không cần cân nhắc hắn, chỉ một cuộc khủng hoảng tài chính cũng đủ Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cân nhắc 2-3 năm, đàn bà có chuyện làm, đàn ông an toàn hơn. Hôm nay Hạ Tưởng đột nhiên nghĩ, buổi tối sẽ đến với Vệ Tân,
không ngờ chưa kịp gọi điện cho vệ tân đã có một số điện thoại lạ gọi đến cho hắn. Người biết đến số di động của Hạ Tưởng không nhiều, hắn cũng biết nếu buổi tối mà có điện gọi tới chắc chắn không phải là người ngoài, liền nghe máy. Quả nhiên, tiếng nói bên kia đầu dây nghe vừa quen vừa lạ. Thị trưởng Hạ, chào anh, tôi là Trần Mạt, hiện đang ở thành phố Thiên Trạch. Hoa Nhài Vàng, Hạ Tưởng hơi thất thần một chút, ngây người sửng sốt mới nhớ lần trước Phó Tiên Tiên nói Hoa Nhài Vàng, bạc về nước, gần đây tình hình có nhiều lộn xộn khiến hắn quên mất. Cô ở đâu, tôi đến đón cô. Hoa Nhài Vàng, bạc là hai chị em đáng thương, nếu tìm sự giúp đỡ của hắn, hắn sẽ giúp đến cùng. Tôi ở nhà ga, hành lý của hai chị em tôi vừa mới bị người ta giật mất rồi, anh mau tới giúp chúng tôi đi. Hoa Nhài Vàng nói dồn dập và khóc nức nở. Như thế nào, Hạ Tưởng như muốn phát hỏa, nói. Cô chờ nhé, tôi sẽ đến ngay. Đầu tiên thông báo cho Bành Vân Phong và Tiêu Ngũ, sau đó Hạ Tưởng tự mình lái xe đến nhà ga, trong lòng vừa tức giận vừa suy nghĩ, Hoa Nhài Vàng bạc càng lớn càng xinh đẹp là không sai, nhưng hai chị em Hoa đi cùng nhau đúng là sai lầm rồi, hai người đều là hai tuyệt sắc mỹ nữ, chắc chắn sẽ gặp phải những kẻ háo sắc. Sự lộn xộn của nhà ga thành phố Thiên Trạch đã tồn tại từ lâu, sau khi nhận chức, Hạ Tưởng vẫn đang tập trung vào sự phát triển kinh tế nên chưa chú trọng nhiều đến vấn đề an ninh. Hôm nay nhân việc của Hoa Nhài Vàng bạc, lại thêm bước tiếp theo sẽ dồn tinh lực cho phát triển kinh tế, đấu tranh chính trị hẳn phải dẹp sang một bên đã, hắn liền quyết định nhân cơ hội này thực hiện một cuộc nghiêm trị trên toàn thành phố. Trước kia không phải không nghĩ đến việc nghiêm trị, mà là Bùi Nhất Phong không đồng tình, Trần Khiết Văn không gật đầu. Lời của hắn không có giá trị gì cả, hiện tại tốt lắm, đây là cơ hội để hắn thực hiện việc nói lời giữ lời ở thành phố Thiên Trạch. Tới nhà ga, Hạ Tưởng không đỗ xe trong bãi, tùy tiện dừng xe ở một điểm rồi vội vàng đi tới. Ở một góc nhà ga, có 3-5 kẻ lưu manh đang vây quanh Hoa Nhài Vàng, bạc, trong đó một người như đang muốn động tay động chân, Hạ Tưởng xông lên, một tay kéo y sang một bên. Cũng may, bây giờ hắn còn e dè vì thân phận mình là thị trưởng. Nếu như trước kia hắn sẽ đánh cho tơi bời rồi. Đối phương có cái đầu được nhuộm vàng, lỗ tai đeo khuyên, vừa nhìn qua đã thấy y là người không đứng đắn. Vòng tai y bị Hạ Tưởng lôi đi, suýt chút nữa ngã sấp xuống, y nổi giận, lại thấy Hạ Tưởng chỉ có một mình, liền ỷ thế đông người, không hỏi một tiếng, liền xông lên đánh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn đang định dọa đối phương, không ngờ đối phương là kẻ lỗ mãng như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Lúc thị trưởng không ở cơ quan, cũng chỉ là một người bình thường. Huống hồ hắn mới 31 tuổi, vẫn tràn đầy sức trẻ, chủ yếu hắn mới chỉ nhìn thoáng qua, đã thấy hành lý vương vãi trên khắp mặt đất, còn có tóc tai Hoa Nhài bạc bù xù, tay áo bị xé tơi tả, dễ nhận thấy vừa rồi diễn ra một cuộc xé đánh. Hạ Tưởng hận nhất là loại đàn ông ra tay với đàn bà con gái, đặc biệt là những kẻ lưu manh ra tay với phụ nữ. Thôi được, hôm nay sẽ phá lệ. Ở Thiên Trạch hắn đã quá kiên nhẫn rồi, sự lưu manh của Trần Khiết Văn còn chưa tính, đọ sức trên lĩnh vực chính trị chính là ngấm ngầm hại người và đâm sau lưng. Bây giờ ngay cả một tên lưu manh cũng dám động thủ, thật đúng ở thành phố Thiên Trạch hắn bất tài thật sao? Hạ Tưởng nổi giận, nhấc chân hướng về tên lưu manh vừa rồi đá cho y một cước. Răng rắc, âm thanh của xương gãy vang lên, một cước, chỉ một cước đã khiến y gãy xương. Y đau đớn bò trên mặt đất. Chỉ kêu gào được mấy câu. Mấy người còn lại thấy vậy, chàng trai được lắm, ra tay rất độc ác, liền kêu một tiếng, xung quanh vây đến mười mấy người tay cầm côn, bao quanh Hạ Tưởng và Hoa Nhài Vàng, bạc. Kẻ cầm đầu là một tên đầu trọc, tay trái cầm côn, tay phải đặt trong túi quần, hình dạng giống khẩu súng lục, vẻ mặt u ám, y cười nói. Anh bạn, vì hai cô gái mà cậu đánh thương người của tôi, cậu có biết tôi là ai không? Nếu cậu biết tôi là ai sẽ hối hận vì những gì mình vừa làm. Hạ Tưởng lạnh lùng cười. Anh biết tôi là ai? Nếu anh mà biết cũng sẽ hối hận vì đã gặp mặt tôi. Tiểu tử được đấy, khẩu khí không nhỏ. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, tên đầu chọc không nhìn rõ lắm diện mạo của Hạ Tưởng. Cho dù có nhìn rõ, phỏng chừng y cũng không tin người đứng trước mình là thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng trên TV và Hạ Tưởng ngoài đời cũng khác nhau nhiều. Hắn rút tay trong túi quần ra. Quả nhiên là khẩu súng lục. Thế nào, muốn ăn đạn phải không? Trong lòng Hạ Tưởng nổi cơn thịnh nộ, ở địa bàn mình cai quản không ngờ có người dám dùng súng dọa hắn. Giai đoạn đấu tranh gay cấn nhất với Nga Ni Trần ở thành phố Lang, Nga Ni Trần cũng không dám lộ súng,
ở trong nước, súng là hàng cấm, không thể tùy tiện sử dụng. Những tưởng rằng Thiên Trạch bảo thủ và lạc hậu, không nghĩ tới nhà ga này, dấu ô nạp cấu, còn có người có súng, xem ra lần này không nghiêm trị không được. Tên đầu chọc đưa súng ra, hoa nhài vàng, bạc quá sợ hãi hét lên một tiếng, chạy trốn sau lưng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười. Không biết quý danh của các vị là gì? Tên đầu chọc nghĩ Hạ Tưởng đang sợ, y cười ha hả. Tôi họ Lý, đứng hàng thứ lão tam, bạn bè giang hồ gọi ta là đầu chọc Lý Tam. Tôi nghĩ cậu không phải là người Thiên Trạch nhỉ, không biết nhà ga này thuộc đất của tôi hay sao? Ở Thiên Trạch, anh Lý có thế lực đứng sau, đi đến đâu cũng không ai dám ngăn cả. Những người đằng sau liền cười ồn ào. Tên đầu chọc tiếp tục. Vừa rồi cậu đánh anh em của tôi, như thế này đi, tôi thấy cậu cũng hiểu biết, tha cho cậu một lần, hai cô bé kia ở lại, cậu bồi thường 100.000 chữa bệnh, không có tiền, đánh gãy hai chân cũng được. Đám lâu la xung quanh lại cười vang. Hai chị em họ Hoa, lại nhỏ ra non thịt, tuyệt đối chơi tốt. Con mẹ nó, tươi ngon mọng nước như thế, lần đầu tiên bố mày gặp được người con gái xinh đẹp như vậy. Có thể được ngủ với nó một lần sẽ không uổng phí cả đời. Nếu một lần ngủ với cả hai, mẹ nó, chết cũng đáng. Đám người càng nói càng khó nghe, hoa nhài vàng, bạc sợ hãi nắm chặt cánh tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng càng lúc càng giận, vùng khỉ ho cỏ gáy Thiên Trạch này, kinh tế đã không phát triển được, lại còn sinh ra một đám rác rưởi. Sự kiêu ngạo của đối phương càng khiến Hạ Tưởng quyết tâm phải làm cho Thiên Trạch đồng thời với việc phát triển mạnh về kinh tế, phải chỉnh đốn tình hình an ninh thật nghiêm. Lúc này Tiêu Ngũ chạy đến, đem theo 4-5 người. Tiêu Ngũ rất thông minh, nhìn ra tình hình, anh giả bộ là người tò mò, từ từ tiếp cận đến, thừa dịp tên chọc đầu không để ý liền tấn công y, đoạt lấy súng lục. Súng lục là vũ khí nguy hiểm, thiết côn không thể so được. Nếu chẳng may xảy tay làm Hạ Tưởng bị thương chẳng phải là chuyện lớn sao, hơn nữa đối phương vô cùng hung hăng, không thể không đề phòng. Tên đầu chọc không đề phòng có người âm thầm ra tay, y giận dữ, xoay sang đánh Tiêu Ngũ. Trong lúc ẩu đả bóng, đoang, một tiếng, âm thanh của tiếng súng. Tiếng súng vang, đám người yên lặng, sau đó lại rối lên, súng nổ, bắn trúng ai? Ai trúng đạn rồi, đám người trở nên hỗn loạn. Bành Vân Phong chạy tới. Bùi Nhất Phong cũng chạy tới, có vô số cảnh sát đang đến. Cảnh sát nhanh chóng vây quanh hiện trường, tên đầu chọc và đồng bọn của y không có đường trốn thoát. Bùi Nhất Phong chạy tới trước mặt Hạ Tưởng, sợ tới mức thiếu chút nữa không đứng vững, máu tươi, chiếc áo Hạ Tưởng nhuốm một màu đỏ tươi. Thị trưởng Hạ trúng đạn rồi sao? Bùi Nhất Phong thiếu chút nữa hồn bay phách lạc, nếu đúng thị trưởng Hạ bị trúng đạn, y không phải giải thích gì nữa, sẽ phải trực tiếp đến tỉnh ủy tự nhận lỗi từ chức. Nhìn kỹ lại thở phào nhẹ nhõm, không phải Hạ Tưởng bị thương mà là cô gái bên cạnh hắn bị thương, chỉ bị thương trên cánh tay, may mắn chỉ bị thương phần mềm. Lại nhìn thị trưởng Hạ, sắc mặt xanh mét, cực kỳ khó coi. Bùi Nhất Phong bị ánh mắt sắc bén của Hạ Tưởng làm cho kinh hãi, y vẫn nghĩ đến một thị trưởng Hạ dù trong lòng có nghĩ thế nào thì bên ngoài vẫn mềm mỏng, không ngờ, khi tức giận rồi, thị trưởng Hạ cũng giống hổ, đều có thể dọa người. Trước kia cũng nghe qua thị trưởng Hạ rất tàn nhẫn, nhưng Bùi Nhất Phong chưa tận mắt chứng kiến, hôm nay, y xem như đã lĩnh hội được một mặt vô ít nét hát ác nghiệt của Hạ Tưởng. Bao vây bọn chúng, không để một ai chạy thoát, ai để người nào chạy lập tức bị sa thải ngay. Hạ Tưởng phát lệnh, ra lệnh nghiêm ngặt đối với Bùi Nhất Phong, lại hướng Tiêu Ngũ nói. Động thủ, cảnh sát đưa tên đầu chọc và mười mấy tên đồng bọn của y đến giữa sân, Tiêu Ngũ và 4-5 người trước mặt mấy chục cảnh sát bắt đầu đánh đập bọn chúng. Đánh gãy tay gãy chân, đánh cho tàn phá khiến bọn chúng đau đớn kêu cha kêu mẹ, quỳ xuống xin tha thứ. Quỳ xuống xin tha thứ cũng không được, không thể buông tha, mỗi người đều phải lưu lại một kỷ niệm, để chúng khắc cốt ghi tâm việc này. Trong lòng Bùi Nhất Phong cảm thấy chua xót, hành động lần này của thị trưởng Hạ bên ngoài như đang báo thù, nhưng thực chất lại nhằm mục đích xung cây dọa khỉ, bởi vì thị trưởng Hạ là người thông minh. Hắn biết rõ đám đầu chọc có thể làm càn là vì có cấu kết với cảnh sát. Thị trưởng Hạ đánh đám người đầu chọc thực tế là cảnh cáo trực tiếp đối với đội ngũ chính trị và những cảnh sát có cấu kết với chính trị. Tình hình trước mắt ở Thiên Trạch là bí thư sắp rời chức, thị trưởng Hạ có tiếp nhận chức phụ bí thư hay không cũng chưa biết, nhưng hiện tại thị trưởng Hạ mượn cơ hội sinh sự, mục đích là phát huy tác dụng của mình, phải có toàn quyền điều hành Thiên Trạch, Bùi Nhất Phong phải phục tùng hắn.
Nếu Bùi Nhất Phong có ý kiến phản đối gì, không chừng sẽ bị thị trưởng Hạ truy cứu trách nhiệm, điều tra xem Bùi Nhất Phong có liên quan gì đến đám đầu trọc hay không. Thị trưởng Hạ ra tay đúng là khiến người ta nói không nên lời, khiến người ta phải đau đớn ra quyết định, nếu không tự gánh hậu quả nặng nề. Quả thật Bùi Nhất Phong có liên quan đến đám đầu trọc, cũng nhận không ít lợi lộc từ bọn chúng, ngay cả súng của chúng cũng do cảnh sát giúp mà có. Hiện tại y thấy hối hận, đụng đến Hạ Tưởng, hoặc là một lòng một dạ theo thị trưởng Hạ, hoặc là bị thị trưởng Hạ chèn ép thẩm tệ. Bùi Nhất Phong biết, thị trưởng Hạ ngoài là đánh đám đầu trọc, nhưng trên thực tế là đánh vào mặt y, còn đánh trước mặt rất nhiều người. Y cảm giác mặt mình nóng lên, thầm nghĩ một lát, liền hạ quyết tâm, biểu lộ lập trường của mình với thị trưởng Hạ. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ cho triển khai chấn chỉnh trị an trong toàn thành phố, cam đoan trong vòng nửa tháng, sẽ dẹp hết xã hội đen. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi nguyện nhận mọi hình thức xử lý của thị trưởng Hạ. Chỉ để thị trưởng Hạ không đề cập lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, Bùi Nhất Phong biểu thị lòng trung thành của mình với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gật đầu, không nói gì. Hắn cần chính là Bùi Nhất Phong phục tùng như vậy, một việc nhỏ cũng có thể biến thành một sự kiện chính trị lớn. Thiên Trạch bây giờ, rất cần một lòng đoàn kết, thì tương lai kinh tế Thiên Trạch mới có thể đi lên, chiếm một vị trí nhỏ trong tỉnh được. Bùi Nhất Phong tỏ thái độ như vậy, hắn cũng thấy vừa lòng. Mấy chục cảnh sát đừng thấy bình thường tác oai tác quái đã thấy mình rất giỏi, nhưng nhìn mấy người Tiêu Ngũ đánh người mới biết sợ hãi, thậm chí có người kinh hãi đến mức nôn mửa. Từ nay về sau, tất cả cảnh sát Thiên Trạch sẽ sợ thị trưởng Hạ như hổ. Chuyện xảy ra khiến cảnh sát thành phố Thiên Trạch cảm nhận Hạ Tưởng vừa lạnh lùng, vừa cứng rắn lại cao thượng, khiến sau này trong quá trình làm việc Hạ Tưởng muốn điều động lực lượng cảnh sát cũng dễ dàng hơn, cũng đặt hắn ở địa vị đệ nhất Thiên Trạch. Sắp xếp cho Hoa Nhài Vàng, Bạc ở lại khu văn hóa du lịch, Hạ Tưởng cũng không nhiều lời với họ nữa, bảo Nghiêm Tiểu thì chú ý chăm sóc các cô, sau đó liền trở về nhà. Ngày hôm sau đang định đến hỏi thăm Hoa Nhài Vàng, Bạc thì thấy tỉnh ủy truyền đến tin tức liên quan đến việc thay đổi nhân sự Thiên Trạch. Nghe đồn rằng, có khả năng chính phó thị trưởng thường trực thành phố Yến Khâu Tự Phong sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy Thiên Trạch, Hạ Tưởng vẫn đảm nhiệm vị trí thị trưởng. Tin đồn cũng không phải không có căn cứ, Hạ Tưởng nghe xong cũng không nói gì. Cũng không phải hắn không muốn được ngồi vào chức bí thư, nhưng sắp xếp Khâu Tự Phong đảm nhiệm chức phụ bí thư, đó là một bí ẩn lớn, Khâu Tự Phong là một đại diện tiêu biểu cho thế lực gia tộc. Tuy nhiên đối với việc hợp tác một lần nữa với Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng thật ra không lo lắng lắm. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, sự tình còn rất nhiều biến số, hiện tại mới chỉ là tin đồn, cho đến khi có quyết định chính thức. Vẫn còn một thời gian nữa, không chừng phải ít nhất 1-2 tháng nữa. Lúc này hắn không thể không quan tâm chuyện của Hoa Nhài Vàng, Bạc. Hai chị em hồng nhan bạc mệnh, lại quá xinh đẹp, ra ngoài dễ gặp chuyện. Phụ nữ quá xinh đẹp cũng không tốt, càng không nói đến hai cô lại giống nhau như đúc, càng dễ khơi dậy thú tính đàn ông. Sau khi cân nhắc Hạ Tưởng quyết định để Hao Nhài Vàng đến chỗ đồng y phó thị, ở cùng với phó tiên tiên, để Hoa Nhài Bạc ở lại khu văn hóa du lịch. Để Nghiêm Tiểu thì chăm sóc cô. Tách hai người ra cũng để đảm bảo an toàn cho hai cô. Ý tưởng của Hạ Tưởng được Nghiêm Tiểu thì và Phó Tiên Tiên đồng ý, hắn không ra mặt nữa mà giao luôn cho Nghiêm Tiểu thì và Phó Tiên Tiên sắp xếp chuyện Hoa Nhài Vàng Bạc, hắn có chuyện vội đi để gặp Ngô Tài Dương. Còn Bùi Nhất Phong tiến hành ra quân chấn chỉnh lại an ninh trật tự trong phạm vi toàn thành phố, Bùi Nhất Phong xin chỉ thị của Trần Khiết Văn cũng không nói gì liền phê chuẩn luôn. Hiện tại cơ bản Trần Khiết Văn không hề quan tâm đến sự vụ của Thiên Trạch, cũng có nghĩa là để Hạ Tưởng định đoạt mọi chuyện. Sau khi đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch được thông xe, thì việc từ Thiên Trạch đến thủ đô thuận tiện hơn nhiều, hơn một tiếng sau đã đến thủ đô. Sau khi đến nơi, Hạ Tưởng cũng không đến gặp Ngô Tài Dương ngay, mà đến họ nhà Ngô để thăm hỏi bệnh tình của ông cụ trước. Đối với ông cụ, trước sau Hạ Tưởng đều kính trọng và yêu mến vô cùng. Hiện tại ông cụ ở biệt thự mà Liên Nhược Hạm đã ở trước đây, cũng không biết sao ông cụ lại thích phong cách của biệt thự Liên Nhược Hạm đến vậy, sau một lần đến không muốn ở chỗ khác nữa, liền muốn ở luôn. Hạ Tưởng cũng không thông báo trước cho ông cụ, muốn khiến cho ông cụ ngạc nhiên, hắn lẳng lặng đi đến biệt thự, dừng xe, liền đi vào phía trong. Người bảo vệ nhận ra Hạ Tưởng, đang định nói chuyện với hắn nhưng Hạ Tưởng cười ra động tác cho anh bảo vệ hiểu là đừng lên tiếng gì cả. Đến phòng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng mở cửa, ông cụ đang ngồi trong phòng viết chữ. Hạ Tưởng bước chân thật nhẹ,
lặng lẽ đến phía sau ông cụ nhìn thấy mấy chữ ông cụ đang viết dở, núi không ngại cao, biển không ngại sâu. Chu Công phun bộ, thiên hạ quy tâm. Đúng là đoàn ca hành của Tào Tháo. Mấy chữ thiên hạ quy tâm, ẩn chứa nỗi lòng của ông cụ. Nếu muốn thiên hạ quy tâm, trước tiên phải có hiền sĩ đức hạnh của Chu Công phun bộ. Hạ Tưởng cười ha hả. Ông cụ, chữ hay lắm, mạnh mẽ rắn giỏi, uy vũ không tầm thường. Ông cụ quay đầu lại cười ha hả, dường như không ngạc nhiên khi thấy Hạ Tưởng đứng sau mình, gật gật đầu. Cổ nhân chi đức, hiện tại người không thể học cũng cố dồn sức học được, thời đại khác rồi, đạo lý dùng người cũng khác rồi, không thể vơ đũa cả nắm. Bất chợt dừng lại. Tiểu Hạ, cháu cũng biết thư pháp sao? Cháu không hiểu, cũng không viết được nhưng lại thích bình linh tinh, nhưng lại nói đúng không được mấy ý, giống như hầu hết các vị tiến sĩ chuyên gia bây giờ vậy. Hạ Tưởng thấy tâm tình ông cụ không tệ, không thấy biểu hiện của người có bệnh, liền trêu chọc vài câu. Ha ha! Ông cụ cười lớn. Đừng trách lầm mấy vị chuyên gia tiến sĩ, có cái gì bọn họ không hiểu. Cái gì họ cũng hiểu bởi vì cái gì họ cũng hiểu, người khác bảo họ nói cái gì thì họ nói cái đó, mới có thể tin được, mới chỉ dẫn dân chúng đúng đắn, có phải hay không? Cái gọi là chính xác dẫn đường, đương nhiên là đứng ở góc độ của tầng lớp trên mà xem xét. Là vì phục vụ cho giai cấp thống trị, giống như việc khống chế hình thái ý thức vậy, cổ đại cũng tốt, hiện đại cũng tốt, không có gì khác biệt nhiều lắm, làn cho trí tuệ của ta và cổ nhân, cũng không khác nhau nhiều lắm. Người xưa dựa vào việc trung thành với hoàng thượng để đoán định lòng người, hiện tại dựa vào chế độ điều lệ để hình thành đoàn thể đoàn kết. Hạ Tưởng quan tâm hỏi về sức khỏe ông cụ xua tay nói. Được rồi, khỏe rồi, chỉ là cảm cúm bình thường thôi. Không có gì đáng để náo loạn cả lên. Lo cho cậu ấy, tôi nghe nói gần đây Thiên Trạch có nhiều thay đổi. Chương 1073, hai lần gặp mặt quan trọng. Ông cụ chủ động nhắc đến Thiên Trạch, Hạ Tưởng cũng nói qua một lượt tình hình Thiên Trạch, còn nói dự định tiếp theo của hắn. Ông cụ nghe xong chỉ gật đầu không nói gì. Trong phòng khách có gió lùa, bên ngoài lá cây xào xạc, ở chốn thủ đô tấc đắc tấc vàng này khó có nơi nào yên ắng như vậy. Hạ Tưởng hiểu vì sao ông cụ thích ở lại đây, bởi vì xung quanh thoáng đãng, gió thổi tự nhiên, không cần dùng điều hòa vẫn mát mẻ. Là người đều mong muốn gần gũi với thiên nhiên, sống ở thành thị một thời gian dài, cảm giác thật bị cô lập. Uống một ngụm trà, ông cụ lại tiếp tục câu chuyện. Tài Dương muốn gặp cháu à? Vâng, buổi chiều cháu đi gặp trưởng ban Ngô. Trần Khiết Văn chịu rời Thiên Trạch, cháu có nghĩ gì không? Hết thảy tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, nói thẳng đi, có phải muốn làm nhân vật số 1 hay không? Không nghĩ là một thị trưởng số 1, chỉ là một thị trưởng tốt được rồi. Hạ Tưởng mỉm cười. Tuy nhiên hiện tại kinh nghiệm của cháu chưa có nhiều nên vẫn hy vọng đảm nhiệm vị trí thị trưởng mấy năm nữa. Nhưng thật ra đã có tin đồn là có khả năng Khâu Tự Phong sẽ đảm nhiệm vị trí bí thư ở Thiên Trạch. Ông cụ Ngô lại không nói gì. Nheo mắt lại, dường như đang suy nghĩ chuyện, hay là đang nhắm mắt lại thư giãn, một lúc sau mới mở mắt nói. Tiểu Hạ, suy nghĩ của cháu, sự kiên định của cháu là chuyện tốt. Chỉ nói một câu như vậy, sau đó ông cụ chuyển sang đề tài khác, không đề cập đến chính trị nữa. Trong lòng Hạ Tưởng dầu dĩ, không rõ ông cụ Ngô có ý gì. Kỳ thật người trong quan trường, nếu nói không tranh giành ngôi vị cao thấp là lừa mình dối người. Tư tưởng địa vị trong chốn quan trường vẫn trói buộc mỗi người, không thoát ra được. Không phải thị trưởng nào cũng có thể làm bí thư được, nhưng thị trưởng nào cũng muốn làm bí thư. Đặc biệt khi cơ hội ở ngay trước mắt, không ai cho rằng mình chưa đủ kinh nghiệm, cho rằng mình chưa đủ năng lực, ai cũng có thể cho rằng mình có thể đảm nhiệm được trọng trách của một bí thư. Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ, cũng may, cái hắn theo đuổi không đơn thuần chỉ là việc thăng chức. Mà cho rằng phải có được quyền lực lớn hơn để gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình, cho nên đối với vị trí bí thư, hắn cũng có chút hy vọng. Tuy nhiên chỉ là hy vọng một chút mà thôi, cũng không kỳ vọng nhiều, nếu không hắn vẫn có thể thúc đẩy một chút, nỗ lực tranh giành một chút. Hắn cũng tự biết mình mới ở vị trí thị trưởng trong thời gian ngắn, lên chức quá nhanh cũng không ổn, cũng không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Chỉ có điều trong lòng không rõ ông cụ Ngô có dụng ý gì. Vấn đề Thiên Cương lần trước, ông cụ cũng không có một chút trách cứ hắn, hắn cảm thấy bất an. Đến trưa Hạ Tưởng cùng ăn cơm với ông cụ, sau khi ăn cơm, Hạ Tưởng cùng ông cụ đi dạo bộ một lúc. Sau đó ông cụ nghỉ trưa như thường lệ,
liền bảo Hạ Tưởng cũng tìm cho mình một căn phòng để nghỉ ngơi. Liên Hạ cũng đã lớn rồi, nếu nó có thêm một người em trai hay em gái, nó cũng không đến nỗi cảm thấy cô đơn. Ông cụ lại lo lắng nhắc lại chuyện này, sau đó vỗ vai Hạ Tưởng nói thêm. Thiên Trạch là nơi tốt, cố gắng nắm lấy cơ hội. Một trước một sau tư tưởng thay đổi quá nhanh chóng, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nhìn theo dáng ông cụ, sau đó một mình ngồi trên ghế suy nghĩ chuyện. Hôm nay gặp ông cụ không thể nói không thu hoạch được gì, chỉ có điều kết quả thu được rất ít. Ông cụ cũng nói đến không ít chuyện, nhưng lại gần như không nói gì, càng không nói đến tình hình sau này của Tỉnh Yến, còn tình hình Thiên Trạch cũng không có bất kỳ thái độ gì. Ở trong mắt Hạ Tưởng, ông cụ chính là lúc xa lúc gần, ông đối tốt với anh sẽ cảm thấy khoảng cách gần trong gang tấc. Ông lãnh đạm với anh lập tức có cảm giác gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ông cụ vốn chính là một nhân vật trong câu đố, khiến người ta xa xa gần gần chẳng phân biệt được gì cả. Buổi chiều hắn gặp Ngô Tài Dương ở Thiên Ngoại Thiên, lúc đó là 4 giờ chiều. Đúng là Bắc Kinh náo nhiệt, nóng bức, trên đường từng đoàn xe bị kẹt dài, tiếng còi ầm ĩ. Nhìn lại toàn bộ, thành thị giống như một cái chảo nóng nấu chảy toàn bộ xe cộ. Thiên Ngoại Thiên là một quán trà, cách xa Ban Tuyên giáo Trung ương và biệt thự của ông cụ. Trời mới biết được vì sao Ngô Tài Dương lại lựa chọn Thiên Ngoại Thiên. Có một số việc chỉ có thể làm theo chứ không thể hỏi nhiều, trưởng ban Ngô muốn hắn đi máy bay lên trời để đến nói chuyện, hắn cũng làm trái được sao. Cũng may, sau khi Hạ Tưởng đến nơi, Ngô Tài Dương còn chưa đến, sau khi chờ ở đại sảnh 10 phút thì mới thấy Ngô Tài Dương lững thững đến. Ngô Tài Dương mặc một chiếc áo màu cho, cách ăn mặc của người trốn quan trường đã hình thành thì khó thay đổi màu sắc. Chưa từng có văn kiện nào quy định về quần áo của cán bộ, nhưng dường như từ Nam đến Bắc đều ngầm định là màu xám, màu đen và màu trắng là chủ đạo. Tinh thần Ngô Tài Dương có vẻ khá ổn, vẻ mặt ôn hòa tươi cười, chủ động bắt tay Hạ Tưởng nói. Lên lầu nói chuyện. Lên đến lầu, sau khi ngồi xuống liền thưởng thức trà. Gian phòng không lớn, tuy nhiên nhiệt độ rất mát mẻ, không cảm thấy có điều hòa mà là sự mát mẻ của tự nhiên. Trong phòng còn đốt hương, mùi thơm ngát. Hơn nữa lại còn có âm nhạc du dương khiến khách có cảm giác thật dễ chịu. Ngô Tài Dương quả thật là người biết chọn địa điểm, chẳng trách xa như vậy mà vẫn phải đến Thiên Ngoại Thiên bằng được. Hôm nay dường như tâm tình Ngô Tài Dương không tệ, trên mặt cười rất thoải mái, ánh mắt cũng sáng, Hạ Tưởng không khỏi kinh ngạc, gặp chuyện vui mà tinh thần lạc quan hay Ngô Tài Dương có chuyện tốt sắp. Hiện tại Ngô Tài Dương là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư Văn phòng Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Nếu anh ta có chuyện tốt sắp đến, nếu có thể thăng chức một bước nhỏ, cũng đã giỏi lắm rồi. Ngô Tài Dương hỏi vài câu về tình hình gần đây của Liên Nhược Hạm. Mối quan hệ của anh ta và Liên Nhược Hạm không tốt lắm, Liên Nhược Hạm chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh ta cũng không xuống nước để gọi điện cho Liên Nhược Hạm, nhưng hiện tại tuổi càng lớn, càng bận tâm đến chuyện con cái nhiều hơn, liền chủ động hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói chi tiết về tình hình của Liên Nhược Hạm, dĩ nhiên. Không đề cập đến việc hiện tại Liên Nhược Hạm đang chăm chú cho kế hoạch tài chính lâu dài. Ngô Tài Dương nghe được mọi việc của Liên Nhược Hạm đều tốt liền gật gật đầu, chuyển sang đề tài khác, nói đến tình hình của Tỉnh Yến. Tống Chiêu Độ có khả năng rời Tỉnh Yến, cậu có ý kiến gì không? Sự điều động giữa các cấp lãnh đạo, Hạ Tưởng nếu có suy nghĩ gì cũng tốt nhất là không nên nói, liền lắc đầu phủ nhận. Nhưng đối với việc Ngô Tài Dương vừa vào đề liền trực tiếp nói thẳng đến vấn đề của Tống Chiêu Độ cũng khiến hắn lo lắng. Với sự điều chỉnh cán bộ cấp ủy viên Bộ Chính trị, cấp tỉnh, đều phải thảo luận trước Bộ Chính trị, Ngô Tài Dương cũng có quyền phát ngôn. Hơn nữa thực lực của nhà họ Ngô rất mạnh, Tống Chiêu Độ đi con đường nào không chừng Ngô Tài Dương đã nắm trong lòng bàn tay. Không đợi Hạ Tưởng trả lời, Ngô Tài Dương lại hỏi. Tình hình Thiên Trạch hiện tại cũng rất mơ hồ. Cậu có ý tưởng gì không? Là đang kiểm tra hắn hay sao đây? Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc, rồi vẫn bảo thủ đáp. Tôi kiên quyết phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Ngô Tài Dương cười đầy thâm ý. Cậu đừng nghĩ tôi là ủy viên Bộ Chính trị, người ngồi trước mặt cậu bây giờ là cha của Nhược Hạm. Cảm giác giữa người với người cũng thật kỳ lạ. Ngô Tài Dương vừa nói vậy, Hạ Tưởng liền cảm thấy quầng sáng của vị trí ủy viên Bộ Chính trị trên người Ngô Tài Dương yếu đi hẳn. Hình tượng cũng thân thiết hơn, đúng vậy, là cha của Nhược Hạm, là ông ngoại của Liên Hạ, đó là sự thật không thể thay đổi được. Chú Ngô. Lần đầu Hạ Tưởng gọi Ngô Tài Dương là chú, cũng cảm thấy khó khăn, nhưng cuối cùng cũng nói ra được, không phải muốn nịnh bợ,
cũng không phải muốn lấy lòng ông, mà trong nháy mắt thấy rằng mặc kệ mâu thuẫn giữa Liên Nhược Hạm và Ngô Tài Dương khó có thể hóa giải thế nào. Ngô Tài Dương dù sao cũng là cha của Liên Nhược Hạm, đã nuôi dưỡng cô nên người, chính mình hiện tại có được Liên Nhược Hạm, cũng nên cảm ơn công lao sinh dưỡng của Ngô Tài Dương mới đúng. Nếu thật sự phải nói về tình hình thực tế của Thiên Trạch, cháu chỉ muốn nói một chút suy nghĩ của mình về hướng đi sau này của Thiên Trạch. Ngô Tài Dương cũng bị Hạ Tưởng một câu, chú cuốn hút, xúc động nói. Nói đi, Mạnh Dạn nói, đâu phải là người ngoài. Lời tuy như thế, muốn cho Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương thành thật với nhau mà đàm luận e rằng cũng rất khó, không có cơ sở cảm tình, cũng không có sự tin tưởng làm điều kiện tiên quyết, Hạ Tưởng trầm ngâm nói. Chủ tịch tỉnh Tống rời tỉnh Yến, cũng là xu thế tất yếu, cháu không cảm thấy đột ngột vì chuyện này, ai đến đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy Thiên Trạch cũng không quan trọng, quan trọng là Thiên Trạch phải có kinh tế vững vàng, đây cũng là xu hướng của thời đại. Ngô Tài Dương không hài lòng về câu trả lời của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vẫn tránh nói vào vấn đề chính, không đủ thành ý, Ngô Tài Dương không nói gì, cầm chén trà uống, trong phòng có chút ngột ngạt. Chương 1074, bất ngờ lớn. Kẻ bề trên thích nhất phương pháp giữ im lặng, bởi vì im lặng khiến kẻ bề dưới chịu áp lực. Hạ Tưởng cũng uống trà, dường như không cảm giác được sự không hài lòng của Ngô Tài Dương vậy. Hắn suy nghĩ gì thật không thể nói cho Ngô Tài Dương biết được, bởi vì hắn cũng không rõ hôm nay Ngô Tài Dương muốn gặp hắn vì mục đích gì. Tuy rằng thái độ Ngô Tài Dương hôm nay là hiếm thấy, thậm chí còn toát lên vẻ thân thiện, nhưng dù sao hắn vẫn không thể tín nhiệm, ở một khía cạnh nào đó, hai bên vẫn còn đứng trên lập trường đối lập nhau. Ngô Tài Dương dùng cách này đối với Hạ Tưởng thật không hiệu quả, trong lòng hơi kinh ngạc, cho dù ông có nói mình là cha của Liên Nhược Hạm. Nhưng dù sao thân phận cũng là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Bộ dạng thong dong bình tĩnh của Hạ Tưởng, cũng là quá lên mặt, hay đang giả vờ. Hay Hạ Tưởng đối với việc Tống Chiêu Độ sẽ rời tỉnh Yến không hề cảm thấy kinh ngạc, Hạ Tưởng này, cũng giỏi chịu đựng thật. Tống Chiêu Độ rời khỏi tỉnh Yến, vị trí bí thư thành ủy Thiên Trạch để trống, đây là cơ hội tốt để nhà họ Ngô thu phục hoàn toàn Hạ Tưởng, nhưng hiện tại xem ra Hạ Tưởng cũng khá rửng rưng, vừa không sợ hãi việc Tống Chiêu Độ rời đi. Cũng không hy vọng ở vị trí bí thư thành ủy, tại hắn lại bình tĩnh như vậy. Khi lợi ích đến trước mắt có mấy người có thể bình tĩnh như vậy. Nếu nói Hạ Tưởng không màng danh vọng, Ngô Tài Dương tuyệt đối không tin. Quan trường là cái thùng nhuộm lớn, ai nhảy vào cũng bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, không có ngoại lệ. Lại im lặng một lúc, Hạ Tưởng chủ động mở lời, tuy nhiên lại nói đến đề tài Ngô Tài Dương không thấy hứng thú. Chú Ngô, có thể tiết lộ một chuyện nhỏ cho cháu được không? Trung ương có biện pháp gì với nguy cơ tín dụng thứ cấp nước Mỹ? Ngô Tài Dương nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng vài lần, khó hiểu việc Hạ Tưởng không màng đến lợi ích trước mắt, nói đến một đề tài vượt qua cả tỉnh Yến và Bắc Kinh, trực tiếp để ý đến chuyện của bên kia đại dương là có dụng ý gì? Ngô Tài Dương lập lờ đáp một câu. Tổng thể mà nói không ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước. Đại khái có thể đối phó với cuộc khủng hoảng tín dụng. Trên thực tế cuộc khủng hoảng tín dụng này không ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới và Trung Quốc. Câu trả lời qua loa của Ngô Tài Dương, đương nhiên cũng khiến Hạ Tưởng không hài lòng, nhưng Hạ Tưởng cũng không muốn thảo luận cùng Ngô Tài Dương. Khủng hoảng tín dụng lên đến đỉnh điểm sẽ khiến ngoại hối Trung Quốc được dự trữ trở thành giấy phế, dân chúng đổ bao mồ hôi nước mắt cũng sẽ tan thành bọt biển, bởi vậy nên hắn chuyển tiếp đề tài. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch thông qua Ủy ban Kế hoạch và Phát triển lập dự án. Nhưng cũng không xếp vào hạng mục ưu tiên, chú Ngô có thể ra mặt sắp xếp được không? Thông qua vài câu hỏi Hạ Tưởng đã đoán được dụng ý của Ngô Tài Dương, là muốn hắn hoàn toàn dựa vào nhà họ Ngô, nếu Ngô Tài Dương có thể mượn cơ hội thu phục hắn, cũng sẽ khiến ông cụ Ngô xem trọng một chút, trái lại hắn còn muốn thử thành ý và ý chí của Ngô Tài Dương. Đầu tiên sắc mặt Ngô Tài Dương có chút biến đổi, toát ra thần sắc không kiên nhẫn, sau đó lại tự tin mỉm cười. Vấn đề này không lớn. Vừa lúc tôi và Bộ trưởng Chu có tình cảm qua lại. Nhưng hiệu quả cụ thể cũng khó nói, còn xem tình hình chung thế nào đã. Nói như vậy có ý là từ chối, tuy nhiên Hạ Tưởng cũng có thể lý giải, đừng nhìn vào vị trí ủy viên Bộ Chính trị của Ngô Tài Dương, nhưng nếu không phải lãnh đạo trực tiếp của Bộ Đường sắt, cũng không có tiếng nói gì lớn, ngoại trừ có quan hệ cá nhân. Càng là lãnh đạo cấp cao, càng khó mở miệng. Hạ Tưởng bằng lòng với câu trả lời của Ngô Tài Dương. Ít nhất Ngô Tài Dương hoàn toàn bỏ qua hắn, lời nói còn có chút thành ý. Hạ Tưởng liền tỏ vẻ cảm ơn và nói.
nghe nói tỉnh ủy sắp xếp cho Tự Phong đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy Thiên Trạch, cháu trước kia đã cùng làm việc với Tự Phong, rất tin tưởng đối với việc cùng làm việc chung với y. Ngô Tài Dương nghe ra ẩn ý của Hạ Tưởng, liền cười ha hả. Cũng không chắc, kết quả cuối cùng cũng không chắc có phải là Khâu Tự Phong hay không. Lời này Hạ Tưởng tin, không phải nhà họ Ngô làm khó mà hiện tại sự việc là biến số lớn, hắn cũng biết rõ, Trần Khiết Văn đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Đan Thành, Trần Hải Phong đảm nhiệm bí thư thành ủy Thủy Hằng, sau đó lại đến bí thư thành ủy Thiên Trạch, ít nhất ba thành phố này phải thay đổi tài nguyên chính trị, Phạm Duệ Hằng sẽ mượn cơ hội này để điều chỉnh nhân sự ở các thành phố cấp 3 của tỉnh Yên. Mỗi một nhiệm kỳ lại có sự điều chỉnh nhân sự, cũng đã trở thành một thông lệ, cũng là điều kiện tiên quyết của việc chấp chính. Phạm Duệ Hằng điều chỉnh nhân sự trong các thành phố trong tỉnh Yên, khẳng định là đã có dự tính, lấy điểm xuất phát từ tỉnh Yên, chứ không bao giờ tính toán so đo sự được mất của một hai thành phố nào đó. Bởi vậy việc điều chỉnh nhân sự ở thành phố Thiên Trạch, Tự Phong có đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy hay không cũng không biết thế nào mà nói trước. Cho đến sau cùng, cuộc gặp mặt của Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương cũng không nói đến vấn đề trung tâm, nói cách khác, hai người không thống nhất được quan điểm. Mặt khác, lúc tạm biệt, Ngô Tài Dương bắt tay Hạ Tưởng, vỗ nhẹ vai hắn, nói một câu rất áp lực. Lần trước Tổng Bí Thư hai lần cậu bắt tay với cậu, khiến cho người ta mơ màng khó hiểu. Hạ Tưởng biết rằng, Ngô Tài Dương là ủy viên Bộ Chính trị, nên rất hứng thú muốn biết hắn và Tổng Bí Thư nói cái gì, nhưng hắn không nói, chỉ mỉm cười đáp. Tổng Bí Thư chỉ tò mò vì cháu còn trẻ thôi. Ngô Tài Dương cũng không hỏi nhiều, mỉm cười chào tạm biệt Hạ Tưởng. Cuộc gặp gỡ lần này khiến Hạ Tưởng có cảm giác xa lạ với Ngô Tài Dương, cảm giác Ngô Tài Dương so với trước kia có vẻ chín chắn hơn nhiều, hơn nữa vui hay giận không biểu hiện ra rõ ràng. Kỳ thật cũng có thể tưởng tượng ra Ngô Tài Dương là người thế nào, sao có thể dễ dàng nổi giận với hắn được, cũng chỉ đối xử được với hắn như vậy thôi, dù sao hắn cũng đã lừa con gái nhà người ta. Nếu Ngô Tài Dương bỏ qua những khúc mắc liên quan đến Liên Nhược Hạp, dần dần đi theo ông cụ Ngô, về sau Ngô Tài Dương, mới càng ngày càng khó đối phó. Chia tay Ngô Tài Dương, trời cũng đã tối. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, suy cho cùng lãnh đạo kiêm bề trên, đến bữa tối rồi, cũng không đề cập đến chuyện ăn uống, khiến hắn tự mình phải kiếm chỗ ăn. Bắc Kinh tuy lớn, nhưng muốn kiếm một người cùng ăn cơm cũng khó, đang định gọi cho Tiếu Giai, vừa rút điện thoại ra đã có tiếng chuông vang lên. Hạ Tưởng vừa thấy số trong lòng không khỏi run lên, là Mai Hiểu Lâm gọi, đã lâu hắn không liên lạc gì với Mai Tiểu Lâm rồi. Hạ Tưởng nghe máy, giọng điệu Mai Hiểu Lâm khá khách sáo, lại hơi giữ khoảng cách. Gọi điện đến thành ủy Thiên Trạch mới biết anh vừa đến Bắc Kinh, vừa hay tôi cũng đang ở Bắc Kinh, chúng ta có thể gặp mặt không? Hạ Tưởng không thể nói rõ cảm giác hiện tại đối với Mai Hiểu Lâm là thế nào, tình cảm nhạt như gió, rồi như sợi tơ khó có thể cắt đứt. Dù sao cũng còn có Mai Đình, nhưng do gần đây có mâu thuẫn với Mai Thái Bình, nên ít liên hệ với Mai Hiểu Lâm, khiến khoảng cách ngày càng xa. Mấy khi đến Bắc Kinh, gặp mặt một lần cũng tốt, liền đồng ý. Được, cô nói địa điểm đi, tôi lập tức đến ngay. Mai Hiểu Lâm vui vẻ. Trang viên Vân Thiên, tôi chờ anh ở đó. Hạ Tưởng đến trang viên Vân Thiên vừa lúc đèn hoa được thắp sáng rực rỡ. Cũng trang viên Vân Thiên không mở cửa buôn bán rộng rãi nên đèn hoa cũng không sáng ngời, nhưng vẫn thấy rõ trang phục công sở của Mai Hiểu Lâm, năm tháng qua đi vô tình, nhưng lại để lại vết tích trên người Mai Hiểu Lâm, cô đã không còn xinh đẹp như xưa nữa. Có lẽ trốn quan trường là như vậy, phụ nữ làm quan, bình thường nét mặt đều nghiêm nghị, dần dần cũng khiến mỹ nữ mất hết dung nhan. Hạ Tưởng đậu xe xong, tiến đến bắt tay Mai Hiểu Lâm. Bắt tay cho phải phép. Vì hắn không rõ Mai Hiểu Lâm gặp hắn với tư cách cá nhân hay với thân phận là phó thị trưởng. Mai Hiểu Lâm là phó thị trưởng thành phố Tương Giang, tỉnh Tương Giang, tuy rằng chưa là ủy viên thường vụ, nhưng nghe nói cũng sắp rồi, có Trịnh Thịnh chiếu cố, có lẽ chỉ không lâu nữa thôi. Hôm nay mời anh đến đây là muốn giới thiệu anh với một người. Người này anh cũng biết, không phải là chủ tịch tỉnh Trịnh, chủ tịch tỉnh Trịnh không thu xếp được thời gian. Là quan viễn khúc bí thư hạ thành ủy thành phố Hạ Giang. Quan Viễn Khúc, Hạ Tưởng hít thở một chút, thật là tốt, bánh lại từ trên trời rơi xuống đầu hắn chăng? Quan Viễn Khúc là ai? Quan Viễn Khúc chẳng phải là người nối nghiệp. Mai Hiểu Lâm tại sao lại quen biết với Quan Viễn Khúc? Mai Hiểu Lâm nhìn vẻ nghi ngờ của Hạ Tưởng liền thản nhiên cười. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi biết bí thư quan cũng rất bình thường thôi mà,
Bắc Kinh nói to cũng to, mà nói nhỏ cũng nhỏ. Quan trọng là tôi giới thiệu anh với bí thư quan, anh cảm ơn tôi hay nghi ngờ tôi thế? Rốt cuộc Mai Hiểu Lâm vẫn là người ở chốn quan trường, nói chuyện cũng biết cách nói, Hạ Tưởng liền cười. Cảm ơn thị trưởng Mai đã giới thiệu. Mai Hiểu Lâm cười khúc khích trêu ghẹo. Anh là đang nhắc nhở tôi, cấp bậc của anh cao hơn so với tôi, chẳng phải là lãnh đạo của tôi sao? Chương 1075, một lần gặp gỡ có ấn tượng sâu sắc. Hạ Tưởng lắc đầu, so với trước kia, Mai Hiểu Lâm ngày nay cởi mở hơn nhiều, hắn liền chuyển đề tài. Chủ tịch Tỉnh Trịnh cũng đang ở Bắc Kinh sao? Hắn vẫn hướng mối quan tâm về Trịnh Thịnh. Chủ tịch Tỉnh Trịnh đang ở Bắc Kinh, nghe nói ông ta đến để gặp Cổ Thu Thật. Mai Hiểu Lâm không gạt Hạ Tưởng, liền nói hướng đi của Trịnh Thịnh. Hạ Tưởng lại ngạc nhiên. Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật là hai người tài giỏi, Trịnh Thịnh nhiều tuổi hơn một chút, đã 63 tuổi, còn Cổ Thu Thật 60 tuổi, đương nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh Hắc Liêu. Lý lịch ông ta khiến nhiều cán bộ phải nể trọng, 27 tuổi đã là phó giám đốc sở, 29 tuổi là giám đốc sở, 34 tuổi là thứ trưởng, cách đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, được mọi người khen ngợi, được xưng là đệ nhất trong giới quan trường trong nước. Hạ Tưởng rất kính nể Cổ Thu Thật, lấy cách đối nhân xử thế của ông ta làm tấm gương. Tục truyền, Cổ Thu Thật là người được chỉ định quyền nối nghiệp. Bắc Kinh bề ngoài yên ả như vậy, nhưng âm thầm gió nổi mây phun, quan Viễn Khúc với thân phận là ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, lặng yên đến trang viên Vân Thiên, hai lãnh đạo tài giỏi Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật lại gặp mặt nhau ở Bắc Kinh. Một ván bài thật lớn. Nếu nói con đường làm quan về sau của Trịnh Thịnh, Hạ Tưởng còn nhớ rất rõ. Thì đối với quan Viễn Khúc và Cổ Thu Thật, hắn chỉ nhớ mơ hồ, bởi vì quan Viễn Khúc đã được xác định chắc chắn là người nối nghiệp tiếp theo. Cổ Thu Thật sau khi quan Viễn Khúc được xác định là người nối nghiệp, y được coi là người nối nghiệp trong đời tiếp theo, cũng rất ầm ĩ. Hai người đó, là hai nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn đến tình hình trong nước trong vòng 30 năm sau. Quan Viễn Khúc muốn hòa giải Tỉnh Yến cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Mối quan hệ trên con đường sự nghiệp của mình là quan trọng nhất bí thư huyện ủy Thường Sơn. Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã đảm nhiệm vị trí chủ tịch quận từng nghĩ rằng huyện Thường Sơn sau này sẽ rất phát triển, bởi vì ở huyện Thường Sơn có một lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Mà hiện tại, hắn sắp gặp quan Viễn Khúc, có thể nào lại không dâng trào cảm xúc. Quan Viễn Khúc hiện giữ chức ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang. Thành phố Hạ Giang là thành phố trực thuộc Trung ương. Nổi danh tương đương Bắc Kinh. Bắc Kinh được người coi là đế đô, thành phố Trường Giang bị coi là ma đô, cũng có nguyên nhân của nó, khỏi cần nhiều lời, ai từng đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang đều trở thành lãnh đạo cấp cao trung ương. Tuy nhiên quan Viễn Khúc đảm nhiệm vị trí bí thư trong một thời gian rất ngắn, nếu Hạ Tưởng nhớ không lầm, cuối tháng 5 quan Viễn Khúc nhận chức bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang, đến cuối tháng 10 ông ta không giữ chức vụ này nữa, chỉ trong vòng 5 tháng ngắn ngủi. Phải trái thế nào thật sự ý vị sâu xa. Đối với việc có thể quen biết quan Viễn Khúc sớm, Hạ Tưởng tràn trề chờ mong. Bởi vì cho tới bây giờ, dấu hiệu quan Viễn Khúc trở thành người nối nghiệp chưa có biểu hiện gì. Quan Viễn Khúc cũng không phải là đoàn hệ, nếu phải chia bè phái, ông ta có thể quy về phía đó, nhưng ông ta làm gì cũng rõ ràng cụ thể, không hề có dấu hiệu hướng về phía thế lực gia tộc. Nhưng hiện tại có kết luận gì cũng hơi sớm, làm người nối nghiệp. Phải duy trì tác phong, tuy nhiên sớm biểu lộ khuynh hướng chính mình là một sự tự vệ nên có. Hạ Tưởng kìm nén sự hứng khởi trong lòng, nhìn Mai Hiểu Lâm tỏ vẻ chân thành cảm ơn. Cảm ơn Hiểu Lâm đã có ý sắp xếp cuộc gặp này. Dưới ánh đèn, sắc mặt Mai Hiểu Lâm đỏ lên, khiến cho dù đang mặc trang phục công sở nhưng vẫn có vẻ quyến rũ, thu hút của một phụ nữ. Hạ Tưởng thốt ra một câu. Hôm nay không phải là dịp quan trọng, cô có thể thay đổi một chút. Không cần phải vận trang phục công sở như vậy. Sắc mặt tươi cười trên mặt Mai Hiểu Lâm lập tức biến mất, nghiêm mặt nói. Mặc cho ai xem, phụ nữ ăn mặc đẹp cũng chỉ vì cho người khác nhìn, không ai đáng để tôi phải lưu tâm, sao phải làm mình khó xử chứ? Mai Hiểu Lâm vẫn là Mai Hiểu Lâm, nói cô tự làm khổ mình cũng phải, nói cô tự cho mình đúng cũng phải, cô rất có cá tính, bây giờ trước mặt Hạ Tưởng vẫn như vậy, vẫn là cô gái vui giận tùy ý năm xưa ở huyện An. Chưa bao giờ giả lấy nhan sắc cả. Hạ Tưởng không có cách nào nói cô, liền lảng chuyện khác. Cuộc gặp gỡ hôm nay mang tính chất gì vậy? Chính là một tiệc rượu, hầu hết là doanh nhân và một số quan chức chính phủ,
tiệc rượu là do ai khởi xướng, đã không còn là chuyện đáng quan tâm nữa, dù sao Đàm Tiếu Hữu Hồng Nho, vãng lai vô Bạch Đinh. Mai Hiểu Lâm lại cười, thè lưỡi, khiến cô có chút nữ tính hơn. Dựa theo quy định, chúng ta không đủ cấp bậc tham gia, yêu cầu phải là phó tỉnh trở lên, tôi đành đi cửa sau vậy. Nói một cách công bằng, Mai Hiểu Lâm là một cán bộ nữ ở trong nước, có hình tượng khá đoan trang, sau này sẽ trở thành một nữ thị trưởng, diện mạo này khiến cho người ta không đành lòng thấy. Nhưng quan trường là vậy, không cho phép người con gái xinh đẹp trở nên diễm lệ, Mai Hiểu Lâm cố gắng duy trì hình tượng này có thể nói cô tính toán rất chu toàn, người phụ nữ xinh đẹp trốn quan trường, cho dù bản thân mình đoan chính cũng dễ dàng gây nên chuyện thị phi. Mai Hiểu Lâm hướng dẫn, Hạ Tưởng đi lại cửa sau lách đến phía sau trang viên, có một cửa hông không lớn, hai người lặng lẽ đi vào, có bảo vệ nhìn thấy cũng coi như không, đoán chừng đã sớm nhận được ám hiệu. Phía sau không có đèn, bên trong tối, hắn sợ Mai Hiểu Lâm ngã nên giơ tay dắt cô. Mai Hiểu Lâm hơi chút ngại, trong lòng bàn tay ẩm ướt, cuối cùng Hạ Tưởng vẫn cầm lấy tay cô dắt đi. Là một lối đi dài, hai bên đầy hoa cỏ, mùi hoa thơm ngát, ánh trăng mông lung, Hạ Tưởng không ngờ lại có thể dắt tay Mai Hiểu Lâm đi trong khung cảnh như vậy, như trong mơ. Giữa hắn và Mai Hiểu Lâm tuy rằng không dây dưa nhiều lắm, nhưng luôn vương vấn không dứt ra được, chợt xa chợt gần khiến người ta cảm thấy xúc động. Đi cùng nhau một đoạn, hai người không nói với nhau lời nào, không gian thơ mộng, nhất là lòng bàn tay Mai Hiểu Lâm càng ngày càng nóng lên, trong sự tĩnh lặng này hơi thở càng ngày càng dồn dập. Hạ Tưởng thuận tay buông Mai Hiểu Lâm ra, không ngờ vừa buông lỏng cô bị vấp, chân lảo đảo bổ nhào vào ngực Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thiếu chút nữa bị cô làm ngã, vội cố gắng đứng vững, vừa đứng vững lại có cảm giác môi của Mai Hiểu Lâm đang chạm vào môi mình, bàn tay hắn vô thức đang chạm vào ngực cô. Một phụ nữ hơn 30 tuổi, là độ tuổi chín muồi và sung mãn. Mai Hiểu Lâm di chuyển, dùng sức ngả vào ngực Hạ Tưởng thì thào nói. Cả đời tôi xem như bị anh hại rồi. Hạ Tưởng không nói gì, phụ nữ là loại động vật không biết nói lý lẽ nhất trên thế giới, bối rối một đêm, cũng là Mai Hiểu Lâm đẩy ngã hắn, lại còn ép hắn, vậy mà nói hắn hại cô, thật là vô tội biết bao. Cảm giác được thân hình càng ngày càng nóng bỏng của Mai Hiểu Lâm trong lòng mình, Hạ Tưởng cũng không dám sằng bậy, trang viên Vân Thiên là sản nghiệp của ai hắn cũng không rõ lắm. Lại sắp gặp mặt người nối nghiệp tương lai, hắn mặc dù háo sắc làm liều cũng sẽ không làm chuyện đó với Mai Hiểu Lâm ở đây. Nếu chẳng may bị người nối nghiệp tương lai bắt gặp, thì chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ sao, hắn cho dù cố gắng phấn đấu, 5 năm sau khi người nối nghiệp vào trung ương chính thức, hắn bị người cao nhất không thích, còn muốn làm gì trên lĩnh vực chính trị sao, không phải trò cười sao. Đang muốn đẩy Mai Hiểu Lâm ra, bỗng phía xa có tiếng bước chân đang đến gần. Mai Hiểu Lâm liền tỉnh lại, vội vàng nhảy sang một bên. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của cô, nhưng Hạ Tưởng có thể đoán chắc chắn mặt cô đang đỏ lên vì thẹn. Tiếng bước chân lúc gần lúc xa, tuy nhiên không tiến lại chỗ hai người, Mai Hiểu Lâm đã bình tĩnh trở lại, thản nhiên nhìn Hạ Tưởng nói. Anh đừng đắc ý, tôi không có ý chủ động như vậy, vừa rồi do không cẩn thận nên bị ngã thôi. Hạ Tưởng cười ha hả, không để ý Mai Hiểu Lâm đang giấu đầu hở đuôi. Hỏi về tình hình Mai Đình gần đây, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến trước một tòa nhà 3 tầng mang phong cách châu Âu đang sáng ngời. Phong cách tòa nhà nhìn không ra kiểu gì, nhưng xuất thân từ xây dựng nên Hạ Tưởng khẳng định thiết kế bên trong chắc chắn đặc biệt. Quả nhiên, khi đi vào bên trong mới thấy một không gian thật sự rộng rãi, khác hẳn với vẻ bề nhỏ bé bề ngoài. Bên trong có không ít người, có khoảng hơn 50 người, toàn tầm trên 40 tuổi. Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm là những người trẻ tuổi, vì vậy họ vừa đến đã thu hút ánh mắt của nhiều người. Tuy nhiên mọi người nhìn thì nhìn như vậy, cũng không ai để ý họ. Hạ Tưởng quan sát một lượt phát hiện ra có một người quen là Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong cũng đã nhìn thấy Hạ Tưởng, định đến nói chuyện cùng Hạ Tưởng, nhưng lại thấy hắn đi cạnh Mai Hiểu Lâm, không khỏi nhíu mày, chỉ khẽ gật đầu với Hạ Tưởng rồi đứng yên ở vị trí của mình. Mai Hiểu Lâm cũng phát hiện ra Phó Tiên Phong. Không để ý đến anh ta, ra hiệu cho Hạ Tưởng cùng cô lên lầu. Hạ Tưởng theo sát Mai Hiểu Lâm mới phát hiện ra sự quyến rũ của cô, thân hình nảy nở, eo thon, thướt tha thùy mị, trong lòng nhất thời ngẩn ngơ, không biết mình đang có cảm giác gì. Nhưng lại nghĩ, con đường mình đi do mình lựa chọn, hắn không có quyền đánh giá gì với lựa chọn của Mai Hiểu Lâm. Người trên lầu ít hơn, tuy nhiên lại hầu như nhiều tuổi hơn, cấp bậc rất cao, đa số Hạ Tưởng đều không biết họ.
Bắc Kinh vốn là nơi tập trung của các quan lớn, phó bộ trở lên đếm không xuể, hắn có khả năng biết được mấy người. Không biết là đúng rồi. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng có mối quan hệ nhất định, lại gặp một người quen nữa Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh cũng nhận ra Hạ Tưởng, khẽ gật đầu, không nói gì, Hạ Tưởng cũng gật đầu đáp lại. Có những trường hợp không thích hợp để nói chuyện, chỉ gật đầu với nhau là hiểu. Hạ Tưởng cứ tưởng rằng cuối cùng Quan Viễn Khúc mới tới, không nghĩ đi theo Mai Hiểu Lâm tới ban công phía trên gặp hai người đang nói chuyện, mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng trong nháy mắt Hạ Tưởng liền nín thở, khuôn mặt đó chẳng phải là Quan Viễn Khúc sao. Không nghĩ rằng gặp Quan Viễn Khúc nhanh như vậy, gặp người nối nghiệp tương lai trước mắt, ai cũng cảm thấy áp lực, Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ. Chương 1076, lại một cái bắt tay thứ hai đầy thâm ý. Mai Hiểu Lâm không giống Hạ Tưởng, bởi vì mặc dù bây giờ Quan Viễn Khúc đã đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang, nhưng người nối chức như y còn chưa rõ ràng. Khoảng 4-5 tháng sau khi y rời khỏi vị trí bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang, đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường Trung ương Đảng, mới khiến giới truyền thông trong ngoài nước kinh ngạc, vị trí đời thứ 5 tiếp nhận chức, được miêu tả rất sinh động. Nhưng chính thức xác định người nối nghiệp cho vị trí của Quan Viễn Khúc là năm sau, y được tuyển cử vào vị trí Phó Chủ tịch nước, danh sách chức vụ đảng được tuyên bố ra ngoài tương đương với việc tuyên bố y là thân phận đệ nhất trong tương lai. Mai Hiểu Lâm không hề căng thẳng như Hạ Tưởng, ngược lại điềm đạm bước lên trước, đến trước mặt Quan Viễn Khúc, nói nhỏ mấy câu gì đó. Quan Viễn Khúc ngừng nói chuyện, nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt tò mò. Hạ Tưởng bước vội lên trước, đứng dừng lại cách Quan Viễn Khúc khoảng 1 mét. Cung kính nói. Chào bí thư Quan, tôi là Hạ Tưởng, thị trưởng thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng, ha ha, tôi cũng từng nghe tên của cậu. Khác với tưởng tượng của Hạ Tưởng, thái độ của Quan Viễn Khúc rất ôn hòa, ngữ khí cũng khá thân mật, y chủ động đưa tay ra. Thị trưởng trẻ tuổi nhất của tỉnh Yên, chàng trai trẻ, cậu thật không đơn giản, ngay cả tổng bí thư cũng phải khen ngợi cậu mấy câu. Từ trước đến nay tổng bí thư làm việc rất điềm đạm. Khi ông lên nhậm chức chỉ đặc biệt có quan hệ tốt với một người, đã khiến người này lên chức nhanh như hỏa tiễn, chính là Cổ Thu Thật. Nghe nói lúc Cổ Thu Thật từ cấp cục lên đến phó giám đốc sở, tổng bí thư có chiếu cố đặc biệt một lần, liền khiến một người 27 tuổi như Cổ Thu Thật lập tức được lên chức phó giám đốc sở, 29 tuổi lên chức giám đốc sở, tốc độ cực nhanh, khiến người khác kinh ngạc. Quan Viễn Khúc nói tổng bí thư đã từng khen hắn, Hạ Tưởng chưa từng nghe đến việc này. Nhưng với thân phận của Quan Viễn Khúc chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung, khiến hắn không khỏi cảm thấy vui sướng, liền vội đáp lại mấy câu khiêm tốn. Quan Viễn Khúc chỉ nói mấy câu, có vẻ như không cùng chung ngôn ngữ với Hạ Tưởng, không có gì để nói nữa, chỉ nhìn Hạ Tưởng mỉm cười. Hạ Tưởng biết, nếu cứ đứng vậy không đi chính là biểu hiện của việc không có hiểu biết chính trị. Nhưng cơ hội khó có, không dễ gì mới có cơ hội được tiếp xúc trong cự ly gần với Quan Viễn Khúc, không nắm bắt. Chẳng lẽ cứ để vuột mất cơ hội như vậy? Với cấp bậc của hắn, sau này muốn có cơ hội mặt đối mặt với Hạ Tưởng, cũng khó như lên trời. Nhất là đợi đến sau khi Quan Viễn Khúc xác lập được người nối nghiệp, muốn lọt vào mắt y, với thân phận của một thị trưởng bình thường, dường như không có khả năng. Hạ Tưởng trong cái khó ló cái khôn, liền nhắc đến khu Hà Mã. Bí thư Quan, năm đó lúc tôi ở khu Hà Mã, đã nghĩ đến việc tu bổ một cây cầu lớn nối giữa thành phố Yên và huyện Thường Sơn, bây giờ cây cầu đã được xây dựng rồi, được gọi tên là cầu Tử Long. Hy vọng bí thư Quan có thời gian đến cầu Tử Long một chuyến, sông Hạ Mã dưới cầu Tử Long, sóng nước dập dềnh, phong cảnh tuyệt đẹp. Sau đó Hạ Tưởng vừa cười, vừa lùi về phía sau. Nếu Quan Viễn Khúc còn không có hứng thú nữa, hắn cũng đành phải rời đi, còn đứng lại nữa, thì tự mình làm mất mặt. Hạ Tưởng đã lùi về sau một bước, Quan Viễn Khúc vẫn cười nhạt, không nói gì. Lòng Hạ Tưởng chợt trầm xuống, xem ra, là không có cùng đề tài nói chuyện với Quan Viễn Khúc rồi. Cùng Mai Hiểu Lâm chào tạm biệt Quan Viễn Khúc, Hạ Tưởng xuống lầu nói mấy câu với Phó Tiên Phong, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói mấy câu đơn giản về Đông Y Phó Thị, Phó Tiên Phong liền bị người ta kêu đi. Toàn bộ đại sảnh dường như có không ít người, nhưng có quen biết, thật sự không nhiều. Có những người sau khi bước vào, chỉ nói vài câu với người nào đó rồi vội vàng rời đi, còn có người cứ ngồi mãi một bên, âm thầm quan sát mọi người. Tóm lại những người có mặt ở đây đều có lai lịch, không ai phải ngại với ai, nhưng ai cũng tự đề cao thân phận của mình, không dễ dàng nói chuyện với người khác. Tâm tình Hạ Tưởng hơi có chút buồn bực,
hắn rất chờ mong lần gặp mặt đầu tiên với Quan Viễn Khúc, có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Nhưng Quan Viễn Khúc không có ấn tượng tốt lắm đối với hắn, hắn cũng không có cách nào khác. Không ai có thể chắc chắn mình có thể được tất cả mọi người hoan nghênh, Quan Viễn Khúc có thể nói với hắn mấy câu, cũng xem như đã nể mặt rồi. Nhưng sau đó lại xảy ra một việc, khiến Hạ Tưởng vui mừng bất ngờ, bởi vì Cổ Thu Thật bất ngờ xuất hiện. Cổ Thu Thật xuất hiện cùng với Trịnh Thịnh, hai người vừa vào cửa, liền thu hút ánh nhìn của mọi người, cho dù là những người có cao ngạo điềm đạm đến thế nào đi nữa, cũng lập tức nhìn về phía hai người. Không quan tâm không được, không nói đến việc cả hai người đều có thân phận khá cao, chỉ riêng lý lịch của Cổ Thu Thật cũng đã khiến người khác phải quan tâm rồi. Bây giờ lại là chủ tịch tỉnh trẻ nhất trong nước, một người với thân phận như vậy, tuyệt đối đáng để người khác phải quan tâm đến nhất cử nhất động của y. Không ít người vây quanh, chủ động chào hỏi với Cổ Thu Thật, Trịnh Thịnh. Hàn huyên một hồi, Mai Hiểu Lâm mới đến trước mặt Trịnh Thịnh, nói nhỏ gì đó với Trịnh Thịnh. Hạ Tưởng chỉ đứng một bên, không bước lên trước. Lúc hắn nhìn Cổ Thu Thật, không ngờ Cổ Thu Thật cũng đang nhìn hắn. Cổ Thu Thật trước tiên im lặng, biểu hiện trên mặt ôn hòa, sau đó mới trở nên mềm mỏng, đột nhiên mỉm cười, bước đến trước mặt Hạ Tưởng, đưa tay ra bắt tay Hạ Tưởng. Nếu tôi đoán không lầm, cậu là Hạ Tưởng, thị trưởng trẻ nhất của tỉnh Yến, đúng không? So với sự bình thản và thâm sâu khôn lường của Quan Viễn Khâu, sự nhiệt tình và niềm nở của Cổ Thu Thật, rất phù hợp với vẻ ngoài mày rậm mắt to của y, đôi mắt kính to của Cổ Thu Thật không khiến y có vẻ thư sinh, ngược lại lại khiến người ta có cảm giác rất mãnh liệt. Hạ Tưởng quả thật cảm thấy hơi có áp lực, so với Cổ Thu Thật, hắn có ưu thế nhiều đến thế nào đi nữa cũng không bằng được với tốc độ lên chức nhanh như hỏa tiễn của y. Cổ Thu Thật chính là tấm gương trong cuộc đời hắn. Tôi là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dùng cả hai tay để bắt tay Cổ Thu Thật. Không ngờ chủ tịch tỉnh Cổ cũng biết đến tên tôi, thật vinh hạnh. Ha ha, thị trưởng 31 tuổi, cả nước liệu có được mấy người? Cho dù có, liệu có ai có thể khiến nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu như Thiên Trạch có thể trở nên sống động? Hạ Tưởng, tôi không phải khen ngợi cậu, nhưng thật sự cậu là một nhân tài. Làm thật tốt. Không kiêu ngạo, không nóng vội, cứ bước tiếp về phía trước. Cảm ơn sự dạy bảo của chủ tịch tỉnh Cổ, tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Hạ Tưởng có thể cảm nhận được sức mạnh trong lời nói của Cổ Thu Thật, trong chốc lát liền bị y ảnh hưởng, dường như nhiệt huyết trong lòng cũng như muốn sôi trào. Nghĩ lại, cũng không khỏi khâm phục mê lực của con người Cổ Thu Thật. Một người sau khi đạt được địa vị cao, nếu mê lực con người có thể hấp dẫn được người khác, chính là một pháp bảo thắng lợi nhất. Đạo lý dùng người, chỉ dựa vào thuật khống chế còn chưa được, còn cần có sức cuốn hút và sức hấp dẫn, mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Cổ Thu Thật mới 40 tuổi đã đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, không phải chỉ dựa vào việc có người ủng hộ phía sau mà được, tài năng và mê lực của bản thân y, cũng chiếm một phần rất quan trọng, không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Cổ Thu Thật dường như rất có hứng thú với Hạ Tưởng, nói một tiếng với Trịnh Thịnh xong, lại đến bên cạnh Hạ Tưởng nói chuyện. Đừng thấy Cổ Thu Thật đối nhân xử thế nhiệt tình, nhưng nói chuyện cũng rất có chừng mực, rõ ràng chỉ nói chuyện phiếm, nhưng thực ra lại đang hỏi Hạ Tưởng về bước phát triển tiếp theo của kinh tế Thiên Trạch, để có suy tính sâu thêm, đồng thời cũng là khảo nghiệm tầm nhìn của Hạ Tưởng. Bước phát triển về kinh tế của một thành phố cũng không có gì đáng để giấu giếm, Hạ Tưởng đại khái nói một mạch, nói khoảng 5 phút, Cổ Thu Thật liên tục gật đầu, khẳng định lại tư tưởng của Hạ Tưởng, lại hàm xúc chỉ điểm một chút. Thông thường Cổ Thu Thật cũng không phải chủ tịch tỉnh tỉnh Yến, lại không quen thân với Hạ Tưởng, nên sẽ không khoa chân múa tay với sự phát triển kinh tế của Thiên Trạch. Nhưng Cổ Thu Thật lại nói về việc này, khiến Hạ Tưởng âm thầm khâm phục, Cổ Thu Thật quả thật không giống những người khác người mới làm nên những chuyện khác người. Không lâu sau, Trịnh Thịnh cũng đến trước mặt Hạ Tưởng, cũng hàn huyên mấy câu với Hạ Tưởng. Bởi vì Trịnh Thịnh có quan hệ với Mai Hiểu Lâm, liền nói đùa với Hạ Tưởng. Hiểu Lâm nói: có thể kéo Hạ Tưởng đến bên cạnh là một chuyện tốt, tôi liền nói, Hạ Tưởng là hoa thơm quả ngọt, mọi người đều đang giành giật, tôi giành giật không nổi. Cổ Thu Thật cười ha hả. Theo tôi, để người khác muốn đi theo, cậu phải có thành ý, đúng không? Thành ý đương nhiên là có. Khi nói chuyện, Trịnh Thịnh nhìn Hạ Tưởng với vẻ mặt tươi cười. Hạ Tưởng cũng chỉ có thể cười vô tội. Hai vị lãnh đạo giễu cợt tôi rồi, tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật thấy Hạ Tưởng cẩn trọng như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, sau đó cáo từ.
Đợi bóng dáng Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật biến mất trong màn đêm, rất lâu sau tâm tình Hạ Tưởng mới bình ổn trở lại được. Hai vị này chắc chắn sau này sẽ là những nhân vật hết sức quan trọng trong vũ đài chính trị trong nước, hôm nay xem như cuộc gặp mặt lần đầu tiên. Hắn tin chắc, có lẽ cũng đã để lại được những ấn tượng khá tốt đối với cả hai người. Trong chốn quan trường, từ trước đến nay vẫn luôn là có thể đoàn kết thì cố gắng đoàn kết, có thể kết giao thì nỗ lực kết giao, bạn nhiều thì không nhất thiết đường sẽ dễ đi, nhưng ít nhất cũng ít khi gặp phải chướng ngại vật. Huống hồ có một số người, trước khi anh chưa có đủ sức mạnh, anh mãi mãi không thể đắc tội được. Chương 1077, phương án điều chỉnh nhanh chóng công khai. Hạ Tưởng không muốn để mặc kệ người khác quyết định vận mệnh của mình, không muốn làm một khúc gỗ trong thế lực gia tộc, phải tiến thêm một bước, phải đưa tầm mắt vượt qua Tỉnh Yến, nhìn về phía Bắc Kinh, kết giao với những nhân vật thuộc tầng lớp cao và có thể ảnh hưởng đến thế cục. Chỉ có điều cảm thấy đáng tiếc nhất là, hôm nay không lọt được vào mắt Quan Viễn Khúc. Cổ Thu Thật có trẻ tuổi có nhanh lên chức như hỏa tiễn thế nào đi nữa, y cũng chỉ có thể là người nối nghiệp, 5 năm sau, Quan Viễn Khúc mới là người đứng nhất. Hạ Tưởng thấy không còn sớm nữa, liền nói với Mai Hiểu Lâm để rời đi. Mai Hiểu Lâm nhìn đồng hồ, liền gật đầu đồng ý. Mới ra đến cổng, liền nghe phía sau có người gọi. Hạ Tưởng, đợi một chút. Hạ Tưởng quay đầu nhìn lại, trong chốc lát liền ngẩn người, Quan Viễn Khúc vẻ mặt tươi cười đang đứng sau lưng, lần thứ hai chủ động đưa tay ra. Chỉ trong vài năm nền kinh tế khu Hà Mã đã vượt lên đứng đầu trong số các khu ở Tỉnh Yến. Hạ Tưởng, công lao của cậu không phải nhỏ. Sông Hạ Mã không những cứu cả nền kinh tế khu Hà Mã, mà cũng mở rộng tiền đồ cho huyện Thường Sơn, cậu Tử Long mà cậu nói đến, thật sự khiến người ta mong chờ. Hạ Tưởng vội bắt tay Quan Viễn Khúc, cười nói. Khi nào bí thư quan muốn đi xem cậu Tử Long, chắc chắn người dân huyện Thường Sơn sẽ rất vui mừng. Chỉ nói huyện Thường Sơn mà không nói đến khu Hà Mã, cũng là có dụng ý. Quan Viễn Khúc cười vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, chỉ nói một chữ, được. Rồi quay người đi, để lại cho Hạ Tưởng và mọi người một bóng người rất dài. Lại một lần bắt tay thứ hai đầy thâm ý. Hạ Tưởng biết rất rõ, Quan Viễn Khúc ngoài mặt đề cập đến việc cầu Tử Long, dường như cũng đã đồng ý việc đến huyện Thường Sơn, nhưng chẳng qua chỉ là một cái cớ, thật ra vẫn là thể hiện rõ thái độ của y đối với Hạ Tưởng, là một loại tán thành. Bởi vì trước khi Quan Viễn Khúc ngồi ổn định ở vị trí người đứng đầu, tuyệt đối không đến huyện Thường Sơn, không những danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa còn bị người khác ngờ vực vô căn cứ. Điều Hạ Tưởng vui mừng nhất chính là, đã có một mở đầu tốt đẹp với Quan Viễn Khúc, có thể bảo đảm về sau con đường hắn đi sẽ thuận lợi hơn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, bố cục lâu dài bây giờ của hắn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến thế cục hiện tại của Tỉnh Yến. Điều chỉnh nhân sự Tỉnh Yến đến quá nhanh quá mạnh, vượt xa tiên đoán của hắn. Từ trang viên Vân Thiên trở về, Hạ Tưởng lại cảm ơn Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm lại quay về vẻ mặt thản nhiên nhàn nhạt, không chấp nhận lời cảm ơn của hắn, cũng không mời hắn vào nhà ngồi. Có lẽ Mai Hiểu Lâm cũng ý thức được một vài nguy hiểm, sợ lại xảy ra chuyện gì với Hạ Tưởng, liền im lặng rời đi. Buổi tối ở Bắc Kinh không thể nói là đẹp, nơi nào cũng ồn ào, nhưng tâm trạng của Hạ Tưởng lại rất trầm tĩnh. Đêm nay thu hoạch khá phong phú, có hai mở đầu tốt đẹp, đối với tiền đồ lâu dài sau này, không nói đến những điểm lợi lớn, nhưng cũng có thể nhiều thêm một con đường cho hắn lựa chọn. Chính trị trong nước vẫn luôn rắc rối phức tạp, không những phải đứng vững trong đội ngũ, mà còn phải biết rõ phương hướng, nếu không đắc tội với những người không nên đắc tội, chắc chắn sẽ có ngày rơi vào khoảng không. Buổi tối Hạ Tưởng ở lại chỗ Tiếu Giai, nói không ít chuyện với Tiếu Giai. Miêu tả những viễn cảnh trước mắt chủ yếu là viễn cảnh tươi đẹp về đô la Mỹ mà người dân Mỹ đã tìm mọi cách để giành được về. Tiếu Giai nghe xong mừng rỡ, có thể nói là điên cuồng mừng rỡ. Bởi nếu tất cả những điều Hạ Tưởng nói là thật, 50 triệu đô la của cô tăng lên 10 lần sẽ thành 500 triệu đô la rồi, quả thật là cả đời không cần lo đến chuyện cơm áo nữa. Lâu rồi Tiếu Giai không được vui mừng như vậy, lại yêu cầu Hạ Tưởng thêm một lần nữa, Hạ Tưởng không có cách nào khác đành đáp ứng cô. Cũng may hắn cũng khá hiểu cơ thể cô, lại thêm còn trẻ sức khỏe dồi dào, cuối cùng cũng khiến Tiếu Giai phải cầu xin tha thứ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng quay về Thiên Trạch, thành phố Thiên Trạch đang tiến hành một hoạt động bài trừ thế lực xã hội đen rầm rộ trên quy mô lớn. Khác với lần trước Bùi Nhất Phong chỉ làm theo kiểu ứng phó, lần này hành động rất quyết liệt, mỗi lần ra quân đều sát với thực tế,
thu quét đến nỗi toàn bộ thế lực xã hội đen đều sợ hãi. Bùi Nhất Phong quả thật đã hạ độc thủ, những nơi ô tạp lớn lớn nhỏ nhỏ của Thiên Trạch, dường như không nơi nào thoát được, tất cả đều được quét qua một lượt. Vì muốn biểu thị sự trung thành với thị trưởng Hạ, y cắn răng lần lượt đem hết những mối quan hệ không trong sạch trước kia đều cắt đứt. Vì một Thiên Trạch trong diện mạo mới, có thể nói dốc lòng dốc sức và vì nghĩa không chùn bước. Bởi vì tin tức phía tỉnh ủy bây giờ không xác định được, tuy có tin đồn thị trưởng Hạ có lẽ không được tiếp nhận chức bí thư, nhưng Bùi Nhất Phong vẫn giữ thái độ không quan tâm, bởi vì trong mắt y cho dù có một vị bí thư mới đến, bất luận là ai, đều không có cách nào làm khó thị trưởng Hạ ở Thiên Trạch. Bây giờ địa vị của thị trưởng Hạ ở Thiên Trạch như mặt trời giữa trưa, có ủy viên thường vụ nào không nghiêng về phía thị trưởng Hạ. Cùng với việc triển khai thu quét xã hội đen, trị an thành phố Thiên Trạch cũng được chấn chỉnh. Đồng thời, những hạng mục thu hút đầu tư trước đó đều cùng lúc khánh thành và bắt đầu có hiệu quả. Kinh tế Thiên Trạch phát triển một bước lớn, không chỉ là thành ủy Thiên Trạch, dường như tất cả người dân Thiên Trạch đều cảm nhận được từng bước thay đổi lớn xung quanh mình. Kinh Bắc Tân Thành lại liên tiếp đón thêm một vài nhà đầu tư mới, hơn nữa còn có những nhà đầu tư nóng lòng động thổ khởi công dự án ngay, chuẩn bị chiếm trước thời cơ. Tất cả những lãnh đạo chủ yếu của thành ủy Thiên Trạch đều lấy Hạ Tưởng làm trung tâm, việc gì cũng nghe theo Hạ Tưởng. Còn với Trần Khiết Văn, chỉ xin chỉ thị của bà theo kiểu tượng trưng, Trần Khiết Văn hầu như cũng không quan tâm hỏi han đến bất kỳ chuyện gì nữa, tỏ ra thái độ không cần đếm xỉa, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi. Hạ Tưởng không phải bí thư nhưng còn hơn hẳn bí thư. Hiện tại, Phó Bí thư Ngô Minh Nghị, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trần Hải Phong, Phó Thị trưởng Thường trực Dương Kiếm, Bí thư Bùi Nhất Phong, vốn dĩ là mấy ủy viên thường vụ còn chưa quyết định chắc chắn, đều đã theo sát Hạ Tưởng, càng không cần nói đến những người vốn dĩ đã thân cận với thị trưởng Hạ nữa. Thành phố Thiên Trạch, sau thời lì Trần Khiết Văn, bước vào một cục diện hoàn toàn mới. Một tuần sau, tỉnh ủy chính thức tuyên bố, Bí thư Thành ủy thành phố Thủy Hằng Lý Đinh Sơn và Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành Vương Tiếu Mẫn tạm rời cương vị công tác để tham gia lớp trung thanh. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hải Phong đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy thành phố Thủy Hằng, nguyên phó trưởng ban thư ký Ủy ban tỉnh Bành Dũng tiếp nhận chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ở tỉnh Yên, thành phố Thủy Hằng không được xem là một thành phố có kinh tế phát triển mạnh, từ một trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh điều làm Bí thư Thành ủy, không thể nói được tốt hay xấu, vì vậy sau khi tin tức được công bố liền khiến nhiều người bàn luận. Bởi vì trong mắt mọi người, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh dù thăng tiến nhiều nhất cũng chỉ được là phó chủ tịch tỉnh, hoặc chức vụ phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh mà thôi, phạm vi rất hẹp. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng trực tiếp từ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thăng chức tới trưởng ban thư ký tỉnh ủy, sau đó thuận thế nhậm chức ủy viên thường vụ, tiến thân lên phó bộ. Nhưng tỷ lệ như vậy rất thấp, trừ phi Tống Chiêu Độ nhậm chức bí thư ở tỉnh Yên, hơn nữa còn mang theo sắc thái chính tông rõ ràng. Còn hình thức thăng chức của bí thư thành ủy thành phố thì tương đối nhiều hình thức, có thể trực tiếp thăng chức lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng có thể thăng chức lên phó chủ tịch tỉnh, còn có thể thăng chức lên phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh. Nhưng vì Thủy Hằng không phải là thành phố lớn, nên tốt cũng có mà xấu cũng có. Tuy nhiên phía tỉnh ủy ai cũng biết Trần Hải Phong là người kế nhiệm Tống Chiêu Độ, vì vậy sau khi tin tức truyền ra lại nảy sinh rất nhiều suy đoán. Sau cùng tất cả mọi người đều rút ra một kết luận, e rằng Tống Chiêu Độ phải điều động rồi. Lại nghĩ đến tiếp theo sẽ còn trống ba vị trí bí thư thành ủy, lại là thời kỳ bí thư Phạm đương nhiệm, khắp nơi đều rộ lên các tin đồn, biết theo thông lệ cũ, cuộc điều chỉnh các cán bộ cấp thành phố của tỉnh Yên, đã sắp bắt đầu rồi. Trước đây những cuộc điều chỉnh nhân sự trong toàn tỉnh, đều có không ít tin tức, sau đó còn có một cái Tết âm lịch. Những hàm ý và những sự việc xảy ra trong cái Tết này thì không cần nói nhiều nữa. Nhưng bí thư Phạm Duệ Hằng lại chọn thời gian vào tháng 8 để tiến hành điều chỉnh, có lẽ cũng muốn có được cái thanh danh liêm minh. Cũng đúng, từ lúc Phạm Duệ Hằng nhậm chức đến nay, khẩu khí của y luôn không tồi, hoặc là nói, y ngụy trang rất cao minh. Nhưng lần điều chỉnh nhân sự này của tỉnh Yên, nhanh đến bất ngờ, tin tức vừa mới truyền ra, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy liền nhanh chóng trình ra phương án điều chỉnh. Sau khi trình lên hội nghị họp bàn công việc bí thư để thảo luận, đạt được sự nhất trí, lại đệ trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu, nhất trí biểu quyết thông qua, tốc độ này, khiến người ta thật sự sững sờ. Có rất nhiều cán bộ cấp phó giám đốc sở muốn thăng chức đang chuẩn bị hành động, còn chưa kịp tìm hiểu tình hình, còn chưa chuẩn bị kịp những món quà nặng ký,
phương án điều chỉnh của tỉnh đã được xác định, trở thành một sự thực không thể thay đổi. Trước đợt điều chỉnh, luôn luôn có một thời kỳ giảm sóc, ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm, luôn có thời gian và đường lùi cho người khác. Năm nay thì khác, khác hoàn toàn, cơ bản là một đao chém ra, rõ ràng mạch lạc, khiến người khác còn chưa kịp phản ứng, một chưởng đó đã đánh xong rồi. Sự việc lạ, ngạc nhiên, làm sao vậy? Có người thở dài, có người đau lòng, có người hoan hô, có người vui mừng. Điều chỉnh cán bộ, không phải anh lên thì là tôi xuống, chắc chắn sẽ có mấy người vui mừng mấy người sầu não. Trong chốn quan trường, bỏ lỡ một lần có thể sẽ là bỏ lỡ cả đời, xem mỗi một lần lên chức là mỗi một lần chiến đấu cũng không có gì quá đáng. Nhưng cuộc chiến lần này kết thúc quá nhanh, không thấy khói súng, thậm chí chưa nghe thấy tiếng súng nổ đã vội kết thúc, khiến cho nhiều người cho đến lúc kết quả đã được tuyên bố, còn có chút không dám tin đó là sự thật. Sao có thể như vậy được? Đúng vậy, sao có thể được? Nhưng rõ ràng sự thực là như vậy. Có người còn nhớ rất rõ ràng, có một lần Cao Thành Tùng điều chỉnh nhân sự, thổi tin đồn ra ngoài đến nửa năm, tổ chức sát hạch, nói chuyện, hỗ động, trao đổi giữa các lãnh đạo tỉnh ủy, v.v., làm vô cùng ầm ĩ, cuối cùng nhận được không ít quà, nhưng những người được đề bạt lên lại toàn người của lão, khiến rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Nhưng bất mãn cũng không còn cách nào khác, còn có thể làm gì được nhân vật số một tỉnh ủy. Thời kỳ Diệp Thạch Sinh điều chuyển nhân sự ít nhất, cũng nhẹ nhàng nhất, duy có một vài lần điều chuyển, cũng là những hành động trong phạm vi nhỏ, cũng tung tin đồn ra trước một tháng, cho phép một số người được phép hoạt động cá nhân, cuối cùng bình ổn được yêu cầu khắp nơi, mới hoàn thành đợt điều chuyển. Bởi vậy thời kỳ Diệp Thạch Sinh, được lòng người nhất. Phong cách của Phạm Duệ Hằng vừa không cứng rắn quyết liệt như Cao Thành Tùng, lại không ôn hòa như Diệp Thạch Sinh, mà là có chút khiến người ta không đoán được, trong bông có kim. Có một chút, nhẹ nhàng, cũng có. Tóm lại phong cách của Phạm Duệ Hằng cũng giống như cách đối nhân xử thế của y vậy, luôn trốn trong một đám sương mù, dường như không có gì rõ ràng. Đối với một bí thư tỉnh ủy, vốn dĩ đã nên có hệ thống lý luận của riêng mình, Phạm Duệ Hằng dường như không quan tâm đến điều này, ngay cả danh sách ứng cử viên chủ nhiệm của phòng nghiên cứu chính sách cũng không phải do y đề bạt. Hơn nữa quan hệ của y với chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách cũng rất bình thường, khiến nhiều người thật sự không hiểu bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng rốt cuộc làm như thế nào. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Hạ Tưởng lại biết rất rõ cách thức đại trí giả ngu của Phạm Duệ Hằng. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên không phải không có những suy nghĩ của riêng mình, Cao Thành Tùng có, nhưng rời đài rồi. Diệp Thạch Sinh cũng có, nhưng không được tuyên dương, cũng chưa được nâng lên thành lý luận mức độ cao. Phạm Duệ Hằng chắc chắn cũng có, nhưng thứ nhất y không phát biểu, thứ hai không chú trọng đến việc xây dựng lý luận của phòng nghiên cứu chính sách. Đúng là phương pháp giấu rốt cao minh. Tỉnh Yên cách Bắc Kinh quá gần, nếu tư tưởng của bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên quá rõ ràng, rất dễ đụng đầu với tư tưởng lý luận của Trung ương, kết quả của cuộc đụng đầu đó không cần nghĩ cũng biết, Cao Thành Tùng chính là một vết xe đổ, cho nên Diệp Thạch Sinh khiêm tốn mà có tính toán, Phạm Duệ Hằng thà rằng giả bộ không chú trọng đến việc xây dựng lý luận, thật ra đều là bất đắc dĩ. Đều nói làm quan ở Bắc Kinh rất khó, Tổng đốc Trực Lệ cũng không dễ làm. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy là Lưu Hội Nhân, một người có tiếng trong tỉnh Yên, rất có tư tưởng muốn vượt Phạm Duệ Hằng, cũng viết không ít những tác phẩm có tư tưởng nhiệt huyết, có thể phát biểu trên tạp chí lý luận Trung ương cũng không có vấn đề gì, nhưng đều bị Phạm Duệ Hằng chặn lại. Phạm Duệ Hằng rất thông minh, mà cũng rất cẩn thận. Nhưng cái cách không quan tâm đến việc xây dựng lý luận của bí thư Phạm khiến Lưu Hội Nhân buồn phiền, y không hiểu, nên có cảm giác buồn bực thất bại. Phòng nghiên cứu chính sách là một túi khôn của cấp đảng ủy, nếu Lưu Hội Nhân lọt được vào mắt Phạm Duệ Hằng, trở thành một người phụ tá cho người đứng đầu tỉnh Yên cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ xem ra, trong nhiệm kỳ của bí thư Phạm Duệ Hằng y không có khả năng. Lần điều chỉnh nhân sự này, nằm ngoài dự đoán về điều chuyển nhân sự của mọi người nhất chính là Lưu Hội Nhân. Không ai có thể ngờ được là, một Lưu Hội Nhân dường như bị người ta lãng quên lại được Phạm Duệ Hằng đề bạt làm bí thư thành ủy. Trước hết xác định Trần Khiết Văn đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, Trần Hải Phong đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng, chủ tịch khu Hạ Mã Lý Hàm đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Đan Thành, nguyên thị trưởng thành phố Đan Thành đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Nhiêu Thành, nguyên bí thư thành ủy Nhiêu Thành đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh. Trong lần điều chỉnh nhân sự này, nhận được sự chú ý nhất là sự điều chỉnh chức vụ trong ba thành phố, bí thư thành ủy thành phố Tần Đường,
Bí thư Thành ủy thành phố Bảo và Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành. Bởi thành phố Tần Đường, thành phố Bảo và thành phố Đan Thành được xưng là ba cỗ xe ngựa điều khiển tỉnh Yến, là những thành phố có kinh tế phát triển. Ngoài ra, vì nguyên nhân Hạ Tưởng và Trần Hải Phong điều chỉnh nhân sự trong thành phố Thiên Trạch và thành phố Thủy Hằng cũng trở thành tiêu điểm. Tiêu điểm thường thường sẽ có những bất ngờ xảy ra, không ít người đang suy đoán nếu không phải Khâu Tự Phong người có tiếng nói ảnh hưởng nhất đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch, thì cũng là Hạ Tưởng. Nhưng điều không ai ngờ được nhất chính là, một Lưu Hội Nhân ít được người khác nhắc đến lại được đề bạt làm bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch. Thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Kinh nghiệm là việc ở địa phương của Lưu Hội Nhân rất ít, từ trước đến nay cứ xoay vòng trong bộ môn lý luận, bảo y đến Thiên Trạch, không phải làm lý luận xuông sao. Chủ tịch tỉnh Tống không phản đối mới là lạ. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là, chủ tịch tỉnh Tống không những không phản đối, hơn nữa còn tán thành đề nghị của bí thư Phạm. Nhân vật số 1, số 2 đều đã đồng ý, dường như không gặp phải trở ngại nào mà được thông qua, lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Nếu nói Trần Hải Phong được phân công đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Thủy Hằng là vì chủ tịch tỉnh Tống đề bạt Trần Hải Phong mà thực hiện chính sách vãn hồi, nhưng sao lại không giữ Hạ Tưởng? Lẽ nào phải hy sinh vị trí bí thư thành ủy Thiên Trạch mới đổi lại được Trần Hải Phong đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Thủy Hằng? Tống Chiêu Độ không quan tâm đến những thắc mắc và nghi ngờ của mọi người, im lặng bình tĩnh, bộ dạng như đã nắm chắc tất cả. Sắp xếp Trần Khiết Văn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Đan Thành là một trong ba cỗ xe ngựa của tỉnh Yến, tuy nói với kinh nghiệm của Trần Khiết Văn thì có chút thiệt thòi, nhưng với quy mô kinh tế của Đan Thành và những gì bà đã làm ở Thiên Trạch, rõ ràng cũng có thể thấy được sự chiếu cố của tỉnh ủy đối với bà. Hoặc là nói, là sự chiếu cố của Phạm Duệ Hằng đối với bà. Điều khiến người ta không hiểu là, trong việc bổ nhiệm Trần Khiết Văn, thật ra Mã Tiêu lại tỏ ra chút ý kiến không tán thành, nhưng lại không có ai hưởng ứng, rồi cũng rất thuận lợi mà được thông qua. Chủ tịch tỉnh Tống trong vấn đề Trần Khiết Văn, không còn đưa ra ý kiến gì nữa. Biểu hiện của chủ tịch tỉnh Tống rất khác thường, bởi vì trước đây chủ tịch tỉnh Tống rất có chủ kiến, cho dù là trong vấn đề nhân sự, cũng phải luôn trao đổi với Phạm Duệ Hằng, nhưng cũng rất ít khi hoàn toàn phối hợp. Lẽ nào vì sắp phải điều chuyển, nên chủ tịch tỉnh Tống toàn tâm phối hợp? Cho dù phối hợp cũng nên bảo toàn thế lực của mình, không thể để bí thư Phạm tùy tiện làm. Chủ tịch tỉnh Tống làm sao vậy? Chuyện làm cho người ta kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Việc đề danh chức vụ bí thư thành ủy thành phố Bảo, Tống Chiêu Độ đề danh Cao Hải, liền bị Phạm Duệ Hằng nói một câu. Đồng chí Cao Hải kinh nghiệm chưa đủ, từ từ đã. Liền bị hủy bỏ, kỳ lạ là, chủ tịch tỉnh Tống lại không hề có ý kiến phản đối gì, gật đầu cam chịu. Thái độ thay đổi của chủ tịch tỉnh Tống, so với trước kia thì dường như hai con người hoàn toàn khác. Trong hội nghị thường vụ, đừng nói người khác kinh ngạc, ngay cả Vương Bằng Phi, Mai Thái Bình cũng không hiểu ra sao. Tống Chiêu Độ vẫn bình tĩnh, như đã có dự định trước. Cho dù phải rời tỉnh Yến, nhưng còn ở tỉnh Yến một ngày, thì phải nên thực hiện trách nhiệm của một chỉ tịch tỉnh nốt ngày đó, sao lại hoàn toàn nhượng bộ, ngay cả Hạ Tưởng cũng không bảo vệ nữa. Mai Thái Bình vốn đang nghĩ sẽ đề danh Hạ Tưởng đảm nhiệm chức phụ bí thư thành ủy Thiên Trạch, tiện đó xây dựng thêm chút thâm tình. Nhưng thấy Tống Chiêu Độ không hề có ý định so đo gì với Phạm Duệ Hằng, y cũng từ bỏ ý định. Cũng đúng, ngay cả một người đỡ đầu lớn nhất của Hạ Tưởng cũng không còn tích cực nữa, y làm sao có thể ra mặt. Vừa không tốt, vừa thể hiện không ra gì, nếu lại đắc tội với Phạm Duệ Hằng lại càng mất nhiều hơn được. Chương 1078, sự điều chuyển nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bí thư thành ủy thành phố Bảo cuối cùng do Khâu Tự Phong đảm nhận, cũng đạt được sự nhất trí thông qua. Khâu Tự Phong đã từng đảm nhận chức phó thị trưởng thường trực thành phố Bảo, bây giờ lại quay lại thành phố Bảo chủ trì công tác toàn diện, cũng là điều hợp lý. Đồng thời Khâu Tự Phong đảm nhận chức bí thư thành ủy ở thành phố Bảo hết một nhiệm kỳ này, thì cũng có thể thuận lợi mà bước lên cấp phó tỉnh được rồi. Sau khi việc chọn người cho vị trí bí thư thành ủy thành phố Bảo được quyết định, việc chọn người cho vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường lại được mọi người chú ý. Làm một thành phố xứng đáng với cái tên thành phố kinh tế lớn thứ hai trong tỉnh, sản lượng và quy mô kinh tế gần bằng với thành phố Yến, việc chọn người cho vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là một trong những điểm quan trọng trong lần điều chỉnh nhân sự này. Bởi vì thành phố Yến là một thành phố cấp phó tỉnh, Phạm Duệ Hằng không có quyền điều chỉnh. Đương nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là Phương Tiến Giang, y tuy rằng tuổi chưa đến lúc về hưu,
nhưng vì không có ai nói giúp cho y, nên đã được quyết định bị thoái vị, chỉ định đến tỉnh đảm nhiệm chức phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh. Người đang đảm nhiệm chức vụ thị trưởng là Trương Quốc Vĩ, năm nay 43 tuổi, rất phù hợp ứng tuyển, nhưng Tống Chiêu Độ vốn dĩ im lặng không phản ứng lại một mực phản đối lá đơn của Quốc Vĩ, nói thế nào cũng không chấp nhận việc Quốc Vĩ tiếp nhận chức vụ bí thư. Mai Thái Bình, Mã Tiêu cũng phụ họa theo Tống Chiêu Độ. Phạm Duệ Hằng vốn dĩ thật sự có ý để bà Trương Quốc Vĩ lên, nhưng những việc trong chính trị thông thường là anh có một tôi có 15. Tống Chiêu Độ đã nể mặt y lắm rồi, y cũng không thể cứ quá độc đoán chuyên quyền, phải có qua có lại. Hơi suy nghĩ một chút, y liền rút lại đề nghị đề bạt Trương Quốc Vĩ. Tiếp tục thảo luận vấn đề chọn người cho vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Nếu Tống Chiêu Độ đã phủ quyết Trương Quốc Vĩ, nhất định y cũng có suy tính. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kiến nghị của Chủ tịch Tống, không ngờ Chủ tịch Tống chỉ đốt lửa mà không thả pháo, phủ quyết Trương Quốc Vĩ nhưng lại không nêu lên người của mình, khiến nhiều người cảm thấy buồn bực, rốt cuộc trong hồ lô Chủ tịch tỉnh Tống đang bán thuốc gì đây? Sự im lặng ngắn ngủi qua đi, Vương Bằng Phi đề nghị Ngả Thành Văn làm bí thư thành ủy thành phố Lang. Tống Chiêu Độ liếc nhìn Vương Bằng Phi đầy thâm ý, trầm ổn nói một câu. Đồng chí Ngả Thành Văn đảm nhận chức vụ bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, khá thích hợp. Thật ra ai đảm nhận chức vụ gì, thích hợp hay không thích hợp không phải một người nói là xong, mà là do nhân vật số 1 số 2 quyết định. Ngả Thành Văn đã đảm nhận chức bí thư thành ủy thành phố Lang hơn 3 năm, thành tích cũng bình thường, nếu đưa sang làm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, là điều chuyển ngang, nhưng cũng xem như một sự khẳng định. Suy xét tổng thể, Ngả Thành Văn cẩn thận, tính cách trầm ổn. Chủ trì công việc toàn diện của thành phố Tần Đường, có thể sẽ thuận lợi. Nhưng có một điều, thị trưởng Tần Đường Trương Quốc Vĩ là người sinh ra và lớn lên ở Tần Đường, với thế lực hùng mạnh của y, Ngả Thành Văn đến đó, e rằng không thể kiềm chế hữu hiệu được y. Phạm Duệ Hằng chỉ do dự một lát liền gật đầu đồng ý, Ngả Thành Văn đến Tần Đường, cũng xem như Trương Quốc Vĩ mới là lão đại. Tuy rằng Trương Quốc Vĩ không thể thuận lợi đảm nhận chức phụ bí thư, nhưng với kinh nghiệm của Ngả Thành Văn, cũng làm không nổi một nhiệm kỳ liền phải điều chuyển sang một nơi khác, để Trương Quốc Vĩ đợi thêm một năm rưỡi nữa cũng được. Ngả Thành Văn từ thành phố Lang chuyển đến thành phố Tần Đường đảm nhiệm chức phụ bí thư, An Hưng Nghĩa vẫn chưa được đả động, vẫn là thị trưởng thành phố Lang. Người đảm nhiệm chức phụ bí thư thành ủy mới của thành phố Lang là trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Yến Nhạc Minh. Sau khi xác định được người cho vị trí bí thư thành ủy ba cỗ xe ngựa của tỉnh, cuộc điều chỉnh nhân sự xem như đã hoàn thành được một nửa. Còn những thành phố khác có điều chỉnh gì hay không, có nơi chỉ là điều chuyển qua lại giữa hai vị trí, biên độ cũng không phải lớn, cũng rất dễ dàng đạt được đồng nhất. Nhưng cũng có một vài điểm bất ngờ nho nhỏ xuất hiện, ví dụ cuối cùng Phó Thị trưởng Chu Hải Đào của thành phố Thiên Trạch bị Mai Thái Bình đề nghị chuyển đến Thiên Trạch, thế chỗ cho Chu Duệ Nhạc, sau đó Mã Tiêu lại đề nghị Bành Vân Phong làm Phó Thị trưởng thành phố Thiên Trạch, tất cả đều được thông qua. Tuy thành phố Yến không có điều chuyển thị trưởng, nhưng ủy viên thường vụ lại có chút điều chuyển nhỏ, bí thư khu ủy khu Hạ Mã Giang Thiên tiếp nhận vị trí ủy viên thường vụ khu Thị Bắc, thuận lợi tiến vào hội nghị thường vụ thành ủy, cấp bậc cũng được tăng lên, trở thành cấp giám đốc sở. Sau khi điều chỉnh người ở vị trí bí thư khu ủy khi Thị Bắc, bởi vì tổng sản lượng kinh tế khu Thị Bắc bị giảm xuống, bị khu Hạ Mã thay thế, nên không có tư cách chiếm vị trí trong hội nghị thường vụ nữa. Giang Thiên có được một món hời lớn. Nói ra thì vẫn nên cảm ơn Hạ Tưởng. Nếu không phải là công lao của Hạ Tưởng, y nào có được sự lên chức nhanh chóng như bây giờ. Nhưng không ít người trong lòng cũng có tính toán, Giang Thiên tiến dần vào hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Yến, có lẽ cũng có liên quan đến tin tức Trần Phong có thể tiến vào cục chính trị. Một lần điều chuyển nhân sự quan trọng, đã được xác định, có người khóc, cũng có người cười, có người hoan hô, cũng có người đau khổ, nhưng cũng có người bình tĩnh để đối diện, ví dụ như Hạ Tưởng. Tin tức Lưu Hội Nhân đảm nhiệm chức phụ bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch được loan đến Thiên Trạch, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đều không hiểu sự sắp đặt này của tỉnh ủy là có dụng ý gì, tại sao lại sắp xếp một nhân viên nghiên cứu lý luận, không hề có kinh nghiệm chính trị gì ở địa phương đến đảm nhiệm nhân vật đứng đầu. Thật khiến người ta bất ngờ. Không ít người vì Hạ Tưởng không thể đảm nhận chức phụ bí thư mà cảm thấy tức giận. Hạ Tưởng thân là đương sự lại rất bình tĩnh, không phải cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Nhưng mà sau khi hắn đã xem qua một loạt danh sách những người nằm trong lần điều chuyển nhân sự của tỉnh ủy, ra soát lại tất cả những người mà chủ tịch tỉnh Tống cố ý kìm kẹp,
trong lòng liền có tính toán, có những việc không thể vội được, hoặc là lùi một bước, mới có thể tiến thêm một bước dễ dàng hơn. Hơn nữa hiện tại hắn quả thật cũng mới chỉ đảm nhiệm chức vụ thị trưởng hơn một năm, nếu đảm nhiệm chức vụ bí thư, thì kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ thị trưởng quá ngắn, bản lý lịch kinh nghiệm sẽ không được tốt lắm. Cũng may Bành Vân Phong thuận lợi tiến thêm một bước, thành công bước qua cánh cửa từ cục trưởng đến phó giám đốc sở, trở thành phó thị trưởng, rất đáng mừng. Tin tức truyền đến thành ủy Thiên Trạch, không ít người chúc mừng Bành Vân Phong, đồng thời âm thầm ngưỡng mộ vận may của Bành Vân Phong. Nếu không phải đi theo một lãnh đạo tốt như thị trưởng Hạ, đừng nói y đảm nhận chức phó thị trưởng, mà sớm đã bị Bì Bất Hưu chơi đùa rồi. Bây giờ ngược lại là Bì Bất Hưu bị chơi đùa, Bành Vân Phong lại được thăng chức. Sự đánh giá về mặt chính trị, thật sự vẫn là hai con đường sinh tử, nói là kinh thiên động địa cũng không có gì quá đáng. Bành Vân Phong trước đó không hề có chuẩn bị tâm lý, trong chốc lát liền được lên làm phó thị trưởng, cảm giác giống như đang nằm mơ. Trên đời này lại có sự thăng chức dễ dàng như vậy. Y không bỏ ra một đồng nào, không hề tặng một món quà nào, không hề có thủ đoạn đút lót nào, giống như bánh từ trời rơi xuống trúng đầu vậy, quả thật là chuyện cúi đầu đi đường lại gặp được vật báu. Bành Vân Phong vui mừng vô cùng, cũng biết nếu không phải có thị trưởng Hạ, thì đâu có y ngày hôm nay. Những lời cảm ơn thừa thãi cũng không nên nói nữa, chỉ đến văn phòng thị trưởng Hạ, cúi người thật thấp trước mặt thị trưởng Hạ, sau đó hai mắt đầy lệ, quay người rời đi, để lại cho thị trưởng Hạ một cái bóng dứt khoát và kiên quyết. Cái biểu hiện ra chính là, kẻ sĩ này sẽ làm chi kỷ chi âm cho đến chết. Tuy rằng thị trưởng Hạ không được thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư, nhưng trong Thiên Trạch lại không hề có sự đồng tình nào, chỉ có thị trưởng Hạ mới là nhất, cái gì mà chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách cũng đi làm bí thư. Ai nghe người ta bịa chuyện chứ? Khi nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng đang định thả lỏng một chút, cùng Tống Nhất Phàm cưỡi ngựa ở Thảo Nguyên. Vốn dĩ Tống Nhất Phàm mặc váy, nhưng váy lại không thích hợp để cưỡi ngựa, nhưng cô lại ham vui, cứ muốn cưỡi, Hạ Tưởng đành phải làm phu ngựa, đích thân dẫn ngựa cho cô. Tống Nhất Phàm ngồi nghiêng trên thân ngựa, đôi chân trắng dường như phơi bày ra ngoài, khiến người ta nhìn vào có thể mê mẩn. Quay qua quay lại, thúc vào bụng ngựa, so với thân mình bóng loáng của con ngựa, tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp. Một trận gió thổi qua, Tống Nhất Phàm không để ý, váy bị bay tung lên cao, lộ ra bên trong, vừa lúc bị Hạ Tưởng nhìn thấy, Tống Nhất Phàm liền đỏ mặt. Thật xấu hổ, không có mặt mũi gì hết, lại đi nhìn con gái trần truồng. Hạ Tưởng không nói được gì nữa, hắn chưa thấy gì được không, đang định phản biện mấy câu, Tống Chiêu Độ đã gọi điện thoại đến. Hạ Tưởng, Thiên Trạch cao rộng như vậy, bây giờ lại mênh mông bao la, tùy cậu thi triển tài học rồi. Giọng nói Tống Chiêu Độ không hề mệt mỏi, dường như đối với việc sắp rời tỉnh Yến, không hề có gánh nặng tâm lý nào. Đối với lần điều chuyển nhân sự này, cậu có suy nghĩ gì không? Chương 1079, trời trong xanh, cục diện mới. Trời trong xanh, Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn trời, Tống Chiêu Độ quả thật nói đúng, hôm nay thời tiết sáng sủa, trời xanh mây trắng, đặc biệt dễ chịu, thật đúng là trời trong xanh, thấy cả chim nhạn bay về phía nam. Gió thổi vi vu, có chút mát mẻ. Gió lạnh mùa thu đến hơi sớm, Thiên Trạch cuối tháng 8, đã ngửi được hơi thở của mùa thu. Thời gian qua mau thật, từ hai mắt tối đen khi hắn mới đến Thiên Trạch, đến hiện tại đã bước đầu nắm đại cục trong tay, hơn nữa đã đặt nền móng cơ cấu kinh tế của thành phố Thiên Trạch, dọn đường cho sự phát triển kinh tế Thiên Trạch, cục diện trước mắt quả thật không dễ có được. Nhưng nghĩ lại, những hành vi hắn đã làm ở Thiên Trạch, vừa không giống với cuộc chiến sinh tử cùng Bạch Chiến Mặc ở quận Hạ Mã, vừa không giống cuộc chiến binh đao cùng Nga Ni Trần ở thành phố Lang, trên cơ bản có thể xem như không đánh mà thắng đã giải quyết từng vấn đề khó khăn. Quay đầu nhìn lại, quả thật có một sự bình lặng và thong dong của bầu trời trong xanh. Trời trong xanh chỉ sợ cũng là sự đánh giá của Chủ tịch tỉnh Tống đối với những gì hắn đã làm ở Thiên Trạch, cũng là Chủ tịch tỉnh Tống tự nỗ lực. Người trong quan trường, nếu thật có thể mọi chuyện làm được trời cao trong xanh và nhẹ nhàng như mưa lất phất để giải quyết tất cả vấn đề, thì đúng là đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa mất rồi. Đáng tiếc chính là, điều quyết định anh phải đao kiếm giao tranh hay là thủ đoạn nhẹ nhàng lại không phải là chính bản thân anh, mà là anh đối đầu với đối thủ như thế nào. Về phần lập trường thỏa hiệp và nhượng bộ mà Chủ tịch tỉnh Tống đã áp dụng ở trong lần điều chỉnh nhân sự này, Hạ Tưởng cũng đã đoán được 7-8 phần, hiện tại Chủ tịch tỉnh Tống hỏi đến. Mặc kệ là khảo nghiệm cũng được, hay là cố ý hướng hắn giải thích cũng vậy,
hắn chỉ thản nhiên cười. Vào lúc ấy, ý tưởng cũng là có một chút, tuy nhiên hiện tại nghĩ lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa thu, lại không có ý tưởng gì. Đúng như lời chủ tịch tỉnh Tống vừa nói, trời cao mây trắng, lòng dạ liền trống trải hơn rất nhiều. Cậu hiểu là tốt rồi. Hạ Tưởng, đừng có nút thắt tâm lý, phải tin tưởng ánh mắt chính ngươi. Tống Chiêu Độ với vị trí chủ tịch tỉnh, muốn khai sáng một thị trường, cũng là bởi vì giữa ông ta và Hạ Tưởng có quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu không đổi người khác, thích có ý tưởng thì mặc bay, lãnh đạo cấp trên còn muốn an ủi cho anh Hạ.